Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 901, bệnh đi như kéo tơ hai Hạ bá đạt thở dài nói, không ngủ được, trong lòng mang chuyện lớn như vậy, khó chịu lắm. Lý trường vũ và Y cũng có chung cảm thụ, thân là người lãnh đạo số 1 của Nam Tích, áp lực mà Y phải chịu so với hạ bá đạt còn lớn hơn nhiều. Hạ bá đạt nói, Nam Tích trong hai năm nay không ngừng xảy ra chuyện, trên chính trị, trên kinh tế, khó khăn lắm mới ổn định lại được một chút, thì lại có một trận bệnh dịch ập đến, toàn bộ bình hải chỉ có nam tích chúng ta là xảy ra bệnh dịch, ông trời đối với chúng ta thật sự là không tệ. Lý Trường Vũ cười khổ nói, đây cũng là chuyện không thể làm khác được, đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng đừng nên than trời trách đất nữa, biện pháp khống chế trước mắt vẫn hữu hiệu, tình hình bệnh dịch không tiến thêm một bước mở rộng. Hạ Bá Đạt nói, vẫn chưa tìm được phương pháp trị liệu đúng bệnh, tình huống của kinh thành càng nghiêm trọng hơn, hiện tại trên toàn quốc đâu đâu cũng thần hồn nát thần tính người dân ai nấy đều hoảng sợ. Lý Trường Vũ lại rút thêm một điếu thuốc. Hạ bá đạt nói, anh cũng hút hít thôi, hút thuốc không tốt đối với hệ hô hấp dâu. Lý Trường Vũ cười nói, tôi vừa mới nghe nói, tất cả người bị viêm phổi loại R đều không hút thuốc. Hạ bá đạt nói, thật hay giả, lời đồn à. Lý Trường Vũ nói, tôi cũng nghĩ là lời đồn, nhưng điều mà họ nói với tôi cũng có căn cứ, nói là phổi của người hút thuốc bị bị nhiễm quá nhiều khói, giống như là thịt hun khói vậy, còn người không hút thuốc, phổi là một khối thịt tươi, anh nói xem thịt tươi dễ hỏng hay là thịt hun khói dễ hỏng hơn." Hạ Bá Đạt nghe thấy quả nhiên cũng có vài phần đạo lý, thế nên liền bật cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điện thoại trên bàn của Lý Trường Vũ vang lên, y cầm, người gọi điện thoại tới là cục trưởng vệ sinh Tiếu Nam. Tiếu Nam Sơn mang đến một tin tức tốt, bệnh độc dẫn tới viêm phổi loại R đã được tách ra rồi có điều loại bệnh độc này khá là ương ngạnh, trước mắt thí nghiệm dược vật vẫn chưa phát hiện ra dược vật có thể hoàn toàn diệt được nó. Tin tức này đối với Lý Trường Vũ mà nói thì chẳng đau chẳng ngứa, điều mà y hiện tại quan tâm nhất là có thể tìm được dược vật trị liệu hữu hiệu nhất hay không. Bệnh viện nhân dân số 2 Nam Tích lại tăng thêm một trường hợp lây nhiễm, lần này người bị bệnh là Trương Thu Linh, sau khi Trương Thu Linh bị bệnh, bệnh viện sau khi trải qua thương lượng đã quyết định để Từ Quang Thắng đảm nhiệm tổ trưởng lâm thời tiểu tổ chữa bệnh một phương diện là từ Quang Thắng chủ động xin đi giết giặc muốn gia nhập tiểu tổ chữa bệnh, còn có một nguyên nhân khác là, từ Quang Thắng trong lúc cách ly vẫn khỏe mạnh, đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu phát bệnh, căn cứ vào tin tức từ các phương diện được đưa về. Người bình thường tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đều sẽ phát bệnh trong 24 tiếng đồng hồ, từ Quang Thắng đã vượt qua đoạn thời gian này rồi, chứng tỏ khả năng bị lây bệnh của y là cơ hồ bằng không. Từ Quang Thắng tạm thời cũng không thể được giải trừ cách ly, cho nên thôi thì ở lại đây phát huy năng lượng của y. Sau khi từ quang thắng đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ chữa bệnh, chuyện thứ nhất chính là thả lỏng sự hạn chế đối với Trương Dương, để hắn tự do ra vào lầu 2 và lầu 4. Lầu 4 bản thân chính là khu bệnh cách ly, trừ nhân viên y tế ra thì chính là bệnh nhân đã bị lây bệnh. Về phần lầu 2, hiện tại trừ hộ sĩ trực nhật ra, cũng chỉ có kiểu mộng viện và tên nhân viên phục vụ khách sạn đó, hai người đều đã bị lây bệnh, trên thực tế cũng thành một bệnh khu riêng biệt. Trương Thu Linh sau khi bị bệnh cũng được an bài ở lầu 2. Trương Dương Nhân thời gian rảnh tới thăm vợ chồng Du Vô, tình huống của tình huống coi như vẫn ổn định, nhiệt độ cơ thể của hắn hiện giờ luôn ở khoảng 38 độ C, ngược lại bệnh tình của Chu Tiếu Vân thì nặng hơn một chút. Viện trưởng Trung Lâm của Bệnh viện Nhân dân Nam Tích bệnh tình trong một đêm cũng đột nhiên nặng hơn, nhiệt độ đã đạt tới 39,5 độ C, tổ khám bệnh đã nghĩ hết biện pháp cũng thể khiến nhiệt độ cơ thể của y trở lại bình thường. Trương Dương sau khi bắt mạch cho vì bọn họ, phân biệt kê thuốc cho họ, phương thuốc thoạt nhìn thì giống nhau, có điều là dựa vào biến hóa mạch tượng và thể chất của mỗi người, Trương Dương đã làm ra điều chỉnh rất nhỏ. Điểm tốt nhất mà Từ Quang Thắng đảm nhiệm tổ trưởng khám bệnh chính là, y đối với phương thuốc của Trương Dương không chút do dự chấp hành ngay, Trương đại quan nhân không có quyền kê đơn thuốc, đơn thuốc mà hắn kê, Từ Quang Thắng ông viết lại một lần rồi ký tên của mình lên. Đu Vô rất quan tâm vợ, khi Trương Dương thăm hắn trong lời nói của Du Vô mang theo vẻ áy náy sâu sắc, "Trương Dương, đều tại tôi, nếu không phải tôi tới Nam Tích, cũng sẽ không lây bệnh cho nhiều người như vậy." Trương Dương cười nói, "Cái này đâu liên quan gì tới anh? Chẳng ai muốn bị nhiễm bệnh cả, trước khi anh tới Nam Tích cũng không biết mình đã bị mắc bệnh truyền nhiễm, nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, tôi cũng có trách nhiệm, lúc ấy khi anh bị nôn mửa ho khan trên đường, tôi đã không quan tâm đúng mức." Du Vô thở dài nói, "Trương Dương, loại bệnh này có biện pháp nào chỉ dứt không? Trương Dương nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ tìm được phương pháp, hiện tại không chỉ là trong nước có người bị bệnh, ở nước ngoài cũng có rất nhiều quốc gia xảy ra tình hình bệnh dịch, chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới đang nghiên cứu phương pháp đối kháng với viêm phổi loại R, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tìm được dược vật hoàn toàn chỉ tận gốc bệnh này. Đu vô nói, nếu không tìm thấy thì sao? Trương Dương nói, cho dù không tìm thấy cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta trị liệu đối chứng, qua một giai đoạn gian nan, sẽ lay tỉnh sức miễn dịch trong cơ thể các anh, sau cùng thì tiêu diệt bệnh độc. Đu vô nói, vợ tới thế nào rồi? Trương Dương nói, vẫn ổn, nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu hạ xuống rồi, có điều thể chất của cô ta so với anh thì yếu hơn một chút, tốc độ khôi phục so với anh cũng chậm hơn. Đu vô nói, Trương Dương, chờ tôi lần này sau khi khỏi bệnh rồi, tôi nhất định sẽ làm ra cống hiến với ngành xây dựng nam tích, để bồi thường tổn thất mà tôi mang đến. Trương Dương biết Du Vô là người tốt bụng, hắn vỗ mở u bàn tay Du Vô, nói anh an tâm dưỡng bệnh đi, những chuyện khác để hết bệnh rồi nói sau, nhất định phải có lòng tin, chính phủ thành phố Nam Tích chúng tôi sẽ phái lực lượng y học giỏi nhất tới giúp các anh. Những lời này của Trương Đại quan nhân có chút vị đạo quan phương. Có điều nói như vậy lại khiến Du Vô vô cùng cảm động, cảm ơn anh, cảm ơn chính phủ thành phố Nam Tích, tôi sẽ nhớ kỹ phần tình ý này của các anh trương dương cuối cùng tới chỗ trương thu linh khi tiến vào phòng trương thu linh cô ta vừa mới uống thuốc đông y xong tất nhiên là phương thuốc do trương dương kê nhìn thấy trương dương tới trương thu linh cười cười vẻ mặt có chúng ngượng ngùng dù sao trước đây cô ta cũng từng nghi ngờ y thuật của trương dương hiện tại không ngờ lại dùng trung dược mà trương dương kê trương dương nói chủ nhiệm trương cảm thấy thế nào rồi trương thu linh nói vẫn ổn phương thuốc mà anh kê cũng hữu hiệu đối với khống chế nhiệt độ cơ thể Trương Dương nói, hữu hiệu là tốt rồi, có điều không phải với mỗi người đều có hiệu quả đâu, chủ nhiệm Trương nghỉ ngơi cho tốt đi, kiên nhẫn dưỡng bệnh nhé. Trương Thu Linh gật đầu, thở dài nói, vào lúc cần dùng người nhất thì đáng tiếc tôi lại bị bệnh. Từ Quang Thắng ở bên cạnh nói, chủ nhiệm Trương, cô đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ tiếp nhận tốt công tác của cô. Trương Thu Linh nói, chủ nhiệm từ vất vả rồi. Từ Quang Thắng và Trương Dương cùng nhau trở lại văn phòng. Từ Quang Thắng đầu tiên gọi điện thoại cho bệnh viện báo cáo tình huống bên này, thuận tiện hỏi một chút về tiến triển mới nhất hiện tại, trước mắt trong ngoài nước vẫn chưa nghiên cứu ra dược vật hữu hiệu, Từ Quang Thắng lo lắng trùng trùng nói, hiện tại trong ngoài nước vẫn đang không ngừng gia tăng những ca bệnh mới, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu khống chế được tình hình bệnh dịch. Trương Dương nói, trên đời này không bệnh nào là không trị được, chỉ là chúng ta cần thời gian để tìm phương pháp trị liệu chính xác mà thôi. Từ Quang Thắng nói, nghe nói chuyên gia y học của Kinh Thành đang nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Trương Dương nói, vaccine phòng bệnh từ nghiên cứu cho đến sản xuất không biết phải cần bao nhiêu chi tiết, nhưng chắc là thời gian sẽ rất dài. Từ Quang Thắng nói, tính lây nhiễm của loại bệnh này quá mạnh mẽ hơn nữa hơn nữa tỷ lệ tử vong rất cao, Kinh Thành đã có 12 ca tử vong. Nguyên nhân bệnh bước đầu đã được điều tra rõ điều tra rõ rồi, là bệnh độc loại R dẫn tới, bệnh độc chủ yếu là truyền nhiễm qua đường nước bọt, vật phân bố tiếp xúc với bệnh nhân và người tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân đều dễ bị lây, bệnh độc tiến vào trong cơ thể người sẽ nhanh chóng phục chế, phá hoại hệ thống miễn dịch của cơ thể người, khiến cho hệ miễn dịch của người bệnh yếu đi. Trương Dương nói, tìm được vi khuẩn gây bệnh thì có hy vọng tìm được dược vật đối kháng. Từ Quang Thắng nói, hy vọng là vậy. Trương Dương nói, căn cứ vào bệnh trạng của bọn họ, tôi đã điều chỉnh lại phương thuốc rồi. Từ Quang Thắng nói tiểu tổ chuyên gia y học cũng đã cấp ra một bộ phương án trị liệu, đó là giảm oxy huyết của người bệnh, truyền không khí vào giúp hô hấp, bảo trì đường thở được thông thoáng, đối với người bệnh xuất hiện chứng viêm phối. Sử dụng hợp lý chất kích thích bằng da, đối với người bị lây nhiễm đã bị dính vi khuẩn, có thể châm trước sử dụng một số chất kháng khuẩn. Trường đại quan nhân thực sự cầu thị nói, trên phương diện Tây Y tôi là người ngoài nghề. chương 902, bệnh đi như kéo tơ ba. Từ quang thắng nói, mèo trắng mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì là mèo giỏi. Trương Dương lại viết một phương thuốc, đưa cho từ quang thắng nói, phương thuốc này đối với dự phòng viêm phổi loại R sẽ mang đến tác dụng, những nhân viên y tế các anh cũng không dễ dàng gì, liên tiếp bị bệnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhân thủ sẽ không đủ. Từ quang thắng nói, mọi người tận lực làm tốt biện pháp phòng hộ, nhưng bệnh độc loại R vẫn không có chỗ nào là không chui vào được, rất khó lòng phòng bị. Hiện tại điều mà chúng ta có thể làm chính là tận lực hạn chế tình hình bệnh dịch trong khu cách ly, đừng để bệnh độc đáng sợ này lây lan ra ngoài." Trương Dương nói, vừa rồi xem tin tức TV, Nam Thích đã khởi động cơ báo động cấp 2 rồi. Từ Quang Thắng nói, vẫn chưa tìm được phương pháp trị liệu đương nhiên phải đặt dự phòng lên vị trí thứ nhất. Khi Trương Dương trở lại phòng bệnh của Kiều Mộng viện, cô ta đang xem tin tức, viêm phổi loại R đã trở thành tiêu điểm gần đây của tin tức quốc gia sẽ tiến hành thông báo về tình hình bệnh dịch liên tục, từ từ tình huống hiện tại cho thấy số người bị lây bệnh và số người tử vong đều đang tăng lên. Trương Dương gọt cho Kiều Mộng Viện một quả táo, khi hắn đang gọt táo vô cùng điêu luyện thì trong TV truyền đến một giọng nói quen thuộc, chính là Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Văn Quốc Quyền, cha nuôi của hắn đang đại biểu Quốc vụ Viện trả lời phóng viên, Trương Dương đưa táo cho Kiều Mộng Viện rồi nhìn lên TV. Trên màn hình Văn Quốc Quyền đang chậm rãi phát biểu, chấn định tự nhiên, vào loại thời khắc phi thường này, ông ta vẫn biểu hiện ra sự bình tĩnh hơn người, đối với từng vấn đề mà phóng viên hỏi ra, ông ta luôn có thể tìm được phương thức trả lời tốt nhất. Nhìn thấy biểu hiện của Văn Quốc Quyền, Trương Dương thầm bội phục, tu vi chính trị cũng không phải là một hai ngày là có, với loại cảnh giới này của Văn Quốc Quyền, chỉ sợ mình cả đời này cũng không làm được. Sau khi tin tức về Văn Quốc Quyền kết thúc, Kiều Mộng viện cầm điều khiển đổi kênh, nói khẽ cả ngày đều là tin tức viêm phổi cấp error, xem mà trong lòng thật khó chịu. Trương Dương nói, trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu khống chế được bệnh dịch, ngành tin tức của quốc gia coi trọng chuyện này cũng là bình thường mà. Kiều Mộng Viện nói, tình huống của những người khác thế nào rồi? Cô ta đang hỏi tình huống của những người bệnh khác trong viện. Trương Dương nói, vẫn ổn, chủ tiếu vân hơi nặng hơn một chút, tình huống của những người khác cơ bản đã ổn định rồi, tôi điều chỉnh phương thuốc một chút, căn cứ với tình huống trước mắt mà phán đoán, bệnh tình của các cô chỉ sợ phải kéo dài thêm một tuần nữa. Kiều Mộng Viện không nói gì, cô ta từ trên giường đi xuống hoạt động hai tay một chút, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi nói, ông nội vừa gọi điện thoại tới đây, ông bảo tôi thay ông cảm ơn anh. Trương Dương bật cười, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, có gì đâu mà phải cảm ơn. Kiều Mộng Viện cong người rồi duỗi ra, đây là động tác của Minh Hằng Du giả thuật mà Trương Dương dạy cho cô ta, cô ta nắm được rất nhanh, động tác cơ bản cũng đã làm được rất ra dáng rồi, Trương Dương, tôi cảm giác đỡ hơn nhiều rồi trương dương nói nhiệt độ cơ thể của cô vẫn chưa ổn định vẫn chưa vượt qua được thời kỳ phát tác kiều mộng viện nói ổn rồi bệnh trạng nghẹt mũi ho khan đều giảm bớt rất nhiều tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sốt nhưng so với khi vừa mới phát bệnh thì cảm giác tốt hơn nhiều trương dương nói lần này bệnh độc loại r bùng nổ vô cùng đột nhiên rốt cuộc là nguyên nhân gì mà dẫn tới đây kiều mộng viện nói trên tin tức nói căn nguyên có thể là rơi rơi ư Kiều Mộng Viện gật đầu nói, một quan viên của Bộ Vệ sinh nói là trên người con rơi phát hiện ra loại bệnh độc này, dựa theo những gì mà y nói, rất có thể là vật bài tiết của rơi rơi vào trong thức ăn gia súc, lợn ăn vào thức ăn gia súc bị ô nhiễm, cho nên phát bệnh, mà sau khi lợn bị giết mổ được đưa lên bàn ăn, rồi thông qua con đường này truyền đi khắp nơi. Trương Dương nói, hình như cũng có mấy phần đoạn lý, xem ra bệnh độc loại R này thật đúng là khó lòng phòng bị. Kiều Mộng Viện nói, nghe nói các chuyên gia y học đã bắt đầu tìm kháng thể trên người con rơi rồi, bệnh độc đồng dạng tồn tại trên người con rơi, chúng sẽ không bị bệnh, nhưng người thì khác. Kiều Mộng Viện hai tay duỗi thẳng, chân phải lùi ra sau, người song song với mặt đất dùng chân trái giữ thăng bằng cơ thể, đứng im chừng một phút rồi thân thể chậm rãi hạ xuống, hai tay chống xuống đất, thân thể hạ dần xuống đất, mũi chân phải hướng lên không chung. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Kiều Mộng Viện, không ngờ sự nắm bắt của cô ta đối với Minh Hằng Du Già thuật lại nhanh đến vậy. Kiều Mộng Viện nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Tôi trước đây đã học 3 năm ba lê mà. Trương Đại Quan Nhân rất vô sỉ trên một câu, thật sự rất muốn thấy cô mặc váy ba lê luyện Du Già. Kiều Mộng Viện xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, thằng ôn này cái gì cũng nói ra miệng được. Di động của Trương Dương đổ chuông, hắn cầm điện thoại lại đi ra ngoài cửa, là mẹ nuôi La Tuệ Ninh gọi tới giọng nói của la tuệ ninh rất khẩn trương sau khi trương dương nghe máy câu đầu tiên của bà ta là trương dương bên cạnh con có ai không trương dương nhìn nhìn bốn phía tiểu hộ sĩ đang cảnh giác nhìn trương dương cười cười đi về phòng mình đóng cửa phòng lại sau đó đi đến phía trước cửa sổ nói mẹ nuôi có chuyện gì vậy la tuệ ninh nói trương dương con lập tức tới kinh thành đi trương dương ngẩn ra sao cơ trong lòng hắn có sự cảm xấu La Tuệ Ninh nói, cha nuôi của con hôm nay đi thị sát bệnh viện Tần Loan về, liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái, hiện tại đã bắt đầu phát sốt, ho khan rồi, căn cứ vào chẩn đoán bước đầu của bác sĩ, ông ấy chắc là bị viêm phổi loại R rồi. La Tuệ Ninh hiển nhiên có chút rối loạn, Trương Dương, mẹ cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, chuyện này không thể để cho người khác biết được, con mau tới đi, nhanh tới giúp mẹ. Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ đừng gấp, viêm phổi loại R cũng không phải là bệnh trị được, còn hiện tại đang trong kỳ cách ly, con trước tiên gửi cho mẹ một phương thuốc, chắc sẽ giúp ổn định được bệnh tình, con sẽ nhanh chóng xử lý chuyện ở đây, nếu có thể con sẽ lập tức tới kinh thành. Là Tuệ Ninh nói, được, mẹ chờ tin tức của con. Buông điện thoại, Trương Dương có chút khó xử lắc đầu, Văn Quốc quyền sớm không muộn không, lại bệnh đúng vào lúc này, ông ta là cha nuôi của mình, lại là phó thủ tướng quốc vụ viện, về tình về lý mình đều nên chữa bệnh cho ông ta, nhưng hiện tại Kiều Mộng Viện đang cần chiếu cố, mình không thể cứ vậy bỏ cô ta lại được. Tối hôm đó, là Tuệ Ninh lại gọi điện thoại tới, tình huống của Văn Quốc Quyền không được lạc quan, sốt cao liên tục không giảm, mặc dù là đã dùng phương thuốc của Trương Dương, nhưng bệnh tình vẫn không thấy giảm bớt, là Tuệ Ninh rõ ràng bắt đầu sợ rồi. Trương Dương vẫn không dám đáp ứng, bởi vì buổi chiều hôm ấy Kiều Mộng Viện lại sốt cao trở lại, Trương Dương hiện tại có chút khó xử, Kiều Mộng Viện và Văn Quốc Quyền đối với mình đều trọng yếu phi thường, nhưng mình hiện tại tới Kinh Thành chẳng khác nào bỏ mặc Kiều Mộng Viện, mình nếu không tới Kinh Thành thì lại có cái hiểm thấy chết mà không cứu, huống chi người bị bệnh ở đó lại là cha nuôi của mình. Là Tuệ Ninh gọi liên tiếp hai cú vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn của Trương Dương, giọng nói đã lộ ra vẻ hờn giận, Trương Dương, thật sự không tiện tới ư. Trương Dương nói, là như thế này, con bây giờ vẫn đang trong thời kỳ cách ly, con sẽ tận lực tới thật sớm. Là tuệ ninh nói, mộng viện có phải cũng sinh bệnh không? Con đang chiếu cố cô ta à? Trương Dương bị vạch ra nguyên nhân khó xử thật sự, lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi. Là tuệ ninh thở dài nói, nếu là mẹ thì mẹ cũng rất khó xử, thôi mẹ cũng không miễn cưỡng con. Nói xong bà ta liền gác máy, Trương Dương trong lòng khó chịu đến cực điểm, là tuệ ninh đối với mình ân trọng như núi, hiện tại chính là lúc bà ta cần mình nhất, trong ấn tượng của hắn là tuệ Ninh rất ít chủ động cầu mình làm gì, hiện tại bà ta thật sự là không có cách nào khác, nếu không cũng sẽ không mở miệng nhờ mình. Nhưng, nghĩ tới tình trạng của Kiều Mộng Viện, Trương Dương thật sự không biết nên quyết định như thế nào. Kiều Mộng Viện nhìn ra sự bất an với Trương Dương, cô ta nói khẽ anh có phải có tâm sự không? Trương Dương lắc đầu, không có. Kiều Mộng Viện nói, tôi nhìn ra được mà, anh nhất định có tâm sự. Cô làm sao mà nhìn ra được vậy? con người anh khó mà yên tĩnh được một khi anh yên tĩnh chính là lúc anh có tâm sự anh có phát hiện ra không cả buổi chiều hôm nay anh không nói ra một câu cợt nhả nào cả trương đại quan nhân bật cười cô thật đúng là hiểu tôi kiều mộng viện nói quen nhau lâu như vậy rồi tôi coi như cũng hiểu được tính anh nói đi rốt cuộc là có chuyện gì vậy trương dương lúc này mới nói ra chuyện văn quốc quyền bị bệnh kiều mộng viện nói anh tới kinh thành đi trương dương hơi ngẩn ra nhưng cô Kiều Mộng viện mỉm cười nói, "Không cần phải lo lắng vấn đề của tôi, buổi chiều tuy tôi lại sốt, nhưng không có anh giúp tôi hạ nhiệt độ, tôi cũng vẫn khôi phục lại được bình thường, tôi có thể cảm ứng được, tôi chắc đã qua lúc gian nan nhất rồi." "Trương Dương, anh đi đi, tôi bảo anh đi không chỉ bởi vì bác Văn là cha nuôi của anh, bác ấy còn là một trong những lãnh đạo không thể thiếu của quốc gia chúng ta, nếu bác ấy thật sự xảy ra chuyện, vậy thì sẽ tạo thành tổn thất quá lớn cho nhân dân và quốc gia." Chương 903, bệnh đi như kéo tơ 4. Sự hiểu rõ đại nghĩa của Kiều Mộng Viện khiến Trương Dương cảm động vô cùng, hắn nắm lấy tay Kiều Mộng Viện, "Mộng Viện, nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm về cô." Kiều Mộng Viện mặt ửng hồng, nhưng vẫn không gạt tay hắn ra, nói khẽ "Có gì mà không yên tâm? Anh chẳng lẽ không tin tưởng vào y thuật của mình ư?" Mở to đôi mắt đẹp trong suốt như suối ra, nói "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tùy thời thông báo bệnh tình của tôi với anh." Anh ở cạnh tôi lâu như vậy rồi, chắc cũng biết tình trạng sức khỏe của tôi, hơn nữa tôi đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi, anh ở lại cũng không có tác dụng gì nhiều." Trương Dương gật đầu, "Mộng Viện, chờ tình huống của cha nuôi tôi ổn định rồi, tôi lập tức quay lại sẽ lập tức quay lại." Kiều Mộng Viện nói, "Mau đi đi, loại bệnh này phát bệnh rất hung mãnh, vạn nhất trì hoãn bệnh tình thì có hối cũng không kịp đâu." Trương Dương trước khi đi lại bắt mạch cho Kiều Mộng Viện rồi kê đơn cho cô ta, đúng như lời của Kiều Mộng Viện tình huống của cô ta đã cơ bản ổn định rồi, thời kỳ phát bệnh cấp tính nguy hiểm nhất đã qua rồi. Bởi vì Trương Dương hiện tại đang vẫn trong thời kỳ đặc thụ bị cách ly quan sát, muốn phải rời khỏi nơi này thì bắn tiếng với Từ Quang Thắng. Từ Quang Thắng biết Trương Dương muốn lén lút bỏ đi, tuy trong lòng rất không tình nguyện, nhưng khi Trương Dương lấy lý do cơ mật quốc gia ra thì Từ Quang Thắng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Đương nhiên nguyên nhân là trọng yếu hơn là y cho rằng Trương Dương không bị lây bệnh. Trừ Từ Quang Thắng ra, Trương Dương không kinh động đến bất kỳ ai trong bệnh viện, dạng sáng hôm ấy, hắn lặng lẽ từ cửa sổ phòng bệnh nhảy xuống dưới, tránh sự tuần tra của cảnh vệ bệnh viện, vượt qua tường vây, chuồn ra khỏi khu cách ly. Trước khi đi hắn đã từ chỗ kiều mộng viện cầm chìa khóa xe của cô ta, lái xe Jeep Cadillac của cô ta ra khỏi bệnh viện nhân dân số 2 Nam Tích, phát hiện trên đường cái không có một bóng người, thành thị phồn hoa ngày xưa đột nhiên trở nên vắng vẻ tiêu điều, thậm chí ngay cả một chiếc xe taxi cũng không có. Bệnh dịch đột nhiên ập tới khiến mọi người ở trong lòng vô cùng sợ hãi, hiện tại đa số người tình nguyện trốn ở nhà, không muốn mạo hiểm ra ngoài kiếm tiền. Sau khi rời khỏi bệnh viện nhân dân số 2 Nam Tích, Trương Dương gọi điện thoại cho La Tuệ Ninh. Giọng nói của La Tuệ Ninh có vẻ cực kỳ mệt mỏi, khi bà ta nghe Trương Dương nói đang xuất phát, lập tức trở nên kích động, "Trương Dương, con đi rồi à, tốt quá." Nghe thấy giọng nói của mẹ nuôi kích động như vậy, Trương Dương trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Lần này thật ra không phải hắn không muốn tới ngay, mà là bởi vì tình huống đặc thù." La Tuệ Ninh nói, "Con trực tiếp tới sân bay quân dụng Nam Tích đi, mẹ đã liên lạc bảo bọn họ dùng trực thăng đưa con tới đây." Trước khi lên máy bay, Trương Dương đem chuyện mình tới kinh thành thông báo cho Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ nghe nói Trương Dương đã rời khỏi bệnh viện, cảm thấy rất kinh ngạc, Trương Dương cũng không giấu giếm, nói ra chuyện Văn Quốc Quyền bị bệnh. Lý Trường Vũ tất nhiên cũng không thể nói gì hơn, y bảo, "Trương Dương Cậu mau đi đi, Phó thủ tướng Văn là người lãnh đạo quan trọng của quốc gia chúng ta, vạn nhất xảy ra sơ suất gì thì sẽ tạo thành ảnh hưởng khó lường đối với quốc gia." Trương Dương nói, "Bí thư Lý, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, còn nữa, chuyện tôi rời khỏi bệnh viện nhân dân số 2 Nam Tích nhất định đừng để lộ ra ngoài, tôi chỉ nói cho một mình Từ Quang thắng thôi." Lý Trường Vũ nói, "Yên tâm đi, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết, đúng rồi, tình huống của Kiều Mộng viện thế nào rồi?" Trương Dương nói, bệnh tình đã ổn định, bằng không tôi cũng không yên tâm mà đi. Lý Trường Vũ nói, vậy là tốt rồi. Trương Dương tắt máy, tới chỗ trực thăng quân dụng đang chờ xuất phát, trước khi lên máy bay. Một sĩ quan tới kiểm tra giấy tờ của hắn, khi xác định không lầm thì mới cho phép hắn lên máy bay. 3 ba giờ sáng, trực thăng đã xuất hiện trên không ở kinh thành, toàn bộ kinh thành bao phủ trong mưa xuân mờ mịt. Trực thăng đáp xuống một sân bay quân dụng loại nhỏ. Sớm đã có một chiếc xe jeep quân dụng chờ ở đó, Trương Dương vừa xuống máy bay thì đã bị kéo lên xe, người lái xe là Lý Vĩ, gã và Trương Dương đã quen biết đã lâu, còn có một gã quân nhân khác, Lý Vĩ bảo Trương Dương đưa giấy tờ cho gã quân nhân đó, đây là thủ tục thường quy, cho dù Trương Dương cũng không thể ngoại lệ. Trương Dương đưa giấy tờ cho gã, quân nhân xem xong, lại đo nhiệt độ cơ thể của Trương Dương, lúc này mới gật gật đầu ý bảo Lý Vĩ có thể lái đi. Trương Dương nói, tình huống thế nào rồi? Lý Vĩ nói, đến rồi anh sẽ biết, hắn trước giờ vẫn ít nói như vậy. Sau khi Văn Quốc Quyền bị bệnh liền tạm thời được trị liệu kín tại trại An Dưỡng Hương Hà, nơi này rất hẻo lánh, cách trung tâm kinh thành khoảng 50 cây em, trước đây từng là một thắng địa An Dưỡng cho lãnh đạo quốc gia. Sau khi dịch viêm phổi R bùng nổ, lãnh đạo Trung ương cũng có hai người bị lây bệnh, cho nên lâm thời thiết lập nơi này làm khu cách ly. Một là bởi vì quả thực cần trị liệu cách ly, thứ hai là để phong bế tin tức, thật ra Văn Quốc Quyền buổi sáng ngày hôm qua đã phát bệnh, về phần đoạn tin mà Trương Dương xem trên TV không phải là truyền hình trực tiếp. Nhìn thế giới tối đen bên ngoài xe, nghe tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt, Trương Dương bỗng nhiên ý thức được, trước mặt bệnh độc, bất kể địa vị của anh cao hay thấp, bất kể anh giàu hay nghèo, cơ hội mà nó cho mọi người đều rất công bằng. Hạ cửa kính xe xuống, trong không khí ẩm ướt sen lẫn mùi cỏ, Trương Dương biết chắc là đã tới đích rồi. Lý Vĩ dừng xe lại, Trương Dương mở cửa xe bước xuống, gã quân nhân đó mở ô, che những hạt mưa đang đang ồ ạt hắt xuống rồi dẫn Trương Dương đi về phía hậu viện. Từ nơi này tới chỗ văn quốc quyền dưỡng bệnh phải thông qua ba trạm gác, mỗi một trạm gác đều có quân nhân canh gác, khi đu qua đều phải kiểm tra giấy tờ của Trương Dương, sau cùng xác định là đúng mới cho hắn đi qua. Trước khi tiến vào phòng bệnh cách ly của văn quốc quyền, Trương Dương dựa theo yêu cầu thay quần áo phòng hộ, phòng bệnh của văn quốc quyền là một phòng xếp, ông ta ở trong cùng phòng xếp La Tuệ Ninh thì ở bên ngoài, tuy rằng bọn họ là vợ chồng, nhưng để bảo đảm bà ta không bị lây bệnh, nên đây cũng là phạm vi lớn nhất mà bà ta được cho phép tiến vào. Từ sau khi Văn Quốc Quyền sinh bệnh, La Tuệ Ninh vẫn đều ngồi ở phía trước cửa sổ, xuyên qua cửa kính lẳng lặng quan sát tình cảnh bên trong. Tiếng bước chân dẫn tới sự chú ý của La Tuệ Ninh, bà ta xoay người lại, nhìn thấy Trương Dương mặc đồ phòng hộ xuất hiện trước mặt mình, La Tuệ Ninh đứng lên, Trương Dương. Chỉ gọi được một tiếng rồi bà ta không nói nên lời nữa, tình tự bất lực và sợ hãi tích tụ lại giờ sộc lên, là tuệ ninh suýt nữa thì bật khóc. Trương Dương bước lần cầm tay mẹ nuôi, hắn nói khẽ, mẹ nuôi, xin lỗi, con tới chậm rồi. Là tuệ ninh nhanh chóng khống chế được tình tự của mình, nói khẽ có thể đến là tốt rồi, mẹ biết sự khó xử của con mà. Nghe thấy là tuệ ninh nói như vậy, Trương Dương rất hổ thẹn, hắn hiểu rõ hàm nghĩ trong câu này của Trương Dương. Có lẽ là Tuệ Ninh cho rằng nguyên nhân chân chính mà hắn tới muộn không phải vì hắn có tình cảm với Kiều Mộng Viện, mà là bối cảnh của Kiều gia. Thật ra Trương Dương trong chuyện này không hề nghĩ đến bất kỳ nhân tố chính trị nào. Hắn cũng không muốn lấy được lợi ích gì trong đây, bất kể là đối với Kiều Mộng Viện hay là đối với văn quốc quyền đều như vậy. Trương Dương nói, mẹ nuôi, lát nữa con sẽ nói chuyện với mẹ, giờ con đi xem cha nuôi thế nào đã. Là Tuệ Ninh nói, mau đi đi, nhiệt độ cơ thể thủy chung cao mãi không hạ. Bác sĩ đã thử đủ loại phương pháp hạ nhiệt rồi nhưng vẫn không ăn thua. Trương Dương gật đầu, đi vào phòng bệnh cách ly, Văn Quốc Quyền nằm trên giường, điều này khiến cho Trương Dương lần đầu tiên có cơ hội từ trên cao nhìn xuống ông ta, tuy rằng bệnh thật sự rất nặng, nhưng Văn Quốc Quyền vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, ý chí của ông ta cực kỳ cường đại. Nhìn thấy Trương Dương, khóe môi ông ta lộ ra một nụ cười, Trương Dương tới rồi đấy à? Trương Dương gật đầu, Hắn nắm lấy tay phải Văn Quốc Quyền, cha nuôi, con tới hơi muộn. Văn Quốc Quyền nói, tôi không cho mẹ nuôi của cậu làm phiền cậu, nhưng bà ta lại cứ khăng khăng đòi gọi, hiện tại trên quốc tế vẫn chưa có cách trị bệnh này, cậu đến cũng không mang tới tác dụng gì lớn, chỉ tổ khiến thêm một người phải mạo hiểm thôi. Trương Dương nói, cha nuôi, đừng nghĩ nhiều nữa, tạm thời để quốc gia đại sư lo cho nước lo cho dân của cha sang một bên, để con khám cho cha đã. Khi nói chuyện âm hàn kình của âm sát tu la trưởng đã thuận theo lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể văn quốc quyền, có kinh nghiệm giúp kiều mộng viện chữa bệnh, trương dương đối với phương thức hạ nhiệt độ vật lý này càng thuần thục hơn. Rất nhanh chỉ số giám sát nhiệt độ cơ thể liền xảy ra biến hóa rõ ràng, trong 10 phút. Nhiệt độ cơ thể của Văn Quốc Quyền còn từ 39.5 độ C hạ xuống còn 37 độ, nếu không phải là chính mắt nhìn thấy, nhân viên y tế ở chung quanh không ai tin được tất cả những gì đang xảy ra trước mặt là sự thật chương 904, Niết Bàn Trọng Sinh. 1. Khi văn quốc quyền hạ nhiệt độ, Trương Dương lấy phương thuốc, giao cho tổ chữa bệnh đi lấy thúa. Hắn đi tới phòng khử độc, bỏ lớp quần áo bên ngoài ra, một lần nữa đi tới bên cạnh của La Tuệ Chữ. La Tuệ Chữ đã biết nhiệt độ cơ thể của văn quốc quyền rốt cuộc giảm xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm thật sâu, bà ấy nói với Trương Dương cảm ơn. Trương Dương trong lòng hơi ngẩn ra, La Tuệ Chữ đã rất lâu không nói với hắn hai chữ này. Trương Dương không nói chuyện, cầm lấy nước khoáng trên bàn uống một ngụm, mẹ nuôi, mẹ không sao chứ. La tuệ chữ lắc đầu, vẫn tốt, mẹ vẫn đều giám sát nhiệt độ cơ thể, cũng rất chú ý phòng hộ. Trương Dương nói, nghe nói quốc gia đang khẩn trương nghiên cứu vaccine phòng bệnh. La tuệ chữ nói, không có nhanh như vậy, Trương Dương, tình huống của cha nuôi con thế nào? Trương Dương nói, cha phát bệnh không lâu, hiện tại bệnh tình vẫn chưa ổn định, vừa rồi tuy rằng con giúp ông ấy đem nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhưng căn cứ theo kinh nghiệm của con mà xem sốt cao còn có thể trở lại nhiều lần la tuệ chữ thở ra một hơi đương nhiên không có biện pháp hoàn toàn chỉ tận gốc trương dương ăn ngay nói thật hiện nay còn chưa có tìm được hắn đem phương thuốc dùng để dự phòng viêm phổi loại r của mình viết ra đưa cho la tuệ chữ nói mẹ nuôi mẹ làm phương thuốc này hẳn là có thể có một ít tác dụng dự phòng la tuệ chữ gật đầu tiếp nhận phương thuốc Trương Dương lấy điện thoại di động ra, trước đó tiến vào trại an dưỡng Hương Hà bị yêu cầu tắt điện thoại, hiện tại bận xong chuyện của Văn Quốc Quyền, hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Từ Quang Thắng, hỏi một chút tình huống của Kiều Mộng Viện. Một bên một gã quân nhân thấy Trương Dương lấy điện thoại ra, lập tức chặn lại nói, xin lỗi tiên sinh, ở đây cấm liên lạc với bên ngoài. Trương Dương nhìn thoáng qua hướng La Tuệ Chữ, La Tuệ Chữ nói, không có việc gì, để cho hắn gọi đi. Lúc này quân nhân mới lui trở lại. Từ Quang thắng trong điện thoại nói cho Trương Dương biết, tình huống của Kiều Mộng viện rất ổn định, từ khi Trương Dương rời Nam Tích, nhiệt độ cơ thể của cô ấy từ đầu đến cuối vẫn giữ bình thường, tình huống của vài người bệnh khác cũng ổn định, Trương Dương yên lòng, khép điện thoại lại, nhìn thời gian một chút đã là hừng đông 5 giờ sáng. La Tuệ chữ nói, mẹ kêu bọn họ chuẩn bị phòng nghỉ cho con, con đi nghỉ ngơi trước đi. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, mẹ đi đi, tôi ở chỗ này chờ một lát là tuệ chữ còn muốn nói cái gì, Trương Dương nói, mẹ yên tâm đi, có con ở bên cạnh cha nuôi, hẳn là không có việc gì. Là tuệ chữ đã không chập mắt cả một đêm, ở độ tuổi này, tinh lực đương nhiên không thể so sánh với người trẻ tuổi, trước đó Trương Dương không tới, bà ấy lo lắng bệnh tình của chồng, căn bản không cách nào an tâm đi ngủ, hiện tại Trương Dương tới, là tuệ chữ tâm tình cũng yên lại một chút, dù sao bà ấy cũng có lòng tin tương đối mạnh đối với y thuật của Trương Dương. Dưới lời khuyên của Trương Dương, là tuệ chữ rốt cục đáp ứng đi nghỉ ngơi. Sáng sớm mùa xuân mưa lặng yên đến. Trương Dương ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn mưa bụi um tùm ngoài cửa sổ, sắc trời âm trầm, cảnh vật mông lung. Đột nhiên xảy ra trận bệnh dịch khiến cho thế giới trước mắt trở nên xám xịt. Lý Vĩ bưng một phần bữa sáng đi tới bên cạnh của Trương Dương, đem khay đặt ở trên bàn trà. Trương Dương nhìn Lý Vĩ cười cười cùng nhau ăn. Lý Vĩ ngồi xuống đối diện hắn, tôi ăn rồi trương dương nâng ly sữa lên uống một ngụm theo ánh mắt của lý vĩ nhìn lại thấy văn quốc quyền trong phòng bệnh đã ngồi dậy tình trạng tinh thần có chuyển biến tốt đẹp lý vĩ nói lúc đầu nghĩ ngày hôm qua cậu có thể tới trương dương nói bên nam tích xảy ra một chút tình trạng cho nên đến muộn một ít lý vĩ gật đầu không nói trương dương ăn xong bữa sáng lần thứ hai đi tới bên giường của văn quốc quyền bởi vì đã hạ sốt tinh thần của văn quốc quyền tốt hơn rất nhiều ông cũng vừa ăn xong bữa sáng, mỉm cười gật đầu với Trương Dương nói Trương Dương, cả đêm không ngủ phải không? Khổ cực cho con. Trương Dương nói con trẻ tuổi chịu được mà được. Văn Quốc Quyền nói cảm ơn con đã từ Nam tích tới. Trương Dương phát hiện lần này đến đây, vô luận Văn Quốc Quyền hay là La Tuệ Chữ thì trong lúc tiếp xúc với hắn đều biểu hiện ra khách sáo rất nhiều. Điều này làm cho trong lòng Trương Dương cảm thấy rất khó chịu, đồng thời lại khiến cho hắn nhận ra, vô luận hắn thừa nhận hay phủ nhận, quan hệ của hắn và văn gia trong bất chi bất giác đã trở nên xa cách rất nhiều. Văn Quốc Quyền nói, gần đây viêm phổi hình R ẩm ý khiến nhân tâm hoảng sợ, tạo thành tổn thất thật lớn cho kinh tế quốc gia và yên ổn xã hội. Trương Dương nói, cha nuôi, chuyện tình đã xảy ra, cũng đừng lo lắng nhiều như vậy, chuyện công tác, sau này hãy nghĩ. Văn Quốc Quyền gật đầu, lúc này điện thoại đầu giường vang lên, cho dù trong lúc nằm viện, Văn Quốc Quyền cũng không có chân chính đình chỉ công tác, Trương Dương lưu ý lần này nhìn thấy ông, thái dương của ông đã gia tăng không ít tóc bạc, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, áp lực của Văn Quốc Quyền chịu đựng trong lòng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Văn Quốc Quyền chậm rãi buông điện thoại, vẻ mặt của ông có vẻ vô cùng ngưng trọng, Trương Dương tuy rằng có quan hệ cha con nuôi với Văn Quốc Quyền, nhưng lúc trước bọn họ thành lập loại quan hệ này, chủ yếu là bởi vì Văn Quốc Quyền cần trên chính trị, không có nghĩa là tình cảm giữa bọn họ được tới loại tình trạng này. Trương Dương thời gian ở chung với Văn Quốc Quyền rất ít, cho dù ở chung, Trương Dương cũng rất ít chủ động nói chuyện. Văn Quốc Quyền nói, chuyện tình đã tra ra một ít, lần này viêm phổi loại error, rất có thể không phải một ngoài ý muốn. Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn có chút kinh ngạc nhìn Văn Quốc Quyền, lẽ nào loại bệnh này là người gây ra? Văn Quốc Quyền thấp giọng nói, năm nay là một thời buổi rối loạn. Chợt lại tràn ngập chờ mong nhìn Trương Dương nói, Trương Dương, con phải nghĩ biện pháp nhìn xem có thể giải quyết chuyện này hay không. Trương Dương nói, con đang suy nghĩ, bất quá đến bây giờ còn chưa có tìm được biện pháp giải quyết tốt nhất. Văn Quốc Quyền lại ho khan, ông quay mặt qua một bên, che miệng ho khan kịch liệt, qua một hồi lâu mới hồi phục lại, nói với Trương Dương, con tốt nhất nên cách xa cha một ít, ngàn vạn lần không nên bị cha truyền nhiễm. Trương Dương nói, con đại khái thật sự có lực miễn dịch, loại bệnh độc này không làm gì được con. Bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa, là la tuệ chữ gõ gõ cửa sổ, biểu tình của bà ấy có vẻ có chút lo lắng. Trương Dương chào Văn Quốc Quyền đi ra, la tuệ chữ thấy Trương Dương thì lo lắng vạn phần nói, Trương Dương, Văn Linh có thể sinh bệnh. Trương Dương kinh ngạc tới cực điểm, Văn Linh vẫn nằm trong trạng thái người thực vật, cô ấy từ đầu đến cuối đều ở trong phòng, tiếp xúc với bên ngoài hẳn là không nhiều lắm, la tuệ chữ nói tình huống của con bé rất giống bị nhiễm viêm phổi loại R. Trương Dương nói con đi xem thử là tuệ chữ nói, để cho Lý Vĩ đi cùng con. chương 905, Niết Bàn Trọng Sinh, 2. Văn Linh từ lần thứ hai mê man, vẫn nằm ở trung tâm hồi phục, hai ngày nay bởi vì văn quốc quyền sinh bệnh, là tuệ chữ phải đem con gái giao cho bên trung tâm hồi phục chiếu cố. Sáng sớm ngày hôm nay lúc 5 giờ hơn, Văn Linh vô duyên vô cớ sốt cao, hơn nữa ho khan không ngừng. Hiện tại chỉ cần là sốt cao ho khan, suy nghĩ đầu tiên cũng là liên tưởng đến viêm phổi loại R trung tâm hồi phục tiến hành cách ly đối với Văn Linh, tịnh lập tức thông báo cho La Tuệ chữ. Trương Dương đi tới phòng của Văn Linh, chợt nghe đến bên trong truyền đến âm thanh thất kinh, bệnh nhân hít thở không thông, phẫu thuật mở khí quản ra. Trương Dương lớn tiếng nói, đợi. Y tá đứng ở cửa nỗ lực ngăn cản Trương Dương tiến vào, Lý Vĩ phất phất tay với cô ấy, ý bảo không cần ngăn cản Trương Dương. Trương Dương đẩy cửa đi vào, thấy Văn Linh nằm ở trên giường, hai tay nắm chặt chăn, phần eo thì nâng lên phía trước, đầu và chân chống đỡ trên giường, thân thể giống như một hình cung uốn lượn, bộ mặt xanh tím, hiển nhiên là hít thở không thông. Một bác sĩ muốn đè cô ấy, thân thể của Văn Linh run rẩy kịch liệt lên, Trương Dương bước xa sông lên phía trước, vung hai đầu ngón tay, điểm vào huyệt đạo trước ngực của cô ấy một chút, ngón tay chạm đến thân thể của Văn Linh, bỗng cảm giác được một loại lực lượng thật lớn bắn ngược đến, Trương Dương cũng không có phỏng trừng đầy đủ, đầu ngón tay vừa chạm, tự nhiên không đúng vị trí trong miệng của Văn Linh phát ra âm thanh gầm rú, khớp xương quanh thân của cô ấy cũng phát ra âm thanh co rút, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc xung quanh đều bị cảnh tượng kỳ quái này làm cho giật mình. Trương Dương muốn một lần nữa khống chế huyệt đạo của cô ấy, nhưng thật không ngờ Văn Linh bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt thâm thúy đâm vào chỗ sâu trong hai mắt của Trương Dương, cả người Trương Dương giống rơi vào trong vết nứt, cảm giác khí lạnh từ sau lưng nhảy lên tới đầu, Văn Linh phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, cô ấy đột nhiên thức tỉnh vào lúc này trương đại quan nhân vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ ra văn linh đã bị hắn tuyên án không thuốc nào có thể cứu lại có thể thức tỉnh một lần nữa trong lúc hắn kinh ngạc tay phải đã bị văn linh khống chế văn linh nói ngươi là ai ngươi muốn làm gì suy nghĩ của trương đại quan nhân nhanh chóng xoay vòng hắn thấp giọng nói tôi là trương dương cô là ai ta là ai một câu nói của trương dương làm văn linh tự hỏi vẻ mặt của cô ấy mê mang chậm rãi thả cổ tay của trương dương lẩm bẩm nói ta là ai ta là ai lý vĩ nói cô là văn linh tiểu thư cô là văn linh trương dương nổ cái đùng trong đầu một chút những lời này của lý vĩ nói không đúng lúc chút nào ánh mắt của văn linh trong nháy mắt hồi phục tỉnh táo cô ấy nhẹ giọng nói không sai tôi là văn linh tôi nhớ ký cậu cậu là trương dương trương dương nhìn văn linh trước mắt giống như gặp phải một chuyện khó tin nhất hắn lôi cái ghế ra ngồi xuống bên giường Hai mắt nhìn thẳng Văn Linh, muốn tìm kiếm xem cô ấy rốt cục có cái gì khác, lại muốn biết xem rốt cục có biến hóa nào phát sinh trên thân thể của cô ấy. Lúc này ánh mắt của Văn Linh trở nên cao ngạo mà lãnh tính. biểu hiện của cô ấy khiến cho mỗi người ở đây đều cảm giác được một loại áp lực vô hình. Văn Linh nói, người nhà của tôi ở đâu? Lý Vĩ có chút kích động nói, tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Trời ạ, à, cô thật sự tỉnh. Trương đại quan nhân cũng không có cảm thấy mảy may kinh hỉ vừa rồi là lực phản chấn trên người của Văn Linh, đến sau đó cô ấy thừa dịp mình không đề phòng, chụp lấy cổ tay của mình, Trương Dương đã có thể kết luận Văn Linh tuyệt đối là một vị cao thủ đứng đầu, hôn mê lâu cũng không có khiến cho cô ấy đánh mất năng lực hành động, cả người cô ấy dường như trọng sinh, trong lúc ngủ say hoàn thành một loại lột xác kinh người. Văn Linh đứng dậy từ trên giường, lại khiến mọi người đồng thanh kinh hô, một người nằm trên giường lâu như vậy, cần quá trình hồi phục thích ứng nhất định, thế nhưng Văn Linh cũng không cần. Cô ấy chân trần đứng ở trong phòng, nhìn mọi người xung quanh nói, vì sao đều dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi? Tôi có phải là ngủ rất lâu? Trương Dương nói, rất lâu, cũng sắp 2 năm. Văn Linh nói, Trương Dương, mẹ tôi đâu? Trương Dương không nói chuyện, Văn Linh dạo qua một vòng tại chỗ, mềm mại linh động, căn bản không giống một người nằm trên giường 2 năm, cô ấy nói với Lý Vĩ nói, chú Lý, tôi cần một phòng tắm, còn cần quần áo để thay, đã chuẩn bị cho tôi chưa? Lý Vĩ gật đầu. Biểu tình của Trương Dương tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng nội tâm giống như thủy triều phập phồng liên tục. Phan Linh tự nhiên thức tỉnh, cái này hoàn toàn phá vỡ phán đoán của hắn. Căn bản là chuyện tình không có khả năng hơn nữa. Cô ấy lần này thức tỉnh tựa hồ đã có khác biệt so với lúc xưa, không có bất luận kinh nghỉ và kích động cái gì, cả người bình tĩnh làm cho cảm giác khó tin, giống cô ấy chỉ là ngủ thiếp đi chốc lát. Phan Linh tắm rửa thay quần áo, Lý Vĩ và Trương Dương ở bên ngoài chờ lý vĩ nhìn ra biểu tình của trương dương vô cùng phức tạp bởi vậy đoán ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh lý vĩ vô cùng rõ ràng đối với ân oán của trương dương và văn linh văn linh lần đầu tiên thức tỉnh là trương dương mạo hiểm cứu trị nhưng sau đó văn linh lần thứ hai ngủ say cũng có quan hệ với trương dương vô luận trương dương nghĩ thế nào văn linh thức tỉnh đối với văn gia mà nói đều là một tin vui cực lớn lý vĩ đúng lúc đem chuyện này thông báo cho la tuệ chữ phản ứng của La Tuệ chữ bình tĩnh hơn nhiều so với trong dự đoán của Lý Vĩ, cũng rất bình thản, bà ấy chỉ là nói một câu, nó không có việc gì là tốt rồi, giúp tôi chăm sóc nó cho tôi, tôi hiện tại không thể đi qua gặp nó. Văn Linh sau khi tắm rửa xong, thay quần áo của La Tuệ chữ ở tại chỗ này, cô ấy và mẹ cao gần như nhau, nhưng nằm trên giường lâu dài khiến cho thân thể của cô đặc biệt gầy yếu, bộ đồ màu xám của La Tuệ chữ mặc ở trên thân có vẻ dài rộng hơn một ít, tóc dài màu đen có chút ẩm ướt, Tùy ý để xóa trên vai, sắc mặt cô ấy tái nhợt như tuyết, không tìm thấy một tia huyết sắc, hai mắt thâm thúy toát ra gợn sóng không sợ hãi, phản phất tất cả người và mọi vật xung quanh đều không khơi dậy nổi bất luận hứng thú cái gì. Cô ấy đi tới trước mặt Lý Vĩ, mẹ tôi đâu? Lý Vĩ đáp, tổng lý sinh bệnh, phu nhân ở bên cạnh chăm sóc. Tôi muốn đi xem bọn họ. Lý Vĩ nhìn thoáng qua hướng Trương Dương, Trương Dương từ đầu đến cuối bị vây trong kinh hãi do văn linh thức tỉnh cả nửa ngày bét. Hắn thật sự không nghĩ ra, hắn mỗi lần tới kinh đều bắt mạch cho Văn Linh, hắn xác định Văn Linh cả đời đều không có khả năng tỉnh lại, nhưng mà cô ấy vẫn cứ tỉnh lại, Văn Linh thức tỉnh thì biểu hiện ra nội lực, thậm chí đã không kém gì mình, lẽ nào trước đó cô ấy ngủ say bất quá chỉ là một loại biểu hiện giả dối, trong lúc cô ấy ngủ say đã lặng yên hoàn thành đột phá võ công. Trên tu vi tăng tiến thêm một tầng, Trương Dương đã từng đặc biệt tìm hiểu qua Văn Linh, trước đó cô ấy được mình cứu tỉnh chưa bao giờ luyện qua võ công. Tất cả phát sinh trên người Văn Linh đã cũng đủ thần kỳ, Trương Dương không cách nào giải thích tất cả cái này. Chương 906, Niết bàn trọng sinh, 3. Văn Linh thấy Lý Vĩ không trả lời mình, nói tôi muốn đi gặp bọn họ. Lý Vĩ nói, tiểu thư, hiện tại không thích hợp. Văn Linh nói, tôi là con gái của bọn họ, cha sinh bệnh, con gái đi thăm, cái yêu cầu này quá đáng lắm sao? Lý Vĩ âm thầm thở dài, gã đi tới một bên gọi điện thoại sau khi xin chỉ thị của la tuệ chữ lần thứ hai trở lại bên cạnh văn linh nhẹ giọng nói phu nhân kêu chúng ta cùng nhau trở lại trương dương và văn linh ngồi ở ghế sau trên đường đi trương dương cũng không có chủ động nói chuyện vẫn là văn linh chủ động tìm tới hắn trương dương cảm ơn cậu đã cứu tôi trương dương hơi ngẩn ra văn linh tự nhiên hiểu lầm là mình cứu cô ấy trương đại quan nhân chưa làm chuyện gì nên cũng không dám nhận công hắn lắc đầu nói tôi cứu không được chị là chính chị tự tỉnh lại văn linh nói tôi bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện trương dương hiếu kỳ nói chuyện gì văn linh nói tất cả trương dương nhíu nhíu mày theo như lời của văn linh trong tất cả ấy rốt cục có bao gồm chuyện cô ấy bị mình truy đuổi không còn đường chạy kết quả bị xe tông trúng hay không chuyện đã xảy ra ngày hôm nay thật sự quá mức quỷ dị trương dương luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng lại không rõ cụ thể là không đúng chỗ nào bọn họ đi tới trại an dưỡng hương hà tuy rằng Văn Linh là con gái của Văn Quốc Quyền, cô ấy vẫn phải tiếp nhận kiểm tra toàn diện, biểu hiện của Văn Linh coi như phối hợp, chỉ là lúc y tá chuẩn bị rút máu xét nghiệm, thần tình của cô ấy liều biến đổi, chụp lấy cổ tay của y tá, lạnh lùng nói cô làm cái gì vậy? Cô y tá sợ đến mức thất sắc không? Không làm gì, rút, rút máu xét nghiệm, chỗ cổ tay bị Văn Linh cầm cảm thấy băng lạnh thấu xương, lòng bàn tay của Văn Linh dường như là một khối hàn băng. Trương Dương nói, ai tới nơi này đều phải kiểm tra sức khỏe, bọn họ không ác ý. Văn Linh lúc này mới buông cô y tá ra, Trương Dương lưu ý đến màu sắc gân xanh từ đậm chuyển nhạt trên mờ u bàn tay của Văn Linh, đầu ngón tay của cô dường như bán trong suốt, âm sát tu la trưởng ít nhất muốn tu luyện đến thất trọng mới gặp phải loại hiện tượng này. Trương Dương tuy rằng tu tập qua âm sát tu la trưởng, nhưng sau đó phát hiện âm sát tu la trưởng và võ công bản thân của hắn xung đột lẫn nhau, cho nên đình chỉ tu luyện, ngay cả cảnh giới tứ trọng hắn cũng không có đột phá, trương dương đối với văn linh âm thầm đề phòng. Văn linh lần trước thức tỉnh thì tính tình đại biến, tuyệt tình đối với đỗ thiên giã, tức chết đỗ sơn khôi, lần này không biết lại muốn làm ra chuyện gì. Văn linh tiếp thu kiểm tra sức khỏe, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đưa cho cô ấy một bộ đồ phòng hộ, văn linh lắc đầu, biểu thị mình không cần, cô ấy hướng đi đến chỗ của văn quốc quyền, bước chân tuy rằng không nhanh, thế nhưng cự ly mỗi một bước đều cực kỳ chính xác, thoạt nhìn không kém chút nào, người thường xem cái này cũng không tính cái gì, thế nhưng theo Trương Dương xem ra, khống chế của Văn Linh đối với bộ pháp kỳ thực đạt tới trình độ tùy tâm sở dục càng làm cho Trương Dương kinh ngạc chính là. Hắn gần Văn Linh như thế, tự nhiên không cảm giác được hô hấp và tim đập của cô ấy, với lực nhận biết nhạy cảm của hắn, vốn không thể xuất hiện hiện tượng như vậy. Là tuệ chứ đã ở ngoài phòng bệnh đợi, nhìn Văn Linh chậm rãi đến, Biểu tình của La Tuệ chữ cực kỳ phức tạp, con gái có thể thức tỉnh, làm mẹ đương nhiên cảm thấy vui mừng, thế nhưng nhớ tới việc Văn Linh đã làm, La Tuệ chữ lại cao hứng không nổi, bà cảm giác mình càng ngày càng không biết đứa con gái này, lần này con bé thức tỉnh sẽ không gặp phải phiền toái lớn hơn nào nữa chứ. Văn Linh đi tới trước mặt mẹ, vươn tay, cầm tay phải, nhẹ giọng nói, "Mẹ. Ba đâu?" Nếu như nói trước đó nội tâm của La Tuệ chữ tràn ngập do so dự và thấp thỏm, thế nhưng nghe được Văn Linh kêu cái tiếng mẹ này, thân tình và ấm áp đã lâu nhất thời chiếm nội tâm của bà, mẫu tử liên tâm, cốt nhục thân tình là bất luận chuyện gì cũng không thể gây hại được. Văn Linh lần trước thức tỉnh, lạnh lùng đến nỗi rất hít gọi bà ấy một tiếng mẹ, nhưng này cô ấy tựa hồ chuyển biến rất nhiều, nắm tay của mẹ, khóe môi Văn Linh lộ ra nụ cười ấm áp, tuy rằng cười có chút đông cứng, thế nhưng nụ cười đủ để mềm hóa nội tâm của La Tuệ chữ. Viên mắt của La Tuệ chữ có chút ướt, bà vỗ vỗ tay của Văn Linh, nhẹ giọng nói: "Tiểu Linh, đi xem ba của con đi." vài người cùng nhau đi tới bên ngoài chỗ cách ly, thông qua phòng bệnh quan sát bên trong, Văn Quốc Quyền đang nằm trên giường bệnh, ông còn không biết con gái đã thức tỉnh, lúc Trương Dương đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, nhiệt độ cơ thể của ông lại tăng lên, hiện nay lên cao đến gần 40 độ C rồi. Trương Dương tiến vào phòng bệnh chuẩn bị hạ nhiệt cho Văn Quốc Quyền, Văn Linh không để ý lời khuyên can của La Tuệ Chữ, cũng đi theo vào. Trương Dương ở trước cửa ngăn chờ cô ấy nói, loại bệnh truyền nhiễm này rất mạnh, chỉ tốt nhất là ở bên ngoài. Ông là ba tôi, tôi muốn nhìn ông. Lúc nói những lời này, hai mắt của Văn Linh tự nhiên có chút đỏ lên, Trương Dương hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không? Văn Linh nói cậu cho tôi đi qua, tôi không có việc gì. La Tuệ Chữ chạy đến đây, nắm tay của Văn Linh nói, Tiểu Linh, không được đi, con ở bên ngoài chờ. Trương Dương xoay người đi vào trong phòng bệnh, La Tuệ Chữ nắm tay của Văn Linh cảm giác chợt mất, lúc nhìn lại, Văn Linh đã theo sát bước chân của Trương Dương tiến vào trong phòng. Văn Quốc Quyền đã thấy được con gái, ông kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ông tưởng mình bởi vì bị sốt nên hoa mắt, cố sức rụi rụi hai mắt, rốt cục đã tin tưởng, con gái vẫn nằm ở trên giường an nghỉ thật sự đã thức tỉnh, hơn nữa còn xuất hiện ở tại trước mặt ông. Trương Dương không quản được nhiều như vậy, việc cấp bách là trợ giúp Văn Quốc Quyền hạ nhiệt độ cơ thể, hắn nắm tay của Văn Quốc Quyền, tiềm vận nội lực, đem âm sát tu la trưởng từ từ đưa vào trong cơ thể văn quốc quyền văn linh cầm một tay khác của văn quốc quyền nhẹ giọng nói ba ba không có việc gì nhất định sẽ không có việc gì văn quốc quyền cũng cảm giác được con gái lần này sau khi tỉnh dậy rõ ràng đã thay đổi thấp giọng nói thấy con tỉnh lại bệnh của ba cũng tốt hơn phân nửa văn linh cười cười văn quốc quyền bỗng nhiên nhớ tới một việc ông xoay người sang chỗ khác con mau đi ra cái bệnh này truyền nhiễm rất mạnh Văn Linh lắc đầu, một cổ nội tức thanh lương từ bàn tay Văn Quốc Quyền đưa vào. Cái cổ nội tức này luận đến âm hàn lực còn muốn thuần khiết hơn Trương Dương rất nhiều. Trương Dương rất nhanh cảm thấy được kinh mạch trong cơ thể của Văn Quốc Quyền biến hóa, hắn vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Văn Linh. Văn Linh đồng dạng cảm giác được nội tức Trương Dương đưa vào trong cơ thể của ba, nhẹ giọng nói, không ngờ rằng cậu lại có thể học được loại trường pháp này. Trương Đại Quan Nhân chậm rãi thu hồi trường lực, luận âm sát tu la trường. Văn Linh muốn tinh thâm hơn so với hắn, hắn căn cứ theo nội tức của Văn Linh phán đoán ra, Văn Linh đối với Văn Quốc quyền tuyệt đối không có hại ý, lúc này mới yên lòng. Nếu Văn Linh đã ra tay, hắn cũng vui vẻ tiết kiệm một ít nội lực, không bao lâu, nhiệt độ cơ thể của Văn Quốc quyền đã thành công trở về bình thường, âm sát tu la trưởng cũng không phải là một loại võ công sát thương đơn thuần tính, bất luận cái sự vật gì đều có tính hai mặt, võ công cũng là như nhau, võ công có thể giết người, thế nhưng vận dụng thỏa đáng cũng có thể cứu người. Trương Dương căn cứ theo mạch tướng của Văn Quốc Quyền, lại điều chỉnh phương thuốc một chút, lúc này mới cùng Văn Linh rời khỏi phòng bệnh, Trương Dương hiếu kỳ đối với Văn Linh tới cực điểm, trên thân thể của cô ta rốt cuộc xảy ra biến hóa thế nào. Hai người dựa theo yêu cầu, một lần nữa khử trùng, thay đồ cách ly, lúc này mới đi tới bên ngoài. Trương Dương lặng yên đánh giá Văn Linh, Văn Linh cảm thấy được ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói cậu tò mò. Trương Dương gật đầu ăn ngay nói thật, tôi vốn tưởng rằng chị vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Phan Linh ngẩng đầu lên, bầu trời âm trầm càng phụ trợ cho khuôn mặt trắng bệch như tuyết của cô ấy, hô hấp cô ấy của đều đều mà dài, Trương Dương biết cô ấy đang lợi dụng hô hấp cấp tốc khôi phục một chút nội lực tổn hao vừa rồi. Chương 907, Niết bàn trọng sinh, 4. Phan Linh nói, tôi đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như, ví dụ như bác đỗ chết, ví dụ chuyện cậu cứu tôi, còn có Phan Linh trước mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt kiên nghị mà kiên cường. Cô ấy nhớ tới Đỗ Thiên Giá, nhớ tới ánh mắt cực kỳ bi thương của Đỗ Thiên Giá, nhớ tới biểu tình như vậy của Đỗ Thiên Giá. Trong lòng cô ấy bắt đầu mơ hồ làm đau. Trương Dương nói, chị còn nhớ rõ thôi, Chí Hoán sao? Phan Linh nhìn thoáng qua hướng Trương Dương, cái người Hàn Quốc kia. Trương Dương gật đầu, hắn rõ ràng nhận thấy được Phan Linh lần này tỉnh lại có khác biệt rất lớn so với trước kia. Cô ấy nhất định nhớ lại tất cả. Văn Linh nói, nếu như để cho tôi gặp phải hắn, tôi sẽ giết chết hắn, dùng máu của hắn tế anh linh của bác Đỗ. Trương đại quan nhân không khỏi dùng mình một cái, hắn dám xác định Văn Linh đã nghĩ tới đoạn tình cảm của cô ấy và Đỗ Thiên Giã, nếu không biểu hiện của Văn Linh sẽ không đột nhiên kính trọng đối với Đỗ Sơn khôi như vậy. Lần này Văn Linh thức tỉnh, cô ấy đầu tiên nghĩ đến là người nhà, đối với người khác mà nói rất bình thường, nhưng với Văn Linh mà nói, chuyện này không giống tầm thường phải biết rằng Trương Dương lần đầu tiên cứu tỉnh cô ấy, cô ấy đối với người thân cực kỳ lãnh đạm, giống như đối với người lạ. Trương Dương làm người hai thế hệ, cái dạng người tính tình gì hắn đều gặp qua, nhưng cổ quái của Văn Linh như thế, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy, Trương Dương cẩn thận nói, sự tình lần trước rất xin lỗi. Hắn chưa nói rõ chuyện gì, cố ý nói như vậy thử Văn Linh, nhìn xem cô ấy rốt cuộc có nhớ là mình truy đuổi cô ấy hốt hoảng chạy trốn hay không, cùng đường, cho nên mới xảy ra tai nạn xe cộ một lần nữa tiến vào giấc ngủ say. Văn Linh nói, chuyện tình nếu đi qua, sẽ không cần nhắc lại, cậu cũng là tốt cho mọi người. Trương đại quan nhân âm thầm cảm thán, xem ra Văn Linh thật sự nghĩ thoáng, bất quá cũng may cô ấy lần này biểu hiện tương đối ổn định, lại có thể không muốn tính toán với mình. Trương Dương nói, chị làm sao học được võ công? Văn Linh nói, cậu đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết, tôi mê man nhiều năm như vậy, cảm giác tất cả đều thay đổi, lần trước lúc tỉnh lại, cái gì tôi đều không nhớ rõ, ngay cả bản thân tôi đều không rõ ràng vì sao tôi làm chuyện kỳ quái như thế. lần này tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện, thế nhưng tôi không biết vì sao mình biết phó công, tôi không biết về những biến hóa của tôi, tôi cái gì cũng không biết. trương dương thở dài nói, không biết cũng không sao, dù sao chỉ có thể nhớ tới chuyện quá khứ là tốt rồi. trực giác nói cho hắn biết, văn linh cũng không hoàn toàn nói thật. văn linh nói, trương dương về chuyện tôi biết phó công cậu không nên nói cho bất luận kẻ nào, tôi không muốn cha mẹ lo lắng. Trương đại quan nhân nửa ngờ nửa tin, Phan Linh lần này tỉnh lại thật sự là dường như thay đổi thành một người khác, cô ấy lại có thể hiểu được bắt đầu lo lắng vì người nhà. Trương Dương gật đầu nói chị yên tâm, tôi sẽ không nói với bọn họ việc này. La tuệ chữ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hai người đang nói chuyện ở trong sân, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, trong hai mắt tràn ngập sầu lo, Lý Vĩ đã đem chuyện đã xảy ra vừa rồi tại trung tâm hồi phục báo cáo một lần, là tuệ chữ cũng cảm giác được con gái lần này sau khi tỉnh dậy, thật sự không giống với lúc xưa. Lý Vĩ vội vã đi tới là tuệ chữ bên cạnh của, có chút kích động nói với bà ấy, phu nhân, kết quả xét nghiệm máu của tiểu thư đã ra, cô ấy cũng từng bị nhiễm bệnh viêm phổi, thế nhưng trong máu của cô ấy có tồn tại kháng thể. Là tuệ chữ có chút vô cùng kinh ngạc nói cái gì? Bà hiển nhiên không rõ ràng những lời này của Lý Vĩ. Lý Vĩ nói, căn cứ theo kết quả kiểm tra máu của tiểu thư, cô ấy hẳn là đã bị nhiễm bệnh, thế nhưng thể chất của cô ấy rất đặc thù, bản thân mình có kháng thể kháng bệnh, nói cách khác, đồng dạng bị nhiễm bệnh, cô ấy không có việc gì, mà những người khác sẽ phát bệnh. Bác sĩ nói, hiện tại toàn bộ thế giới đều đang tìm người mang theo loại kháng thể này, vẫn không tìm được, không ngờ rằng tiểu thư lại có, thật sự là quá trùng hợp. La Tuệ chữ nói, có ý nghĩa gì đối với trị liệu loại bệnh này? Lý Vĩ nói, tôi nghe bác sĩ nói, chỉ cần đem kháng thể trong máu của tiểu thư chia ra, tiến hành sinh hóa phân tích, có thể nghiên cứu ra kháng thể đối kháng. Là tuệ chữ nghe được tin tức này cũng không nhịn được mừng rỡ vô cùng, hiện tại bệnh viêm phổi loại R đã làm cho cả thế giới giật mình, Trung Quốc nằm trong khu bệnh truyền nhiễm nặng, không ngờ rằng kháng thể đối kháng loại bệnh độc này lại ngay trên người con gái. Nhưng bà ấy lập tức lo lắng tới cái gì, thấp giọng nói, Lý Vĩ, cậu đi nói cho bọn họ, phải nghiêm mật phong tỏa tin tức chuyện trong máu tiểu linh có kháng thể không thể để cho bất luận kẻ nào biết lý vĩ gật đầu phu nhân tôi lập tức đi làm la là tuệ chữ giữ tin tức này rất nghiêm mật bà ấy thậm chí cũng không có nói cho trương dương nếu như chuyện này truyền ra phan linh thậm chí bao gồm gia đình bọn họ sẽ bị vây nơi nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận còn không biết có bao nhiêu phiền phức và phức tạp chờ bọn họ la tuệ chữ làm như vậy mục đích là vì bảo hộ gia đình của bà bảo hộ con gái của bà từ khi văn linh lần đầu tiên thức tỉnh, la tuệ chữ cảm giác được cự ly giữa hai người càng ngày càng xa, đến khi đỗ sơn khôi bị văn linh thức chết, la tuệ chữ thậm chí đã hoàn toàn phủ định đứa con gái này dưới đáy lòng. mãi đến khi văn linh gặp tai nạn xe cộ lần thứ hai rơi vào ngủ say, nội tâm của la tuệ chữ mới một lần nữa bình tĩnh. bà tình nguyện rằng văn linh nằm ở đây, mỗi ngày bà sẽ đi trải đầu con cho gái. như vậy bà còn cảm giác được mình vẫn có một người con gái. bà đã tiếp nhận hiện thực thế nhưng số phận luôn luôn chế tạo kinh ngạc liên tục. La tuệ chữ thật không ngờ, bị chuyên gia y học đầy quyền uy kết luận con gái không còn hy vọng sống lại đã một lần nữa thức tỉnh. Lần này Văn Linh gây cho khiếp sợ rộng lớn cùng vui sướng la tuệ chữ, có thể bởi vì bệnh tình của chồng khiến cho bà đã không cách nào thưởng thức cái phần vui sướng này. Văn Linh bưng một chén đựng trứng gà đi tới bên cạnh của mẹ, ôn nhu nói, mẹ. La tuệ chữ xoay người nhìn con gái một chút, từ lúc Văn Linh gọi bà một tiếng mẹ, nội tâm của bà đã sớm bị cảm động, bà đã hơn 10 năm không có cảm giác như vậy, cái phần cảm giác mới lạ như vậy nhưng nghe ra lại vô cùng thân thiết. Văn Linh nói, mẹ, con nghe bọn họ nói cả ngày nay mẹ không ăn cơm, như vậy sao được? Bà đã sinh bệnh, lỡ như mẹ cũng bị bệnh thì làm sao bây giờ? Đây là trứng gà con luộc cho mẹ, mẹ ăn một ít đi. La tuệ chữ gật đầu, bỗng nhiên mũi cảm thấy sót, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống, bà vội vàng tiếp nhận trứng gà trong tay Văn Linh, ăn vài miếng, xoay người sang chỗ khác, nước mắt cuối cùng đã không nhịn được rơi xuống. Văn Linh không nói chuyện, nhìn đầu vai run nhẹ nhẹ của mẹ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một loại áy náy khôn kể. Tay cô nhẹ nhàng đặt ở đầu vai mẹ, chậm rãi bóp vai cho mẹ. Được con gái xoa bóp, là tuệ chữ dần dần hòa hoãn tâm tình, Văn Linh nhỏ giọng nói, mẹ, xin lỗi, lúc trước con đã quên rất nhiều việc, thế nhưng lần này con đã nhớ tới, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. La Tuệ chữ quay mặt lại, trong mắt bà ấy đầy nước, Văn Linh dùng khăn tay rất cẩn thận lau đi nước mắt cho mẹ, mẹ, mẹ ăn đi. La Tuệ chữ hạnh phúc gật đầu. Trương Dương ở xa xa nhìn cảnh tượng ấm áp của hai mẹ con, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm động, Văn Linh thật sự thay đổi, thế nhưng loại thay đổi này sẽ mang đến cái gì? Không biết vì sao Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới Đỗ Thiên Giã, cho dù Văn Linh nhớ tới tất cả, cô ấy và ông ta còn có thể nói đến chuyện tình cảm sao? Trương Dương biết cái này hầu như là không có khả năng, Đỗ Sơn Khôi chết đã trở thành vật chắn ngang giữa tơ duyên của bọn họ, bọn họ không cách nào lảng tránh chuyện này. Trương Dương quyết định, tạm thời không nên đem chuyện văn linh thức tỉnh nói cho Đỗ Thiên Giã biết, không nên làm cho ông ta thêm phức tạp. Chuyện của văn linh, vẫn là do chính cô ta đi giải quyết, hiện tại văn linh tuy rằng thay đổi rất nhiều, thế nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy trên thân thể của cô ấy mang theo rất nhiều màu sắc thần bí, cô ấy nếu nhớ ra được tất cả, vậy vì sao không thể giải thích cô ấy dùng cái gì mà đột nhiên có một thân võ công thần kỳ. Trương Dương nhớ tới lúc trước mình đã bị đánh lén tại loạn không sơn, đối phương sử dụng âm sát tu la trường, còn có thiểm điện hạc kịch độc không gì sánh được, tất cả cái này đều có trăm ngàn quan hệ với Văn Linh, nếu như nói hiện tại Văn Linh mới là thật, như vậy lần đầu tiên sau khi cô ấy tỉnh dậy rốt cuộc là ai? Trên thân thể của cô ấy rốt cuộc có cất dấu bí mật thế nào? Hay là chỉ có chính cô ta mới có thể giải thích tất cả cái này? Chương 908 Thạch khắc chi mê. 1. Tình huống của Kiều Mộng viện đã ổn định, chỉ cần có thời gian, Trương Dương lại gọi điện thoại đến Ân Cần thăm hỏi, hỏi rõ tất cả tình huống của Kiều Mộng viện, sau đó lại điều chỉnh phương thuốc. Quan tâm của Trương Dương đối với Kiều Mộng viện là phát ra từ trong lòng, cũng không phải làm bộ làm tịch. Cúp điện thoại, thấy La Tuệ chữ đứng ở phía sau của mình, Trương Dương cười cười nói: "Mẹ nuôi." La Tuệ chữ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Gọi điện thoại cho Mộng viện à?" trương dương gật đầu tình huống con bé thế nào trương dương nói tình huống trên cơ bản đã ổn định nhiệt độ cơ thể bình thường bệnh trạng đã ở từng bước giảm bớt hẳn là tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh tình huống của vài bệnh nhân nam tích cũng đều rất ổn định bệnh tình cũng không có dấu hiệu khuếch tán thêm một bước la tuệ chữ nói vậy là tốt rồi vô luận từ góc độ nào mà nói lần này trương dương đều là bỏ bệnh nhân của nam tích tới kinh thành vì văn quốc quyền chữa bệnh từ ánh mắt của người ngoài mà xem la tuệ chữ làm như vậy là có chút ích kỷ thế nhưng làm vợ của văn quốc quyền bà phải làm như vậy ai ai cũng đều có tư tâm đã từng một lần bà còn bởi vì của trương dương do dự và đến trễ mà cảm thấy tức giận nhưng khi chuyện tình đi qua bà một lần nữa hồi tưởng chuyện này phát hiện mình đối yêu cầu với trương dương có chút hà khắc bà tin tưởng trương dương khẳng định sẽ đến thế nhưng ai ai cũng đều có chuyện của mình trương dương cũng không ngoại lệ hắn không có khả năng không hề lo lắng không để ý đến kiều mộng viện La tuệ chữ nói, Trương Dương, mẹ vừa rồi nghe được một tin tức, quốc gia đã phát kháng thể của bệnh độc rồi, hiện nay đã trong giai đoạn nghiên cứu, không cần bao lâu là có thể chế tạo ra kháng thể, sản xuất số lượng lớn. La tuệ chữ cũng không có tiết lộ phát hiện kháng thể có quan hệ với con gái Văn Linh. Trương Dương nói, từ chế tạo ra kháng thể đến sản xuất số lượng lớn sợ rằng còn phải có một đoạn thời gian. La tuệ chữ nói, ngày hôm nay theo kết quả công bố của tình hình bệnh dịch mà xem, Tình hình bệnh dịch khuếch tán đang giảm bớt, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống. Trương Dương cười nói, "Chuyện tốt, lúc vừa mới bắt đầu, tình hình bệnh dịch tới quá đột nhiên, giết mọi người trở tay không kịp. Theo ý thức phòng dịch của toàn dân đề cao và biện pháp phòng bệnh được tăng cường, tình huống khẳng định sẽ phát triển theo hướng tốt hơn." La Tuệ chữ nói, "Bất luận chuyện gì sẽ trở nên càng ngày càng tốt." Trương Dương nói, "Mẹ nuôi, mẹ có phát hiện chị Linh lần này thức tỉnh có khác biệt rất lớn so với lần trước hay không?" La tuệ chữ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn bầu trời hoàng hôn minh mông, thở dài nói, Trương Dương, mẹ không dối gạt con, tâm tình của mẹ hiện tại vô cùng kỳ quái, mẹ không ngờ rằng tiểu linh còn có thể thức tỉnh, lần này con bé không chỉ tỉnh, hơn nữa nhớ tới tất cả, thậm chí ngay cả tất cả chuyện xưa đều nhớ kỹ, con bé thay đổi, trở nên quan tâm mẹ, quan tâm cha của con bé, hình như đứa con gái lúc xưa thuộc về cả nhà đã trở về. Trương Dương nói, chuyện tốt mà, mẹ nuôi, mẹ hẳn là vui vẻ mới đúng hắn nhìn ra là tuệ chữ mê man, thật ra tâm tình của hắn cũng như là tuệ chữ. La tuệ chữ nói thế nhưng cuối cùng mẹ cảm thấy trên người tiểu linh có cái gì đó nói không nên lời. nói đến đây la tuệ chữ lại không nhịn được thở dài. trương dương nói mẹ nuôi có lẽ là bởi vì tất cả tới quá đột nhiên, cho nên mẹ mới có cảm giác thấp thỏm như vậy. con tin tưởng không cần bao lâu các người sẽ khôi phục lại quan hệ lúc xưa. vừa rồi con còn thấy chị linh xoa bóp cho mẹ. La tuệ chữ gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần ấm áp và cảm động, 10 năm trước tới nay, Phan Linh còn chẳng bao giờ chủ động biểu lộ tình cảm với bà như vậy. La tuệ chữ nói, Trương Dương, mẹ cầu con một việc. Trương Dương cười nói, mẹ, có việc cứ nói, với con vĩnh viễn không cần phải nói chứ cầu. La tuệ chữ nói, nếu chuyện bên Nam Thích đã ổn định, mẹ muốn con ở lâu vài ngày, rất nhiều chuyện tôi cũng không biết xử lý thế nào, con ở lại, giúp ta trương dương nhìn ánh mắt bất lực của la tuệ chữ cố sức gật đầu nói mẹ nuôi con đáp ứng mẹ lý vĩ vội vã đi tới bên cạnh bọn họ gã có chút kinh hoàng nói phu nhân nhìn thấy tiểu thư không la tuệ chữ nghe vậy cả kinh tiểu linh con bé không phải ở trong phòng nghỉ ngơi sao lý vĩ lắc đầu nói vừa rồi nghe người ta nói cô ấy lái xe đi la tuệ chữ kinh hoàng thất sắc thất thanh nói nhanh nhanh đi tìm con bé về lý vĩ gật đầu Trương Dương chủ động nói, con cũng đi. La Tuệ chữ nói, nhất định phải tìm con bé trở về, mẹ cuối cùng luôn cảm thấy, đứa nhỏ này sau khi tỉnh lại luôn là lạ, ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì mới tốt. Không biết vì sao, La Tuệ chữ luôn luôn cảm giác được sắp xảy ra đại sự. Trương Dương cầm tay bà nói, mẹ nuôi, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm chị ấy trở về. Lý Vĩ và Trương Dương đi tới bên ngoài, Trương Dương đề nghị bọn họ phân nhau đi tìm. Dù Sao Văn Linh không nói một tiếng liền đi, không ai biết cô ấy đi nơi nào. Lý Vĩ nói, "Được, ta đi trung tâm hồi phục và trong nhà, cậu đi tìm chỗ cô ấy có thể xuất hiện." Trương Dương gật đầu, hắn có loại dự cảm mạnh mẽ, Văn Linh sẽ không đi trung tâm hồi phục, càng không đi qua nhà cô ấy. Hai người phân nhau hành động, Trương Dương lái ô tô đi loạn Không Sơn, lúc trước hắn ở loạn Không Sơn đã từng nhiều lần bị tập kích, hiện tại chuyện này đã cơ bản sáng tỏ hắn tin tưởng kẻ tập kích kia là văn linh nếu như nói văn linh lần này sống lại đã khiến cho cô ấy hoàn toàn thức tỉnh như vậy lần trước mình cứu tỉnh cô ấy tỉnh lại cũng một linh hồn khác nếu như đổi thành người khác nhất định sẽ cho rằng loại suy nghĩ này là hoang đường và khó tin cỡ nào nhưng trương dương thì khác bản thân hắn có qua kinh nghiệm như vậy nếu loại sự tình này có thể phát sinh trên người của mình cũng có thể phát sinh trên người của người khác trương dương thậm chí cho rằng một linh hồn vốn không thuộc về Văn Linh đã chiếm thân thể của cô ấy, thông qua cô ấy hành động, hiện tại Văn Linh rốt cuộc sống lại, thế nhưng từ biểu hiện hiện tại của cô ấy mà xem, tất cả phát sinh tại trên người cô ấy còn phức tạp hơn nhiều. Giời trải an dưỡng hương hà không bao lâu, màn đêm cũng đã phủ xuống, cùng theo tới chính là một trận mưa xuân, Trương Dương lái xe jeep trực tiếp chạy về hướng Loạn Không Sơn, lúc tiến vào đường núi gần Loạn Không Sơn, mưa đã lớn, bởi vì là buổi tối, đường núi chợt hẹp trơn trượt, Trương Dương phải giảm tốc độ xe, dựa vào ký ức của mình, Trương Dương đi tới mỏ đá long tích, chỗ mỏ đá này vẫn tiếp tục bỏ hoang. Trương Dương đi tới trước mỏ đá, thấy được một chiếc xe jeep quân dụng, hắn mở cửa xe đi xuống phía dưới, đi tới trước chiếc xe lấy đèn pin chiếu chiếu vào bên trong, nhưng phát hiện bên trong không có ai. Trương Dương đi về hướng cửa lớn mỏ đá, đi không xa, đường cũng đã hết, Trương Dương lấy đèn pin chiếu chiếu mặt đất ướt át, phát hiện trên mặt đất không có vết chân, biểu hiện cho thấy hẳn là không ai đến nơi đây, nhưng Trương Đại Quan Nhân không cho là như vậy, một người có võ công chắc tuyệt, có thể đi qua mà không để lại dưới bất luận vết tích gì, hắn chậm rãi đi đến hướng thủy đàm giữa mỏ đá, đèn pin chiếu bốn phía có người không. Trương Dương trầm giọng nói, âm thanh của hắn quanh quẩn trong sơn giã vắng vẻ, đáp lời hắn chỉ có tiếng mưa gió càng ngày càng mạnh. chương 909, Thạch Khắc Chi Mê, 2. Đi tới Thủy Đàm, Trương Dương mượn ánh đèn pin cảnh giác dò xét bốn phía. Lúc trước chính là ở chỗ này hắn phát hiện thạch khắc trong thủy đàm. Trần Tuyết và hắn cùng nhau đến đây, bị thiểm điện hạc làm bị thương, cũng là khi đó bắt đầu phát hiện khẩu quyết của âm sát Tu La Trường. Trương Dương vững tin xung quanh không có ai, cúi đầu tỉ mỉ quan sát xung quanh thủy đàm, rốt cục phát hiện ra phía trước không xa chỗ có hai ba vết chân nhợt nhạt. Từ hình dạng vết chân mà xem hẳn là do của một cô gái không cẩn thận lưu lại. Trương Dương lớn tiếng nói, Phan Linh tôi biết chị ở đây. Chị đi ra đi, mẹ nuôi rất lo lắng cho chị, có chuyện gì, chị có thể nói với tôi, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho chị. Vẫn không ai đáp lời hắn. Xa xa truyền đến tiếng ô tô khởi động, Trương Dương lập tức chạy ra ngoài cửa lớn mỏ đá, chờ hắn đi tới cửa lớn chỗ, bên ngoài chỉ còn lại có một chiếc xe Jeep, Trương Dương mở cửa xe chuẩn bị lên xe, nhưng phát hiện bánh xe Jeep đã bị dao đâm nát, Trương Đại Quan nhân ảo não không gì sánh được, Tức giận đến thiếu chút nữa chửi bậy, hắn chạy về phía trước, thấy trên đường núi, hai ngọn đèn xe càng đi càng xa. Trương Dương có thể kết luận người lái ô tô rời đi là Văn Linh, lúc này điện thoại của hắn vang lên, Trương Dương đi tới trong xe, đem lấy điện thoại ra, alo. Người gọi điện thoại tới chính là Lý Vĩ, gã cũng không có tìm được Văn Linh tại trung tâm hồi phục và văn gia, cho nên hỏi bên Trương Dương có phát hiện hay không, Trương Dương nói, tôi tại loạn không sơn, vừa rồi phát hiện xe jeep của cô ấy nhưng lúc đi vào tìm cô ấy, cô ấy rời khỏi ở đây. Không chỉ như thế, còn dùng dao đâm nát bánh xe jeep của tôi. Anh nhanh chóng đến đây đón tôi đi. Khép điện thoại lại, Trương Dương tức giận vỗ một cái lên tay lái. Văn Linh này, hạ thủ thật là đủ đen. Cô ấy sẽ đi nơi nào? Trương Dương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một loại sợ hãi không hiểu bao phủ nội tâm của hắn. Hắn cấp tốc đẩy cửa xe, nhảy vào trong mưa gió không cần suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới khi Văn Linh lần đầu tiên thức tỉnh đã biểu hiện ra đặc biệt hứng thú đối với biệt viện của Thiên Trì tiên sinh, cô ấy nếu có thể nhớ lại chuyện ở Loạn Không Sơn, như vậy cũng có thể nhớ lại chuyện kia của hắn, Trương Dương hầu như có thể kết luận, Phan Linh 89 phần là muốn đi đến biệt viện của Thiên Trì tiên sinh, chân chính khiến cho Trương Dương cảm thấy sợ hãi chính là. Ngày hôm nay là cuối tuần, theo hắn biết, mỗi khi đến cuối tuần, Trần Tuyết sẽ đi đến biệt viện của Thiên Trì tiên sinh thu dọn phòng, nếu như Văn Linh đi đến đó mà Trần Tuyết lại ở đó, Trương Dương không dám tiếp tục nghĩ nữa. Trương Dương chạy đến dưới loạn Không Sơn vất vả mới ngăn cản một chiếc xe qua đường, móc ra 200, lấy công tác của mình chứng và chứng minh thân phận móc ra, đối phương mới đáp ứng đưa hắn đến biệt viện của Thiên Chỉ Tiên Sinh ở Hương Sơn. Lúc sắp đi tới Hương Sơn biệt viện, Lý Vĩ lại gọi điện thoại tới, gã chạy tới loạn Không Sơn, chỉ có thấy được xe jeep, không có nhìn thấy Trương Dương. Trương Dương nói, tôi xuống núi rồi chiếc xe anh nghĩ biện pháp đưa về đi. Có tìm được tiểu thư hay không? Không có, mưa gió lớn như vậy, nếu như cô ấy thật tình muốn trốn đi, tôi đi chỗ nào tìm. Trương Dương cũng không có đem chuyện Văn Linh có thể đi nơi ở của Thiên Trì Tiên Sinh nói cho Lý Vĩ, có một số việc do mình điều tra rõ vẫn tốt hơn. Vừa cúp điện thoại của Lý Vĩ, La Tuệ Chữ lại gọi đến, đối với La Tuệ Chữ Trương Dương không cần phải giấu giếm nhiều, ô tô đã đi tới bên ngoài hương sơn biệt viện, Trương Dương thấy được xe díp ngoài cửa, thấp giọng nói, mẹ nuôi, con tìm được chị ấy rồi. La Tuệ Chữ khẩn trương nói, con bé ở nơi nào? Trương Dương nói, mẹ đừng có gấp, chị ấy hẳn là không có việc gì. Đợi lát nữa con gọi lại cho mẹ. Trương Dương khép điện thoại lại, gật đầu biểu thị cảm ơn với tài xế đưa hắn đến đây, mở cửa xe đi xuống. Xe của Văn Linh ở ngoài cửa lớn, cửa lớn đóng chặt, hẳn là khóa trái từ bên trong, Trương Dương bay vọt lên không, từ tường viện mà qua, rơi trên mặt đất, hắn thấy được Văn Linh. Văn Linh lẳng lặng đứng ở giữa sân, trên thân thể của cô đã bị nước mưa xối ướt, thế nhưng cô ấy vẫn hồn nhiên không cảm thấy, hai mắt nhìn bầu trời đêm, giống nhập định. Trương Dương nói, Văn Linh. Văn Linh không nói chuyện. Trương Dương lại nói, chị đang làm gì thế? Văn Linh bỗng nhiên quay sang, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Trương Dương, cái túi công văn lúc trước cậu cướp đi đâu? Túi công văn, túi công văn gì, trương đại quan nhân vẻ mặt mê man nói, bất quá hắn lập tức nghĩ tới, tại buổi tối ngày đó khi văn linh gậy chuyện, hắn và văn linh tại nhã vân hồ kích đấu một phen, hắn đoạt lấy túi công văn từ trong tay của văn linh, trong túi công văn chứa một bản nghịch chuyển càn khôn. Văn Linh nói, buổi tối đó khi tôi gặp chuyện không may, cậu đoạt đi một túi công văn từ trong tay tôi, trong túi công văn, có một khối bản dập, cậu có nhớ hay không? Cậu đem bản dập cất ở nơi nào? Trương Dương nói, túi công văn kia bị công an cầm đi, về phần hiện tại ở nơi nào, tôi thật sự không biết. Cậu nói láo, Văn Linh lạnh lùng nói. Tôi cần phải lừa chị sao? Túi công văn tôi căn bản là không mở qua, thôi chí hoán là gián điệp Hàn Quốc, có người nói trong túi công văn có bằng chứng phạm tội của hắn. Văn Linh cười nhạt một tiếng, trong viện này đã từng có nhiều bản dập thạch khắc, có âm sát tu la trường, có kiếm pháp thê phong khổ vũ, Tất cả đều là do các người tìm kiếm được trong mỏ đá của loạn không sơn, cậu dám nói cậu không biết gì về chuyện của bản dập sao?" Trương Dương lắc đầu nói, "Chị Linh, tôi không biết chị đang nói cái gì. Chị càng nói tôi càng hồ đồ." Văn Linh nói, "Hồ đồ? Được, vậy tôi đánh cậu cho tới khi hết hồ đồ." Hai mắt cô ấy trợn lên, một luồng khí cường đại vô cùng lạnh thấu xương vây lấy cô ấy làm trung tâm, phóng ra xung quanh, không khí xung quanh phảng phất như ngưng kết trong nháy mắt mưa bụi rơi xuống trong không khí, cũng không chịu nổi cái nhiệt độ chợt hạ xuống thấp này, liền hóa thành băng châm hung hiểm, nương theo tiếng quát nổi giận của Văn Linh, băng châm hung hiểm kia liền vào tới hướng của Văn Linh. Trương Dương lúc nói chuyện với Văn Linh, đã sớm âm thầm đề phòng, hắn vẫn còn nhớ rõ những việc Văn Linh đã làm, lúc nào cũng không thả lỏng cảnh giác với cô ấy, lúc Văn Linh ra tay, hắn cũng bắt đầu hành động. Một quyền đấm vào hư không, chính là thiên long hóa vũ trong thăng long quyền. Nội lực âm hàn từ âm sát hàn băng trưởng của Văn Linh khiến cho xung quang biến thành thế giới băng lạnh, mà một chiêu của Trương Dương thì như là hoa nở mùa xuân, tràn ngập lực lượng ấm áp, nội kinh nóng rực lấy quyền phải của hắn làm trung tâm tỏa ra vòng xoáy khí thật lớn, băng châm trong vòng của Văn Linh tất cả đều bị cuốn vào bên trong, khí nóng băng tan, băng châm chậm rãi hóa thành bọt nước, dưới sự kích phát từ nội lực hùng hậu của Trương Dương, bay ngược về hướng của Văn Linh. Thân pháp của Văn Linh biến ảo cực nhanh, như quỷ mị nhảy lên tại chỗ, Đột nhiên chuyển hướng ra phía sau Trương Dương, một trường vỗ vào hậu tâm của hắn. Trương 910, thạch khắc chi mê. 3. Trương Dương nhìn cũng không nhìn, trở tay lại đánh ra một trường, ầm. Một tiếng, hai trường chạm nhau, hai thân thể đều bị chấn động. Trương Dương lảo đảo lui về sau hai bước, đạp trúng một tảng đá phía sau. Tảng đá nứt ra, tay trái của Trương Dương tong nháy mắt đã bị bao phủ một tầng băng mỏng, kinh mạch nhất thời bị kiềm hãm. Trương Dương tiềm vận nội lực. Kinh mạch một lần nữa vận hành bình thường, lớp băng trên tay trái thoáng bốc hơi lên, hòa tan sạch sẽ. Trương Đại Quan Nhân thầm than trong lòng, từ khi hắn đến thế giới này, còn chưa đụng phải đối thủ mạnh như thế, tuy rằng công lực của hắn vẫn còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng mà hiện tại cũng đã được 8 phần rồi, thế nhưng khi so đấu với Văn Linh, hắn vẫn ở hạ phong, phải biết rằng trước khi Văn Linh bị tai nạn xe, cũng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh cho lui bước, lẽ nào trong lúc Văn Linh hôn mê đã đạt được một sự đột phá. Khi Văn Linh xuất trương, cũng không có tiếp tục truy kích, hai tay chấp sau lưng, nhìn Trương Dương nói cậu không phải người thường. Trương Dương nói cô rốt cục là ai? Ánh mắt của Văn Linh càng trở nên mê man, cậu đừng hỏi tôi, tôi không biết, ngay cả bản thân tôi cũng không biết là ai. Cô ấy chống cằm, biểu tình cao ngạo trong trẻo mà lạnh lùng, tôi cho cậu thời gian ba ngày, tìm bản dập trong túi công văn về giao cho tôi, bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nói xong, thân thể của cô ấy nhẹ nhàng nâng lên, chuyển hướng trên không trung, đột nhiên biến mất ngoài tường. Trương Dương nhìn Văn Linh rời đi, trong sân vắng vẻ, thầm than một tiếng trong lòng, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được, tu vi võ công của Văn Linh đã đạt đến cảnh giới này, cô ấy rốt cuộc là ai? Hiện tại cô ấy là Văn Linh hay là người khác? Văn Linh đi rồi, Trương Dương xoay người đi vào trong phòng sách, bên trong là một đống hỗn độn, hắn phát hiện ra Trần Tuyết đang ngã ngồi trong phòng sách. Trần Tuyết ngậm chặt miệng, khuôn mặt đẹp bởi vì lạnh mà trở nên tái nhợt, cô ấy bị Văn Linh đánh một trường, sau đó khống chế huyệt đạo, thấy Trương Dương đi vào, ánh mắt của Trần Tuyết toát ra một tia chấn định, Trương Dương đã tới bên cạnh Trần Tuyết, một tay ôm lấy cô ấy, tiện tay giải huyệt đạo cho cô ấy, cầm hai tay của Trần Tuyết, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô ấy hạ thấp xuống mức dọa người, trương dương vội ôm lấy trần tuyết tràn ngập áy náy nói là tôi không tốt tôi đã đến muộn trần tuyết run giọng nói tới là tốt rồi trương dương mở điều hòa tăng nhiệt độ bên trong lên một ít sau đó cùng trần tuyết khoanh chân ngồi dưới đất song trưởng của hai người chạm vào nhau trương dương dùng lực thuần dương tự thân độ nhập vào trong kinh mạch của trần tuyết xua tan hàn độc trong kinh mạch của cô ấy qua một giờ trần tuyết mới thở ra một hơi cái chán trên đổ mồ hôi nhễ nhại Cô ấy mở mắt nói, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Trương Dương thu hồi hai tay nói, cũng may nội lực của cô đã có căn cơ, nếu như là người thường, bị một trưởng của cô ta ít nhất phải bệnh nặng một trận. Trần Tuyết nói, sao cô ấy đột nhiên thức tỉnh? Trương Dương lắc đầu nói, tôi không biết, cô ấy rất kỳ quái, trên người có nhiều chuyện khó giải thích. Trần Tuyết đem chuyện đã xảy vừa rồi ra nói cho Trương Dương, bởi vì là cuối tuần, Trần Tuyết theo lệ đi đến đây, cô đang ở trong phòng đọc sách bỗng nhiên nghe được bên ngoài có động tính, ra cửa không thấy dị dạng, thế nhưng trở lại phòng sách, nhưng thấy bàn học có một người đang đứng, chính là Văn Linh lặng lẻ lèn vào. Văn Linh hỏi cô ấy có biết bản dập của nghịch chuyển càn khôn hay không? Trần Tuyết nói mình không biết, Văn Linh xông lên đánh cô ấy một trường, điểm trúng huyệt đạo của cô ấy, đang muốn ép hỏi cô ấy, Trương Dương từ bên ngoài chạy tới. Trần Tuyết lòng còn sợ hãi nói, may mà anh tới kịp, nếu không còn không biết cô ta muốn dằn vặt tôi như thế nào trương dương nói tôi vốn tưởng rằng cô ấy lần này thức tỉnh có thể đổi tính không ngờ rằng càng kiêu ngạo bất thường so với lúc trước trần tuyết nói anh có nghĩ qua hay không người nhiều lần phục kích anh là cô ấy trương dương đỡ trần tuyết đi tới ghế ngồi xong vừa nhặt một quyển sách nằm lăn trên mặt đất vừa nói lúc trước chỉ là hoài nghi hiện tại tôi có thể khẳng định trần tuyết không giải thích được nói cho dù cô ấy tỉnh lại một người nằm trên giường gần hai năm sao có thể lợi hại như vậy Trương Dương nói, tu hành võ công chia làm rất nhiều loại, cô ấy trong lúc hôn mê hẳn là vừa tiến vào trạng thái bế quan nào đó. Bế quan? Trương Dương gật đầu nói, chúng tôi cho rằng cô ấy thành người sống đời sống thực vật, thế nhưng cô ấy tiến vào trạng thái bế quan, dưới loại trạng thái này, cô ấy tâm không lo lắng, chuyên chú tu luyện hơn so với bất luận kẻ nào, cho nên đạt được tiến cảnh lớn hơn so với phương pháp tu luyện bình thường, cô ấy tỉnh lại cũng là phá giam ra, gia, võ công đề thăng không chỉ một bậc. Trần Tuyết cũng tu luyện nội công, đối với lời nói này của Trương Dương đương nhiên dễ lý giải, cô ấy nhỏ giọng nói, Văn Linh hiện tại có phải là rất lợi hại. Trương Dương nói, không thể nói rõ, chỉ cần là âm sát tu la trường, cô ấy ít nhất đã đạt được thất trọng, vừa rồi tôi và cô ấy ở bên ngoài đấu hai chiêu, thật sự dùng toàn lực, ngay cả tôi cũng chưa chắc đối thủ của cô ấy. Trần Tuyết hơi cả kinh, trong cảm nhận cô ấy, võ công của Trương Dương đã là không đối thủ, không ngờ rằng ngay cả trương dương đều đánh không lại văn linh hiện tại văn linh đáng sợ không chỉ có là võ công càng đáng sợ chính là tính tình của cô ta người như vậy lỡ như nổi điên lên ai có thể ngăn cản được trương dương nói bất quá tôi nhìn ra được cô ấy đang kiệt lực khống chế mình một phần của cô ấy vẫn là văn linh trần tuyết nói một phần có ý gì trương dương nói em có nghe nói qua mượn xác hoàn hồn hay không trần tuyết chấp mắt nói anh đang nói chuyện xưa sao Trương Dương nói, không phải cố sự, Văn Linh lần đầu tiên thức tỉnh, tôi hao hết toàn lực, lợi dụng phương pháp kim châm đâm huyệt mới cứu tỉnh cô ấy, thế nhưng cô ấy tỉnh lại thì tỏ ra lãnh đạm đối với người xung quanh, căn bản không có biểu hiện ra bất luận thân tình cái gì. Đỗ Thiên Giã và cô ấy yêu nhau nhiều năm, khi cô ấy trở thành người thực vật không rời nửa bước, gần nhau 10 năm, đổi thành bất luận người phụ nữ nào cũng đều sẽ bởi vậy cái này mà cảm động, thế nhưng Văn Linh lại thờ ơ, cô ấy thậm chí đem Đỗ Thiên Giã trở thành một người xa lạ. Trần Tuyết nói, ý của anh là. Trương Dương nói, ý của tôi là Văn Linh lần đầu tiên thức tỉnh lúc, tôi tỉnh lại của cũng không phải cô ấy lúc đầu của linh hồn, mà là một người người của ý thức tiến vào của cô ấy trong cơ thể. Trần Tuyết nói, anh đang nói chuyện thần thoại à, anh không thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên sẽ không cho rằng mình đang nói chuyện thần thoại, hắn như thế này mà xuyên qua tới xã hội hiện nay, nếu mình có thể, người khác cũng có thể như nhau. Trần Tuyết nói: "Thế nhưng chuyện của Văn Linh quả thật quá kỳ quái, cho dù cô ấy ngủ nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng quên tất cả người thân, cô ấy tỉnh lại đột nhiên có võ công, trước đó không có luyện qua võ." Trương Dương gật đầu nói: "Chúng ta làm một giả thiết, giả như lúc Văn Linh lần đầu tiên tỉnh lại là ý thức của một người, như vậy người này đối với tất cả của Văn Linh là hoàn toàn xa lạ, lúc tôi vì cô ấy chữa thương, cảm giác được nội lực tiết ra ngoài, cô ấy hẳn là có ý định hấp thụ nội lực của tôi." trần tuyết thở dài nói thật sự là khó tin nghe giống như là nói chuyện giữa đêm trương dương lắc đầu nói không phải nói chuyện giữa đêm cô ấy lần thứ hai thức tỉnh lại không giống lần trước cô ấy nhớ tới tất cả của mình bắt đầu có tình cảm đối với cha mẹ tôi thấy cô ấy tám chín phần cũng nhớ tới phần tình cảm của đỗ thiên giã thế nhưng võ công của cô ấy lợi hại hơn trương dương nói cho nên tôi cho rằng văn linh hiện tại càng thêm phức tạp trong cơ thể của cô ấy có hai người ý thức khác nhau đang ảnh hưởng cô ấy ngay cả chính cô ta đều khống chế không tốt. Trần Tuyết nói, cô ấy lần này đến đây mục đích là vì khối bản dập. Trương Dương gật đầu, khối bản dập hắn cướp từ tay của Trương Bích Quân, sau đó giao cho Trần Tuyết bảo quản. Trần Tuyết nhỏ giọng nói, khối bản dập được tôi giấu ở chỗ này. Chương 911, Thạch khắc chi mê, 4. Trương Dương làm một thế chờ có lên tiếng tay, hắn đẩy cửa đi ra ngoài nhìn một chút, vững tin bên ngoài không người. Lúc này mới một lần nữa trở lại trong phòng sách. Trần Tuyết cũng có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, anh lo lắng cô ta vẫn chưa đi. Trương Dương gật đầu nói, hẳn là đi rồi, cô ấy cho tôi thời gian 3 ngày để cho tôi giao bản dập ra. Trần Tuyết nói, anh dự định cho cô ta? Trương Dương nói, đồ chúng tôi giữ cũng vô dụng, cho cô ta, tôi muốn nhìn xem cô ta bắt bản dập có thể làm gì. Trần Tuyết nghỉ ngơi một hồi, cảm giác thân thể khôi phục bình thường lúc này mới đi thư loạt giá sách ở góc đông bắc trong phòng lấy ra một quyển sách rất dày, mở ra, quyển sách rỗng ruột, bên trong là khối bản dập. Trương Dương tiếp nhận bản dập, thấy kinh mạch đồ nhân thể vẽ trên bản dập, lúc trước hắn vẫn cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu qua, bất quá hiện tại thấy rất nhiều kinh mạch huyệt đạo trên đánh dấu cái khối bản dập này đều là sai. Trần Tuyết nói, văn tự trên cái khối bản dập này tất cả tôi đều sao chép qua, cái kinh mạch đồ này tôi cũng vẽ lại một lần dựa theo nguyên bản không sai chút nào, chỉ là tôi đối chiếu với kinh mạch đồ bình thường, rất nhiều chỗ đều không đúng. Trương Dương nói, hẳn không phải là nội công tâm pháp, cảm giác cái phần này là dâu ông nọ cắm cầm bà kia, nếu như dựa theo nội dung này tu luyện, không chết cũng tẩu hỏa nhập ma. Trần Tuyết nói, thế nhưng nếu như Văn Linh khẩn trương vì cái khối bản dập này như thế, chứng minh nó hẳn là có giá trị nhất định. Trương Dương nói, bất kể cô ta vì cái gì, tôi hiện tại không muốn dây dưa cùng cô ta, cô ta muốn thì cho cô ta, dù sao chúng ta giữ lại cũng không có bất luận tác dụng gì trần tuyết gật đầu nói cho cô ấy cũng tốt nếu không cô ấy khẳng định sẽ dây dưa không ngớt với anh trương dương đem khối bản dập đặt lên bàn nhìn trần tuyết đẹp không chạm khói lửa nhân gian trước mắt một ý nghĩ thương xót bỗng nhiên sinh ra hắn nhẹ giọng nói vết thương còn đau không trần tuyết nói cô ấy đánh tôi một trường hẳn là không đem hết toàn lực cô ấy bỗng nhiên rõ ràng Trương Dương sở dĩ thống khoái chuẩn bị đem bản dập giao ra như thế, một nguyên nhân quan trọng bên trong là bởi vì mình, Trương Dương không muốn Văn Linh gây nguy hiểm đến an toàn của mình. Cô ấy tránh ánh mắt của Trương Dương, thấp giọng nói, đúng rồi, vì sao anh đột nhiên đi tới Kinh Thành? Trương Dương nói, tới xem bệnh. Trần Tuyết nói, viêm phổi loại R. Trương Dương gật đầu nói, bất quá hiện nay còn không có tìm được phương pháp trị hết hoàn toàn, nghe nói cơ cấu nghiên cứu khoa học của quốc gia đã nghiên cứu chế tạo ra kháng thể giải quyết tình hình bệnh dịch này hẳn là sẽ không lâu lắm trần tuyết nói trường học của tôi cũng xuất hiện ca bệnh bị nhiễm bởi vì tôi hiện tại đang thực tập trường học cho chúng tôi được nghỉ kêu chúng tôi đều tự trở về ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp cho nên tôi đi tới ở đây trong khoảng thời gian này dự định ở chỗ này ôn tập không ngờ rằng văn linh tìm đến cửa trương dương nở nụ cười yên tâm đi tôi đem bản dập sao cho cô ta cô ta hẳn là sẽ không tìm phiền toái cho em nữa. Trần Tuyết nói, anh hình như rất lý giải Văn Linh. Trương Dương nói, tôi vì sao lý giải cô ta, trên thân thể của cô ta có nhiều thứ kỳ quái lắm. Trần Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này dường như khiến cho băng tuyết tan giã. Trương Đại Quan Nhân nhìn không khỏi ngẩn ngơ, nói cười cái gì. Trần Tuyết nói, thật ra trên người anh cũng có nhiều thứ kỳ quái lắm. Tôi kỳ quái chỗ nào? tôi vẫn đều rất bình thường. Trần Tuyết nói, người sao sẽ mình có một thân xuất thần nhập hóa võ công của. Người từ nơi này học được của lợi hại như vậy của y thuật. Trường đại quan nhân nhất thời nghẹn lời, Trần Tuyết đã hỏi tới chỗ then chốt không thể nghi ngờ, nhưng cái này còn là bí mật hắn chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm, hắn chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, nếu như nói ra quá khứ của hắn, người khác không đem hắn trở thành người bệnh tâm thần cũng sẽ đem hắn trở thành một quái thai, Trương Dương cười nói em lẽ nào không nghe nói qua trên đời này có thiên tài sao? Trần Tuyết nói anh đã có thể là thiên tài, Phan Linh cũng có thể, có lẽ cô ấy cũng là một thiên tài võ học. Trương Dương tối đó ở lại biệt viện. Phan Linh sau khi rời đi thì quay trở về trại an dưỡng hương hà, là tuệ chữ bởi vì chuyện của con gái mà lo lắng một đêm, thấy con gái trở về, liền thân thiết nghênh đón tiểu Linh, con đi chỗ nào vậy, làm hại mẹ lo lắng gần chết. Phan Linh thản nhiên cười nói, mẹ con không sao chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một sự tình cho nên tôi lái xe đi xem la tuệ chữ nói con đi chỗ nào văn linh không có trả lời câu hỏi của bà mẹ con mệt mỏi muốn tắm rửa đi nghỉ ngơi ánh mắt của la tuệ chữ có vẻ có chút mất mát văn linh nói mẹ xin lỗi khiến cho mẹ lo lắng tình huống của ba thế nào la tuệ chữ nói coi như ổn định văn linh nói đừng nghĩ nhiều chờ ngày mai có cơ hội con sẽ kể lại với mẹ con đi chỗ nào la tuệ chữ gật đầu nhìn bóng lưng của con gái rời đi tâm tình của bà từ đầu đến cuối đều vui vẻ không nổi văn linh lần này sau khi tỉnh dậy quả thật chuyển biến rất nhiều thế nhưng la tuệ chữ vẫn đang cảm giác được giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách tương đối lớn nhìn ra được văn linh đang cố gắng thân thiện với bà thế nhưng giữa hai người từ đầu đến cuối đều có một ngăn cách không nhìn thấy cản trở la tuệ chữ không biết trên người của con gái rốt cuộc xảy ra cái gì hiện tại Văn Linh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Con bé lại muốn làm cái gì? Đối với Văn Linh cảm thấy làm phức tạp không chỉ có là la tuệ chữ, Trương Dương cũng như vậy, sáng sớm hôm sau hắn về tới trại an dưỡng hương hà, Văn Linh đang ở trong hoa viên chăm sóc hoa, đem một bó hoa cắt xuống để trong bình hoa. Khác với đêm mưa hôm qua, ánh mặt trời của sáng sớm chiếu trên thân thể của cô, khiến cho cô ấy hiển lộ ra vài phần đầy đặn, cái này ít nhiều gì cũng giảm bớt mùi vị cao ngạo trên người, khiến cho cô thoạt nhìn chân thật hơn một ít. Văn Linh cảm giác được Trương Dương đến gần mình, nhưng không có ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, bệnh của ba tôi khá hơn rồi, ông nói muốn đi ra một chút, thế nhưng bác sĩ không cho, tôi cắt phải đóa hoa mang tới, để cho ông cảm thụ được màu sắc bên ngoài một chút. Trương Dương mê man nhìn Văn Linh, Văn Linh lúc này biểu hiện rất ôn nhu nhàn thục, giống một chị gái hàng xóm, cái này lại khiến cho Trương Dương không cách nào liên hệ được với vẻ lãnh khốc tối hôm qua của cô ấy, trương dương nói chị muốn bản dập rốt cục có lợi ích gì văn linh không nói chuyện lại cắt tiếp một đóa hoa để vào trong bình hoa trương dương nói chị thiếu chút nữa thương tổn một người con gái vô tội văn linh dừng động tác lại xoay người nhìn trương dương nhìn một hồi lâu cô ấy mới nở nụ cười cười rất đơn thuần thoạt nhìn không hề xảo trá thế nhưng nói ra lời nói lại cực kỳ tàn nhẫn đừng quên tôi đã nói gì với cậu nếu như cậu không thể tìm bản dập giao về cho tôi trong thời gian quy định Tôi sẽ giết chết cô ấy." Trương Dương nói, "Chị không thay đổi, chị vẫn là Văn Linh kia." Văn Linh nói, "Tôi là ai không liên quan đến cậu, tôi không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, thế nhưng tiền đề là các ngươi không nên trở ngại đường của tôi." Trương Dương nói, "Chị muốn làm gì? Chị muốn cái gì?" Văn Linh nói, "Cậu sẽ không hiểu, bất luận kẻ nào cũng không sẽ hiểu." Trương Dương gật đầu, lấy ra một cái túi giao cho Văn Linh, bên trong là bản dập của nghịch chuyển càn khôn. Phan Linh tiếp nhận cái túi, từ đó lấy ra khối bản dập, ánh mắt của cô ấy rơi vào bản dập, biểu tình nhất thời trở nên cuồng nhiệt mà kích động. Trương Dương lặng lẽ quan sát biểu tình của cô ấy, thấp giọng nói, một khối bản dập mà thôi, thật sự có quan trọng như vậy. Phan Linh cất bản dập lại, biểu tình lại một lần nữa trở nên lạnh lùng, nhìn Trương Dương nói, đừng quên, cậu đáp ứng tôi, chuyện của tôi, người không nhắc tới trước bất kỳ ai. Chuyện của chị tôi không có hứng thú, Thế nhưng tôi cũng phải nhắc nhở chị, không nên thương tổn bất luận người nào bên cạnh tôi, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chị. Văn Linh gật đầu nói, mọi người bình an vô sự là tốt nhất. Chương 912, lòng người dễ đổi. 1. Bệnh tình của Văn Quốc Quyền cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, ông mỉm cười nhìn bó hoa tươi đầu giường, trên cánh hoa còn dính giọt sương mới mẻ, hoa tươi lá xanh phụ trợ lẫn nhau, làm cho cảm giác được cảnh đẹp ý vui. Văn Linh nói: Ba ngày hôm nay ba cảm giác thế nào văn quốc quyền nói cảm giác khá hơn rồi vừa rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường xem ra lúc gian nan nhất đã qua đi ông ý bảo văn linh giúp ông mở tv trên tin tức chính là về tình hình bệnh dịch mới nhất trên thực tế tình hình bệnh dịch hiện tại được đưa tin chiếm một phần tương đối lớn văn quốc quyền nghe xong tin tức về tình hình bệnh dịch thấp giọng nói tình huống hình như tốt hơn một ít văn linh ôn nhu nói ba ba nghỉ ngơi tốt đi Chuyện công tác cũng đừng quan tâm, đều nói thân thể là tiền vốn, không có một thân thể tốt, sao tiếp tục sự nghiệp được. Văn Quốc Quyền nở nụ cười, trong ấn tượng của ông, con gái đã rất lâu không có biểu hiện ra hài hước, ông cũng ý thức được trên người của con gái xảy ra chuyển biến rõ ràng, quả thật mà nói, hẳn không phải là chuyển biến, mà là một loại trở về tại ý nghĩa nào đó, Văn Linh hiện tại mới là đứa con gái mà ông quen thuộc. Văn Quốc Quyền vươn tay cầm tay của con gái ông đã biết trên người của văn linh có kháng thể chống bệnh viêm phổi cho nên không cần lo lắng chuyển nhiễm bệnh cho con bé văn quốc quyền tràn đầy cảm xúc nói hai cha con chúng ta đã lâu rồi không nói chuyện như vậy văn linh cười nói con ngủ vài chục năm ba muốn nói chuyện cũng không có cơ hội sau đó tuy rằng con tỉnh nhưng luôn cảm thấy tất cả đều thay đổi con đem tất cả quên sạch sẽ thậm chí quên người ba này văn quốc quyền cười khổ nói văn linh nói ba con biết mình làm rất nhiều chuyện sai, xin lỗi." Bàn tay to dày rộng của Văn Quốc Quyền chặt cầm tay của nói con gái, "Là ba có lỗi, là ba thiếu chăm sóc cho con, ba biết, bản tính của con là thiện lương, rất nhiều chuyện con không muốn làm." Văn Linh nói, "Ba, nếu như có thể, con sẽ tận lực bồi thường tất cả." Văn Quốc Quyền nhìn con gái, phảng phất như một lần nữa nhận thức con gái. Một lát sau, ông mới thở dài nói, "Tiểu Linh, quá khứ dù sao cũng đã qua đi." Vô luận con đã làm cái gì, chuyện phát sinh qua đã không cách nào thay đổi. Ba chỉ muốn con bình an bắt đầu sinh hoạt mới, con hiểu không? Văn Linh gật đầu. Lúc hai bố con nói chuyện đầy tình cảm, là tuệ chữ cũng kêu Trương Dương qua. Tất cả phát sinh tối hôm qua khiến cho bà cảm thấy vô cùng hoang mang. Bà cho rằng Trương Dương nhất định biết cái gì. Hơn nữa có việc gạt mình. Là tuệ chữ nói tối hôm qua Văn Linh có phải là đi loạn không Sơn? trương dương gật đầu con đã từng gặp chị ấy ở đó cho nên con mới tới đó tìm quả nhiên ở ngoài mỏ đá thấy được xe của chị ấy thế nhưng con vào trong cũng không có nhìn thấy chị ấy đâu chị ấy còn đâm thủng bánh xe của con la tuệ chữ nói kế tiếp con bé đi đâu trương dương lắc đầu nói không biết tối hôm qua mưa lớn như vậy con đi bộ sao có thể đuổi được chị ấy đi ô tô con chỉ có thể đi đến hương sơn biệt viện của thiên trì tiên sinh nghỉ ngơi một buổi tối ở đàng kia trương dương hết lòng tuân thủ hứa hẹn đối với văn linh không đề cập tới chuyện đã xảy ra tại hương sơn biệt viện la tuệ chữ nói trương dương mẹ cuối cùng luôn cảm thấy rất không ổn luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh trương dương cười nói mẹ nuôi mẹ yên tâm đi con thấy chị linh không có gì sai có thể là giữa mẹ con lâu lắm không có giao tiếp cho nên mới sẽ sản sinh loại cảm giác thấp thỏm bất an này la tuệ chữ nói hy vọng là vậy bà dừng một chút lại nói mẹ thậm chí không biết mình sau này nên đối xử thế nào với con bé trương dương nói thuận theo tự nhiên la tuệ chữ không giải thích được nhìn hắn trương dương nói chị ấy muốn làm cái gì thì làm cái đó mẹ không nên can thiệp nhiều con thấy chị ấy cần một thời gian thích ứng mẹ cũng nghĩ như vậy phải không trương dương nói như vậy chủ yếu là bởi vì hắn vững tin văn linh cũng không phải khôi phục bản tính cô ấy chỉ là một lần nữa nhớ lại đoạn ký ức xưa không ai chân chính lý giải văn linh hiện tại, rất khó cam đoan sau này cô ấy sẽ làm ra chuyện thế nào. Là tuệ chữ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, hai ngày nay, mẹ thường xuyên mơ tới thiên trì tiên sinh, trong mơ tiên sinh nói với mẹ, mọi việc cũng không nên miễn cưỡng, phải thuận thế mà làm, lúc trước mẹ vẫn sinh kỳ vọng rất cao đối với người của mình, thế nhưng hiện tại chân chính cảm nhận được đạo lý chỗ cao không thắng cái lạnh, thế giới vĩnh viễn là công bằng, không có khả năng một người làm tất cả, khi con làm như vậy, đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều trương dương có chút suy nghĩ la tuệ chữ nói mẹ đã nói qua với bọn họ sau này con ra vào sẽ không bị hạn chế mẹ nhìn ra được con không thích ở một chỗ con muốn đi nơi nào thì cứ đi nơi ấy chỉ cần mấy ngày nay ở lại kinh thành có việc có thể để cho mẹ tùy thời tìm con là được trong lòng mẹ hai ngày nay luôn không yên trương dương nhìn vẻ mặt mệt mỏi của la tuệ chữ sinh ra cảm giác đồng tình từ đáy lòng Trương Dương vốn dĩ muốn đi Hương Sơn biệt viện, Trần Tuyết gần đây đều ở đây, bởi vì tối hôm qua cô ấy bị thương, Trương Dương muốn đi xem tình huống khôi phục của cô ấy, thế nhưng một cái ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh khiến cho Trương Dương thay đổi suy nghĩ. Trưởng môn bát quái môn Sử Thương Hải gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết lão đầu bếp Tào Tam Pháo đã chết, chết cũng là do bị nhiễm bệnh viêm phổi, tối hôm qua phát bệnh, ngày hôm nay sáng sớm không cứu kịp, Tào lão gia tử không có thân nhân. Đồ đệ thì không ít nhưng nghe nói ông chết vì bệnh viêm phổi, cho nên trước lúc Lâm Trung không ai ở bệnh viện chiếu cố, Sử Thương Hải cũng nhận được tin tức vào sáng nay đi đến bệnh viện, đang an bài chuyện phía sau của Tào Tam Pháo. Tào Tam Pháo trước khi chết viết một cuốn sách dạy nấu ăn, sách dạy nấu ăn này nói muốn giao cho cố dưỡng dưỡng. Sử Thương Hải và cố dưỡng dưỡng không quen, cho nên mới liên hệ Trương Dương. Trương Dương và Tào Tam Pháo nhận thức tuy rằng không dài, thế nhưng vị lão gia tử này chân thực nhiệt tình, hành hiệp trượng nghĩa, Nghe được tin dữ như vậy cũng không khỏi ca thán không ngớt, nếu như hắn có thể nhận được tin tức sớm một chút, có thể trợ giúp tào lão gia tử tránh thoát một kiếp, nhân sinh lúc nào cũng đều tràn ngập nhân tố không cách nào xác định, trương đại quan nhân cho dù diệu thủ vô song, cũng không cách nào ngăn cản những cái ngoài ý muốn này phát sinh. Trương Dương liên hệ cố dưỡng dưỡng, cố dưỡng dưỡng gần đây đều du rú trong học viện mỹ thuật, bệnh dịch này đã ảnh hưởng tới rất nhiều sinh hoạt bình thường, mọi người theo lời khuyên của chính phủ, khi không cần thiết thì tận lực không đi ra ngoài nơi công cộng, tận lực tránh tham gia hoạt động xã hội, đường phố kinh thành bình thường ồn ào nhốn nháo cũng đột nhiên trở nên vắng vẻ, mọi người bước đi đều là vội vã mà đi, hầu như ai ai cũng đều che khẩu trang, khẩu trang che mất biểu tình của bọn họ. Cũng gây trở ngại cho việc biểu đạt tình cảm, tạo thành một lớp chắn vô hình giữa người với người. Cố dưỡng dưỡng từ trong học viện mỹ thuật chạy ra, cô ấy có vẻ vô cùng hài lòng và vui vẻ, áo nhung sam vàng nhạt, quần jean màu xanh, Cô ấy cũng đeo khẩu trang, bất quá trên khẩu trang vẽ một khuôn mặt tươi cười, từ cái chi tiết này có thể thấy được vẻ lạc quan của cô ấy. Thấy Trương Dương, Cố Dưỡng Dưỡng nở nụ cười, cô ấy mở cửa xe ngồi xuống, tháo khẩu trang, "Anh rể, sao anh lại đến kinh thành lúc này?" Trương Dương mỉm cười nói, "Gặp phải chút chuyện tình." "Chuyện gì?" Cố Dưỡng Dưỡng biết, Trương Dương rất ít chủ động đến tìm mình, nhất là sau khi chị rời đi, hắn rõ ràng đang xa lánh giữa cự ly chương 913, lòng người dễ đổi. 2. Trương Dương nói, tào lão gia tử qua đời. Cái gì, cô dưỡng dưỡng ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt đẹp, vành mắt lập tức đỏ, hai giọt nước mắt trong suốt theo mặt cười của cô ấy chảy xuống, tại sao có thể như vậy? Trước đó em đi thăm ông ấy, ông vẫn còn rất tốt, ông còn nói muốn dạy em chủ nghệ mà. Trương Dương nói, viêm phổi khẩu hình, ngày hôm qua bị nhiễm, đưa đến bệnh viện đột nhiên nặng thêm, hừng đông thì qua đời, hiện tại thi thể của ông ta đã đưa đi hỏa táng trương dương nói đến đây thì dừng lại một chút nói tào lão gia tử để lại cho em một quyển sách dạy nấu ăn cố dưỡng dưỡng nói mang em đi nhìn trương dương gật đầu tại loại thời khắc phi thường này cố dưỡng dưỡng vẫn biểu hiện ra vẻ không sợ và kiên cường của cô ấy đồng thời cũng biểu hiện ra một mặt nhân tình vị của cô ấy bởi vì tào tam pháo bị nhiễm viêm phổi khẩu hình mà chết ngay cả đồ đệ của ông ta cũng không dám đến nhìn cố dưỡng dưỡng có thể làm ra biểu thị như vậy, thật sự là đáng quý. Trương Dương đưa cố dưỡng dưỡng đi tới nhà tang lễ, xử lý hậu sự vì tào tam pháo chỉ có sử thương hải, sử thương hải cũng không cho đám đổ đệ theo đến đây, dù sao hiện tại viêm phổi khẩu hình đang ẩm ý làm nhân tâm hoảng sợ, dân chúng đều có tật giật mình, tào tam pháo là bạn bè của ông, ông không muốn người khác theo mạo hiểm. Trương Dương và cố dưỡng dưỡng đến nhà tang lễ, sử thương hải đã lấy cho cốt của tào tam pháo, thấy Trương Dương bọn họ đến đây, sử thương hải ít nhiều có chút kích động, hắn vuốt ve hủ cho cốt nói, lão già kia, có người đến thăm ông kia, cuối cùng ông vẫn còn mấy người bạn bè. Trương Dương đi ra phía trước, đưa tay đặt trên hủ cho cốt, tào lão gia tử, tôi đã tới chậm, ngài đi tốt. Lúc nói, nhớ tới giọng nói và dáng điệu nụ cười ngày xưa của tào tam pháo, trong lòng đau xót, viền mắt không khỏi có chút nóng lên. Cố dưỡng dưỡng thấy tình cảnh này không khỏi khóc lên. Sử Thương Hải nói, chúng ta đừng khóc, lão tào người này trời sinh tính thích náo nhiệt, tuy rằng cả đời cơ khổ, nhưng ông ta không có chuyện phiền lòng gì, tôi là bạn cũ của ông, hai người là vãn bối của ông, có chúng ta tiến đưa, lão tào đi an ổn, trước khi chết ông cũng nói qua, không nên làm nghi thức cái gì, sau khi hỏa táng thì đem chôn cho nhanh. Trương Dương gật đầu, được rồi, chúng ta mở lòng tiễn tào lão ra tử cất bước. Tào tam pháo vợ mất sớn, chôn ở nghĩa địa công cộng thanh Dương Sơn, bọn họ trực tiếp đi tới Thanh Dương Sơn chuẩn bị đem tàu tam pháo và vợ của ông hợp táng. Trương Dương trên đường đi mua rượu thuốc và đồ cúng, tới nghĩa địa công cộng lại dành làm thủ tục, tàu tam pháo thái độ làm người tốt, đột nhiên đi như thế, Trương Dương cũng cảm thấy khó chịu, nếu như hắn có thể tìm ra phương pháp đối kháng độc của, có thể bi kịch của tàu tam pháo sẽ không phát sinh. Nghĩa địa công cộng Thanh Dương Sơn có vẻ càng thêm vắng lạnh tịch liêu, viêm phổi khẩu hình đã trở thành một khối mây đen bao phủ trong lòng mọi người, quanh quẩn không đi. Nhân viên công tác của Nghĩa Địa Công cộng đem cho cốt của Tào Tam Pháo để vào huyệt, lại có người tìm tới, khiến cho Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là người đến đây lại là Kiều Bằng Cử và chú của hắn Kiều Thiên Khoát, bọn họ là đến đây đại biểu Kiều lão kính tặng hoa quyển cho Tào Tam Pháo, Tào Tam Pháo trước khi về hưu vẫn đều là đầu bếp của Kiều lão, tình cảm giữa hai người rất sâu, tin tức Tào Tam Pháo qua đời truyền tới chỗ Kiều lão, lúc đầu Kiều lão muốn đích thân đến đây thế nhưng người ở nhà khuyên can mãi mới chịu ở lại trong nhà. Để cho con trai nhỏ Kiều Thiên Khoát đứng ra đại diện cùng Kiều bằng cử cùng nhau đến đây bái tế. Kiều gia có thể làm được một bước này, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Thiên Khoát, hắn biết Kiều Thiên Khoát là cha của Kiều Bằng Phi, tư lệnh viên binh bộ hải quân hàng không, hiện nay đã trở thành một tướng lĩnh thực lực nhất trong quân đội có. Kiều Bằng Cử cũng không ngờ rằng lại gặp phải Trương Dương ở chỗ này, hắn trước kính hiến vòng hoa trước mộ phần của tàu tam pháo cùng kiều thiên khoát bái lạy ba cái đi tới trước mặt của trương dương nắm tay hắn nói cậu đến đây lúc nào kiều bằng cử hỏi những lời này trên mặt cũng không có bất luận tiêu ý thứ nhất là bởi vì vì hiện tại bầu không khí không thích hợp còn có một nguyên nhân quan trọng là hắn vẫn cho rằng trương dương còn đang ở nam tích chăm sóc cho em gái của hắn trương dương nói gặp phải chút việc gấp cho nên chạy tới kiều bằng cử nói tình huống của mộng viện thế nào trương dương nói hoàn hảo trên cơ bản đã ổn định xuống kiều bằng cử thật ra biết tình huống của em gái đã ổn định hắn chỉ là muốn thông suốt qua trương dương chứng minh một chút kiều thiên khoát cũng đã đi tới mỉm cười nói cậu là trương dương trương dương gật đầu lễ phép xưng hô nói xin chào kiều tư lệnh kiều thiên khoát nói tôi nghe nói qua cậu trẻ tuổi đầy hứa hẹn a à. Trương Dương cười cười, trẻ tuổi tôi thừa nhận, đầy hứa hẹn thì có thể tôi gánh không nổi, người có năng lực hơn tôi rất nhiều, Bằng Cử cũng đầy hứa hẹn. Kiều Bằng Cử cũng không nhịn lộ ra nụ cười, tên nhóc cậu bớt nói chuyện này, đúng rồi tôi nghe nói trước đó vài ngày cậu đi Tây Tạng. Trương Dương nói, đúng vậy, tôi còn gặp Kiều Bằng Phi, hắn còn giúp tôi làm giấy biên phòng. Kiều Bằng Cử cười nói, tôi cũng nghe hắn nói. Kiều Thiên Khoát nói, Bằng Phi còn non nớt hơn hai người không ít từ khi con trai nhập, Kiều Thiên Khoát còn chưa có gặp qua. Trong lòng không nhớ đó là giả, thế nhưng lần này đưa con trai đi Tây Tạng tham gia quân ngũ là ý của lão gia tử, Kiều Thiên Khoát và vợ đều có chút không đành lòng, vì thế vợ chồng bọn họ còn đặc biệt đi tìm Kiều Lão thương lược, nhìn xem có thể đổi một chỗ đi tòng quân khác hay không, Kiều Lão ý đã quyết, dùng một câu từ mẫu ra bại nhi từ chối bọn họ. Kiều Thiên Khoát hiện tại đã dần dần rõ ràng dụng ý của cha, những năm gần đây, hai vợ chồng bọn họ quả thật giáo dục sơ sót đối với con trai, kiều bằng phi tự cho mình là rất cao, trà trộn vào trong vòng tròn của con cháu các cán bộ cao cấp trong kinh, lây nhiễm không ít tật xấu, muốn khiến cho hắn cải chính nhất định phải cho hắn nhảy ra cái vòng tròn này. Tại điểm này quyết định của kiều lão là anh Minh chính xác không thể nghi ngờ. Kiều Thiên Khoát cũng biết nguyên nhân tạo thành con trai đi đến Tây Tạng Tòng Quân cũng là người tuổi trẻ trước mắt này, nhưng ông cũng không có bất luận oán giận đối với Trương Dương, ngược lại từ đáy lòng sản sinh cảm kích, từ biểu hiện của con trai hiện nay mà xem, sinh hoạt của Cao Nguyên đã ma luyện tính tình phù hoa của nó ngày xưa, khiến cho nó dần dần thành thục lên. Kiều Thiên Khoát và Sử Thương Hải rất quen thuộc, Kiều Bằng Phi đã từng là đệ tử tha thiết nhất của Sử Thương Hải, nói đến tình hình gần đây của Kiều Bằng Phi, Sử Thương Hải cũng không nhịn được thổn thức, lúc trước ông giận dữ đã trục xuất Kiều Bằng Phi, nhưng Kiều Bằng Phi cho tới nay cũng không có quên người sư phụ này, cách một đoạn thời gian lại gọi điện thoại đến đây, sử thương hải cho tới bây giờ cũng không tiếp điện thoại, kiều bằng phi liền đổi thành viết thư. Trong thư của hắn, sử thương hải có thể cảm thụ được hắn lần này là chân thành sửa đổi, cũng động tâm tư một lần nữa thu nhập hắn vào môn hạ. Lúc mọi người đang nói chuyện, lại có hơn 10 người chạy tới đây, những người này đều là đồ tử đồ tôn của tào tam pháo, tuy rằng bọn họ rất sợ viêm phổi khẩu hình, thế nhưng Trung Quy không chịu nổi dày vò của lương tâm, cho nên đến trước mộ phần phúng viếng. Sử Thương Hải lạnh lùng nhìn cái đám đồ tử đồ tôn đang gào khóc này, thấp giọng mắng một câu cố làm ra vẻ. Dối trá cực kỳ." Trương Dương nói, "Sử lão gia tử, thôi kệ đi, hiện tại tình hình bệnh dịch nguy hiểm như thế, trong lòng ai cũng cảm thấy sợ, bọn họ có thể khắc phục cảm giác sợ hãi chạy đến đây tế bái Tào lão gia tử, coi như là có chút lương tâm, chúng ta không cần quá nghiêm khắc." Chương 914, lòng người dễ đổi. 3. Sử Thương Hải thở dài nói, "Cũng được." người đã chết, bọn họ làm như thế nào cũng không quan trọng. Kiều Thiên Khoát và Kiều Bằng Cử rời đi, lúc Sử Thương Hải và Trương Dương cũng chuẩn bị đi, một người trung niên tìm Sử Thương Hải, gã là đại đồ đệ tẩy quốc danh của Tào Tam Pháo, tẩy quốc danh trước khách khí hai câu cùng Sử Thương Hải, biểu thị sư huynh đệ bọn họ đều thương lượng được rồi, muốn gánh vác tất cả phí dụng giải quyết tốt hậu quả của Tào Tam Pháo. Sử Thương Hải nói, không cần, tôi và sư phụ cậu tương giao nhiều năm như vậy, chút tiền ấy tôi vẫn trả được, lúc trước tôi bình thường hay ăn cơm chùa của ông, hiện tại là lúc tôi trả tiền cơm. Tẩy quốc danh nói, sử lão bá, có chuyện tôi muốn hỏi ngài, sư phụ tôi trước lúc lâm chung có phải là giao cho ngài một quyển sách dạy nấu ăn? Sử thương hải nói, không sai, có chuyện như vậy. Tẩy quốc danh nói, phiền phức sử lão bá đem quay 63N sách dạy nấu ăn giao cho chúng tôi. Sử thương hải nói, dựa vào cái gì? Tẩy quốc danh cười nói, sử lão gia tử, chúng tôi đều là đồ đệ của sư phụ, sư phụ đã nói qua, muốn biên soạn một quyển sách dạy nấu ăn cho chúng tôi, ngài không cần phải giữ trong người, giữ sách dạy nấu ăn cũng vô dụng, đưa cho chúng tôi, để cho chúng tôi đem chủ nghệ của sư phụ phát dương quang đại. Sử thương hải cười lạnh nói, tôi thật sự nhìn lầm đám khốn nạn lòng lang giả thú các người, tới trước mộ phần cúng mộ, làm nửa ngày là vì sách dạy nấu ăn tới. Đám người tẩy quốc danh bị mắng mặt đỏ tới mang tai, tẩy quốc danh nói, sử lão gia tử, giữ đạo hiếu cho sư phụ là bổn phận của chúng tôi. Sử thương hải cả giận nói, thối lắm, trước đó làm gì? Lúc sư phụ các người sinh bệnh, sao không thấy các người thò đầu ra, trước đó ổng có gọi điện nói cho các người hay không? Một lão già bệnh nặng, gọi điện thoại cho các người, các người có một ai chạy tới đúng lúc sao? Sau đó là chính ông ta gọi, gọi điện thoại kêu cứu trợ, các người sợ bị truyền nhiễm, nhưng các người có nghĩ tới ổng là sư phụ các người hay không? Nhất nhật vi sư trung thân vi phụ, nếu như là cha ruột của các người sinh bệnh, các người cũng sẽ không để ý tới. Tẩy quốc danh lúng túng nói, xử lão bá, ngài hiểu lầm. Chúng tôi đi bệnh viện, đi bệnh viện, thi thể của lão tào đều lạnh rồi các người mới đi. Hơn nữa ai cũng không dám tiến vào hỗ trợ, mẹ kiếp. Hiện tại lại có thể dày mặt tìm tôi đòi sách dạy nấu ăn, một đám khốn nạn. Ánh mắt của lão tào thật sự là không tốt mới có thể dạy dỗ đám vô liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa các người. Tôi nói rõ ràng cho các người sách dạy nấu ăn ở trong tay tôi, nhưng sư phụ các người không kêu tôi giao cho bất luận người nào trong các người. Có người nói, đồ của sư phụ chúng tôi, ông dựa vào cái gì mà giữ? Nếu như ông không giao ra chúng tôi sẽ kiện ông ra tòa. Đúng vậy, kiện ông tội xâm chiếm tài sản người khác. Sử thương hải cả giận nói, muốn kiện à, đi kiện đi, tôi còn sợ đám khốn nạn các người sao? Trương Dương nghe mà cũng nổi giận, nói với sử thương hải, sử lão gia tử, nói với loại người như vậy làm gì cho tốn sức, ngài cứ vung tay mà đập, đập bọn họ như đập ruồi, để cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Sử thương hải quả nhiên vung tay lên. Đám đệ tử của Tào Tam Pháo đều biết sử thương hải là trưởng môn bát quái môn, thấy lão gia tử thật sự nổi giận, cả đám sợ đến tè ra quần chạy chối chết, ai cũng không chịu nổi trưởng lực của ông ta đâu. Sử thương hải nhìn cái đám người hốt hoảng chạy trốn, nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, ông thở dài, mở một chai rượu rót trước mộ, lão tào ơi lão tào ông nhìn rõ đi cái đám đồ tử đồ tôn của ông không có một ai không chịu thua kém ông từ trong lòng móc ra quyển sách dạy nấu ăn đưa cho cố dưỡng dưỡng tào sư phụ nhờ tôi đưa cho cô cố dưỡng dưỡng tiếp nhận sách dạy nấu ăn trong lòng sinh ra cảm xúc vô hạt. khi cô ấy thông qua trương dương nhận thức tào tam pháo thường thường đi đến nhà của ông ấy học tập một ít chủ nghệ cố dưỡng dưỡng vẫn đều nỗ lực thay đổi mình cô ấy muốn cho mình càng trở nên thêm ưu tú con gái vui vì người mình thích một người con gái tìm cách khiến cho mình trở nên tốt hơn, thường thường sẽ có một chút động lực, động lực của cố dưỡng dưỡng đến từ chính Trương Dương, cô ấy biết Trương Dương thích ăn đồ do Tào Tam Pháo làm. Cho nên mới chủ động đi tìm ông ấy học tập trù nghệ, Tào Tam Pháo cũng rất thích đứa con gái thông minh này, trong phương diện trù nghệ cũng không bảo lưu, mà ngộ tính của cố dưỡng dưỡng lại khiến cho ông cảm thấy kinh ngạc. Có thể nói thiên phú của cố dưỡng dưỡng tại trù nghệ đã vượt lên trước bất luận người đệ tử nào của ông cho nên lúc còn sống Tào Tam Pháo đã đáp ứng cố dưỡng dưỡng, đem món vật khiêu tường sở trường nhất truyền cho cô ấy. Đáng tiếc chuyện này nói qua không lâu, Tào Tam Pháo liền rời bỏ nhân gian. Bất quá Tào Tam Pháo nói là làm, ông đem thực đơn tinh hoa tâm đắc tập trung suốt đời truyền cho cố dưỡng dưỡng. Sử Thương Hải nói, cố tiểu thư, Tào sư phụ có thể đem cái này cho cô, trên ý nghĩa nào đó, giống như ông đã thừa nhận cô là đồ đệ. Cố dưỡng dưỡng gật đầu, cô ấy quỳ xuống trước mộ phần của tàu tam pháo dập đầu lại ba cái. Sử thương hải toát ra thần tình vui mừng, đứa nhỏ này quả nhiên là thông minh, mình không cần nhiều lời, con bé cũng đã rõ hẳn là nên làm thế nào. Vì cẩn thận, Trương Dương vẫn phân biệt kiểm tra thân thể một chút cho sử thương hải và cố dưỡng dưỡng, vững tin thân thể của bọn họ không có dị trạng, lúc này mới yên lòng. Ba người trên đường về tìm một quán ăn, bởi vì bệnh viêm phổi tàn sát bừa bãi, hiện tại sinh ý của quán ăn đều trở nên vô cùng vắng vẻ, Trương Dương gọi vài món ăn, kêu một chai rượu. Bởi vì Tào Tam pháo chết, tâm tình của mọi người đều có chút không vui, Sử Thương Hải chỉ uống một ly thì uống không nổi nữa, ông thấp giọng than thở, già rồi, hai năm nay một ít lão hữu bên cạnh của tôi cứ một người rồi lại một người rời đi, mỗi lần đưa bọn họ, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Trương Dương nói, ai đều có ngày này, sinh lão bệnh tử ai cũng không trốn được, sử thương hải gật đầu nói thấy ngày hôm nay của lão tào tôi bỗng nhiên rõ ràng một cái đạo lý trương dương nói cái đạo lý gì sử thương hải nói tôi hẳn là đem công phu áp đáy hòm nhanh chóng truyền cho đệ tử của tôi nếu không nếu như ngày nào đó tôi xảy ra chuyện môn võ công này chẳng phải là muốn suy giảm lớn trên tay của tôi lỡ như thất truyền tôi thành tội nhân của bát quát môn rồi trương dương nói quan niệm của môn phái trung hoa chúng ta đích thật là hại chết người rất nhiều tuyệt kỹ đều bởi vậy mà thất truyền. Sử Thương Hải nói, thế nhưng những quy củ môn phái này lại không thể không muốn, nếu như không phân biệt được đối tượng, đem bản lĩnh truyền thụ cho bọn họ không bảo lưu, bên trong tốt xấu lẫn lộn, một ít người trong bọn họ sẽ lợi dụng thứ học được đi khi dễ người, đến lúc đó hối hận đã muộn. Ông Hạ Ly rượu xuống nói, chờ khi cậu đến tuổi như tôi thì sẽ rõ ràng, muốn chọn một đồ đệ tốt, thật ra rất khó. Trương đại quan nhân thật đúng là không nghĩ tới chuyện muốn thu đồ đệ, nghiêm ngặt suy nghĩ, an ngữ thần hẳn là một người tốt, thế nhưng từ khi hai người bọn họ ở trên đỉnh núi, quan hệ của hai bên đã xảy ra biến hóa. Sử thương hải nói, lão tào trong lòng còn là có chút tính toán, ông khẳng định nhìn ra đám đồ tử đồ tôn tất cả đều không trông cậy được, cho nên mới không đem sách dạy nấu ăn giao cho bọn họ. Ông nhìn cố dưỡng dưỡng nói, cố tiểu thư, sau này nhất định phải đem cái phần thực đơn này của tào sư phụ phát dương quang đại a trương dương nói sử lão gia tử chuyện thực đơn ngoại trừ chúng ta đừng cho người ngoài biết chương 915, lòng người dễ đổi 4. sử thương hải đương nhiên rõ ràng trương dương là suy nghĩ vì cố dưỡng dưỡng Giả như đám đồ tử đồ tôn của Tào Tam Pháo biết sách dạy nấu ăn rơi vào trong tay cố dưỡng dưỡng, tám chín phần sẽ đi tìm cô ấy gây phiền phức. Sử Thương Hải nói, được, chuyện này tôi sẽ không nói với bất luận kẻ nào bất quá tôi có một điều kiện trương dương và cố dưỡng dưỡng đều có chút kinh ngạc nhìn ông lại không biết sử lão gia tử có điều kiện gì sử thương hải nói tôi thích nhất là ăn món phật khiêu tường do chính tay lão tào làm ổng đi rồi sau này chỉ sợ không còn có người có thể làm ra mùi vị chính tông như vậy cố tiểu thư cô có được thực đơn nếu có một ngày học xong nhất định phải tự tay làm cho tôi ăn một lần cố dưỡng dưỡng cố sức gật đầu Cô ấy nhẹ giọng nói, sử lão tiên sinh yên tâm, tôi nhất định mau chóng học xong món này, mời ngài đánh giá. Bọn họ chia tay với sử thương hải, trương dương đem cố dưỡng dưỡng đưa về trường học, xe jeep đi tới cửa, cố dưỡng dưỡng ôm cuốn sách, nhỏ giọng nói, anh rể, chừng nào anh đi. Trương Dương nói, hẳn là qua hai ngày nữa, tuy rằng hắn rất muốn hiện tại trở về Nam Tích, nhưng là tuệ chữ đưa ra yêu cầu, khiến cho hắn ở kinh thành hai ngày, bệnh tình của văn quốc quyền còn chưa có ổn định, hơn nữa văn linh đột nhiên thức tỉnh, khiến cho Trương Dương sản sinh cảnh giác tri tâm, hắn phải phải đợi tất cả an ổn mới có thể rời đi. Cô dưỡng dưỡng nói, hai ngày trước em gọi điện thoại về nhà, ba em nói, ba muốn đi nam tích tiếp quản nhà máy thuốc, anh rể, anh biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Trương Dương gật đầu nói, chuyện này anh biết một ít, từ khi Minh Kiện tiếp nhận nhà máy thuốc, kinh doanh quản lý đều tồn tại một ít vấn đề, dẫn đến một phần nhân viên quản lý nồng cốt của nhà máy thuốc rời đi, hiện tại hiệu quả và lợi ích của nhà máy thuốc đang tụt xuống. Ba em không đành lòng thấy nhà máy thuốc biến thành cái dạng này, cho nên quyết định tự mình tiếp nhận quyền quản lý nhà máy thuốc. Cô dưỡng dưỡng nói, anh của em trước đó vài ngày đã tới Kinh Thành, anh ấy có thể có chút hiểu lầm đối với anh. Trương Dương cười nói, hắn nhìn vấn đề luôn có chút cực đoan, quên đi, hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế ấy. Trương Dương lại nhớ tới một việc, dưỡng dưỡng, khi Thường Hải Thiên rời nhà máy thuốc đi, Tổ kiến nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Hải Thiên, hiện nay sơ bộ của nhà máy đã hoàn thành, cũng sắp đầu tư, bên trong có 49% cổ phần của em." Cô Dưỡng Dưỡng lắc đầu nói, "Em không cần." Trương Dương nói, "Là gia đồng để lại cho em, em không thể từ chối." Cô Dưỡng Dưỡng nói, "Chuyện đó em biết, là chị để lại cho anh, anh vì nhà máy thuốc mà ra sức lớn như vậy, tiền này là anh nên có." Trương Dương nói, "Dưỡng Dưỡng tiền với anh mà nói không có bất luận ý nghĩa gì, tiền nhiều cũng không bằng tình cảm của giai đồng đối với anh. Nói đến đây, Trương Dương có chút nghẹn lời, hắn nhìn ngoài cửa sổ xe, không biết mưa xuân nổi lên từ bao giờ, mưa bụi kéo dài vô tận dẫn ra đau thương và ưu tư của hắn. Bỗng nhiên cảm giác bàn tay ôn nhuận mềm mại của cố dưỡng dưỡng đặt ở trên mờ u bàn tay của hắn, cố dưỡng dưỡng ôn nhu nói, anh rể, chuyện tình đã qua lâu như vậy, anh không cần thương tâm, Chị của em nếu ở dưới suối vàng có biết cũng không muốn nhìn thấy hình dạng không vui của anh." Trương Dương gật đầu, cười cười với Cố Dưỡng Dưỡng nói, "Anh rõ ràng." Cố Dưỡng Dưỡng nói, "Anh rể, em đi, hai ngày nay tình hình bệnh dịch ở kinh thành rất nguy hiểm, anh phải cẩn thận một chút." Trương Dương lấy cây dù bên trong xe đưa cho cô ấy, nhẹ giọng nói, "Dưỡng Dưỡng, em cũng phải cẩn thận, có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại." Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trương Dương, không biết vì cái gì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau xót vành mắt đột nhiên đỏ la tuệ chữ quả nhiên nghe theo khuyến cáo của trương dương bà không hề can thiệp chuyện của văn linh văn linh muốn làm cái gì muốn đi nơi nào bọn họ không hỏi đến thế nhưng la tuệ chữ chỉ có một điều kiện văn linh lúc ra cửa thì nói cho mình một tiếng bà còn mua cho văn linh một cái điện thoại di động để cho bà lúc cần có thể tìm được con gái văn linh trong điểm này biểu hiện rất phối hợp lần này thức tỉnh trước mặt cha mẹ cô ấy từ đầu đến cuối đều tại sắm vai một người con gái nhu thuận thế nhưng dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh của văn linh nội tâm cũng cực kỳ sao động mưa xuân kéo dài văn linh đi tới trước mộ của đỗ sơn khôi cô ấy không biết mình vì sao lại chạy đến đây nhìn ảnh chụp trên bia mộ trong lòng của văn linh tràn ngập áy náy cô ấy chậm rãi quỳ xuống bác đỗ xin lỗi văn linh không có nói cho bất luận kẻ nào khi cô ấy thức tỉnh người nghĩ đến đầu tiên là đỗ thiên giã lần này theo cô ấy cùng nhau thức tỉnh, còn có tình cảm của cô ấy đối với Đỗ Thiên Giã. Lần trước thức tỉnh, cô ấy đần độn phạm vào sai lầm lớn, mà lần này tỉnh lại, nội tâm của cô ấy cực kỳ phức tạp, trong suy nghĩ lúc nào cũng đều có hai ý thức, hai ý thức hoàn toàn khác hẳn này đang tranh đoạt thân thể của cô, Văn Linh không biết mình rốt cuộc là ai. Không biết người mới là con người thật của mình. Lúc Văn Linh quỷ gối trước mộ đỗ sơn khôi ái náy rơi lệ, Phùng Ngọc Mai ở ngay xa xa, bà mỗi ngày đều tới cúng mộ cho chồng, Ngày hôm nay bất ngờ gặp phải Văn Linh Phùng Ngọc Mai có chút vô cùng kinh ngạc Bà không thể tin tưởng hai mắt của mình Bà vốn tưởng rằng Văn Linh đã ngủ yên không tỉnh dậy Nhưng không ngờ rằng cô ấy lần thứ hai thức tỉnh Hơn nữa còn xuất hiện trước mộ của chồng mình Vô luận Văn Linh thế nào Phùng Ngọc Mai đều không có khả năng tha thứ cho cô ấy Nếu như không phải tư tình của Văn Linh và tên Hàn Quốc thôi Chí hoán bị bọn họ thấy Đỗ Sơn Khôi cũng sẽ không tức giận đến suốt huyết não Bạn già đã chết lâu như vậy Phùng Ngọc Mai cũng hoàn toàn bình tĩnh, tiếp nhận hiện thực, thế nhưng văn linh thức tỉnh khiến cho bà cảm thấy sợ, bà nghĩ tới con trai. Tiếng bước chân của Phùng Ngọc Mai kinh động Văn Linh. Văn Linh quay mặt lại, mưa phùn như tơ, trên mặt của cô ấy không phân rõ là nước mắt hay là nước mưa, khi cô ấy nhìn thấy thân ảnh mông lung của Phùng Ngọc Mai trong mưa rầm, lập tức đứng lên. Cắn cắn môi, có chút do dự kêu lên, "Gì Phùng?" Phùng Ngọc Mai lắc đầu nói, "Tôi không nhận nổi." Văn Linh biết mình gây thương tổn quá sâu đối với người nhà của Đỗ Gia, cô ấy, ấy ái náy nói, dì Phùng, con biết dì oán con, là con hại chết bác Đỗ, thế nhưng lần trước con đã quên tất cả chuyện, con thậm chí không nhớ rõ tất cả những gì mình đã làm, rất nhiều chuyện đều là con tạo thành trong vô thức. Phùng Ngọc Mai nói, Văn Tiểu Thư, cô không cần giải thích với tôi, tôi cũng không trách cô cái gì, lão Đỗ nhà của chúng tôi chết, tôi cũng không oán ai, sinh lão bệnh tử, ai cũng đều có loại thời điểm này, cô cảm thấy khổ sở cũng được hối hận cũng được, chuyện tình đều đã xảy ra, chúng tôi ai cũng đều thay đổi không được sự thật đã phát sinh, nếu lão đỗ đã đã chết, cô để ổng im lặng an nghỉ, để cho ổng hưởng thanh tịnh cũng không thể được sao. Văn Linh gật đầu, con rõ ràng, con đi. Lúc cô ấy chuẩn bị rời đi, Phùng Ngọc Mai gọi cô ấy lại, đem hoa mang đi. Văn Linh xoay người nhìn bó hoa bách hợp trước mộ một chút, con chỉ là muốn biểu đạt một chút ái náy. Không cần. Văn Linh cầm lấy bó hoa bách hợp, cô ấy cúi đầu thật sâu trước Phùng Ngọc Mai, ánh mắt của Phùng Ngọc Mai căn bản không có nhìn cô ấy. Văn Linh đi vài bước, lại bị Phùng Ngọc Mai lần thứ hai gọi lại, cô đứng lại. Văn Linh dừng chân. Phùng Ngọc Mai nói, Văn Tiểu Thư, ân oán của hai nhà Đỗ Văn đã rõ ràng từ lâu, tôi hy vọng cô không nên tìm con trai của tôi, nó đã bị cô làm bị thương đủ sâu, nếu như cô còn nhớ kỹ một chút duyên phận giữa các người, xin cô buông tha cho nó. Văn Linh không nói gì, cầm bó hoa bách hợp, lặng lẽ đi tới phía trước, thân ảnh của cô trong mưa gió có gầy nhỏ mà suy nhược, mưa gió hoàn toàn cách ly cô ấy và cái thế giới hiện thực này. Chương 916, lòng hiếu kỳ. 1. Trương Dương trở lại Hương Sơn biệt viện, thấy Trần Tuyết cầm cây dù, đem một đống bản dập lôi ra ở trong sân. Trương Dương có chút hiếu kỳ đi tới, làm gì vậy? Trần Tuyết nói, thiên trì tiên sinh trước khi Lâm Trung đã từng đem những cái bản dập này chôn ông ta cho rằng là vật không may, tôi đào ra coi. Trương Dương nói, không ngờ rằng lòng hiếu kỳ của em mạnh như vậy, mưa lớn như vậy, đừng làm những cái chuyện không ý nghĩa này nữa. Trần Tuyết nói, giúp tôi một chút, tôi nhìn mấy thứ này một cái. Trương Dương lắc đầu, từ tiếp nhận cây dù trong tay cô ấy. Trần Tuyết nói, những cái bản dập này, có âm sát tu la trường, còn có thê phong khổ vũ kiếm, những cái này đều là của kiếm khách tùy chiều kim quyên mậu trương dương nói những cái này chúng ta đều biết trần tuyết nói vì sao văn linh lại nắm giữ những võ công này trương dương nói có lẽ cô ta khi còn bé tới loạn không sơn du ngoạn đúng lúc phát hiện những cái bản dập này vì vậy tu luyện theo cho nên bất tri bất giác học xong trần tuyết nói anh không phải nói văn linh trước khi bị ngã từ nóc nhà xuống trở thành người thực vật căn bản không biết bất luận võ công gì sao trương đại quan nhân không chống đỡ được thật ra trong lòng hắn sớm bắt đầu hoài nghi văn linh, nhưng là chuyện này không thích hợp nhắc tới trước bất kỳ ai. Trần Tuyết tìm kiếm vài khối bản dập, đứng lên, Trương Dương che dù cho cô ấy, hai người cùng nhau về phòng sách. Trên bàn đã bãi đầy bản dập, xem ra Trần Tuyết đã tốn hao không ít công phu làm chuyện này. Trong ấn tượng của Trương Dương Trần Tuyết là một nhà đầu bàng quan, đẹp không thể chạm, không chứa khói lửa nhân gian, trong ý nghĩa nào đó, cô ấy và Văn Linh có một mặt giống nhau, hai người đều là sống ở trong thế giới của mình, có vẻ không hợp với tất cả xung quanh, hay đây mới là nguyên nhân làm cho Trần Tuyết cảm thấy hứng thú đối với Văn Linh. Trương Dương lôi cái ghế ngồi xuống bên cạnh bàn học, nâng má nhìn Trần Tuyết bận việc, Trần Tuyết đem mấy cái bản dập trên bàn xếp tới xếp lui, xếp gần 2 giờ, mới hoàn thành. Cô ấy nhẹ giọng nói, anh có nhớ hay không, lúc chúng ta đi đổ thư quán tìm tư liệu của Kim Quyên Mậu trong trường đại học. Trương Dương nói, nhớ, không phải một thích khách Triều Tiên sao ông ta muốn ám sát vì diễm đế, kết quả không thành công, bị tứ đại cao thủ của tùy triều liên thủ đánh gục. Trần Tuyết nói, có nhớ hay không, trong đoạn giã sử ấy có nói, Kim Quyên Mậu còn có một người con gái, con gái của ông ta vì báo thù cho ông ta, nên liều mình vào cung, trở thành quý phi của tùy diễm đế. Trương Dương gật đầu. Trần Tuyết nói, trong những bản dập này, có thể chứng minh Kim Quyên Mậu thật sự có một người con gái. Trương Dương cười nói, thì đã sao? cho dù ông ta có con gái cũng không nhất thiết là vào cung hầu hạ tùy diễm đế, tuy rằng anh không học lịch sử, nhưng anh cũng biết, giả sử là do mọi người biên lung tung ra, mục đích chính là để cho nó dày lên. Trần Tuyết nói, nếu như là thật thì sao? Anh có biết con gái của Kim Quyên Mậu tên gọi là gì không? Lòng hiếu kỳ của Trương Đại Quan Nhân lúc này đã hoàn toàn bị kích thích, tên là gì? Kim Văn Linh. Cái gì? Trương Đại Quan Nhân cho dù có lá gan lớn, cũng không nhịn được ứa mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn cũng biết có liên quan đến văn linh, nhưng sự trùng hợp vượt hơn ngàn năm này quả thật khiến cho kẻ khác chấn động. Trần Tuyết tiếp tục nói, sau khi vào cung sắc phong làm phi, căn cứ theo tư liệu tôi thu thập được, cô ấy hẳn tên là Lan Quý Phi, lúc còn sống được tùy diễm đế sủng hạnh lắm, sau đó còn sinh con cho tùy diễm đế, nhưng vì sinh khó mà chết. Lưng áo của trương đại quan nhân lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc mà Lan Quý Phi sinh khó, chính hắn ở trong cung cứu chị mà nhưng hắn rõ ràng đã cứu được tính mạng của mẹ con Lan Quý Phi vì sao cô ấy còn có thể chết vì sinh khó cái lão tùy diếm đế chết tiệt này tôi có ân với ông ông ngược lại lấy oán trả ân giết tôi không tính còn diệt khẩu luôn cả ái phi của mình Trần Tuyết nói tôi lại tìm rất nhiều tư liệu về nguyên nhân cái chết của Lan Quý Phi còn có một tin đồn rất có thể tin tưởng Trương Dương nói tin đồn gì Trần Tuyết nói: Có người nói Lan Quý Phi không phải chết vì sinh khó, mà là bởi vì bà ấy cấu kết với ngự y đỡ đẻ, tư tình của hai người bị Tùy Diễm Đế phá thiện, cho nên đương nhiên là giết chết ngự y kia trước, sau đó giết luôn Lan Quý Phi. Hai mắt của Trương Đại Quan nhân trợn tròn, cái này là thằng chó chết nào viết thế? Bố mày lần đầu tiên gặp Lan Quý Phi vào ngày cô ấy đẻ, cô ấy mang cái bụng to đùng, cho dù bố có muốn cấu kết làm bậy với cô ấy, còn kịp sao? Trương Dương nói: người y này là ai?" Trần Tuyết lắc đầu nói: "Không biết, nhân vật như vậy trong lịch sử căn bản là không gây ra được bất luận sóng gió gì, rốt cuộc người này có tồn tại hay không cũng rất khó nói, làm gì có nhà sử học nào quan tâm đến chuyện nhàm chán như thế, lãng phí thời gian trên người của loại tiểu nhân vật này." Tiểu nhân vật? Trương Đại Quan Nhân nhất thời không chịu nổi sự chế nhạo của người khác dành cho mình. Trần Tuyết không hiểu được nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt đẹp, nói: "Thế nào?" anh có phải là biết cái gì hay không trương đại quan nhân đầu như trống trơn nói tôi đâu phải là học giả lịch sử làm sao mà biết cái gì trần tuyết nói anh giống như không phục lắm trương dương giả dối nói tôi chỉ là cảm thấy không đáng cho những người làm nghề chữa bệnh thôi học giả lịch sử thì thế nào dựa vào cái gì mà khinh thường những người làm đại phu bác sĩ như chúng tôi hắn đưa mắt nhìn lên bàn nhìn nhìn một khối bản dập chỉ là hắn không có kiên nhẫn tìm kiếm thấp giọng nói, em nói nhiều như vậy, những cái này có liên quan đến Văn Linh sao? Trần Tuyết nói, chỉ là một giả thuyết, Văn Linh sau khi tỉnh dậy thì tính tình đại biến, hơn nữa cô ấy còn bỗng nhiên có được võ công lợi hại như vậy, tôi đã từng xem qua một vài tư liệu, cũng là nói về một người ngủ say, bỗng nhiên có được ký ức của những người khác, sau khi tỉnh lại liền biến thành một người khác, bất quá cái này đều phát sinh tại nước ngoài. Trương Dương nói, tôi vẫn chưa rõ em muốn nói cái gì. Thật ra Trương Đại Quan Nhân đã rất rõ ràng, Trần Tuyết đang chứng minh với hắn quan hệ giữa Văn Linh và Kim Văn Linh, bất quá Trương Dương có thể cam đoan, từ tướng mạo của Văn Linh hiện nay so với Lan Quý Phi thật sự là ngay cả nửa cọng lông cũng không có. Trần Tuyết nói, anh cũng rõ, tôi chỉ đưa ra một giả thuyết, nếu như thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn, nếu như ý thức trong cơ thể của Văn Linh thật sự có phần của con gái Kim Quyên Mậu, như vậy thì tất cả đều dễ giải thích. Trương Dương nói, tôi thật sự là bị em nói đến hồ đồ, Em đang nói Văn Linh là người cổ đại, cô ấy từ cổ đại đến đây, cho nên mới có được một thân võ công xuất thần nhập hóa, cho nên tính tình mới đại biến." Trần Tuyết nói, có thể là như vậy. Chương 917, lòng hiếu kỳ. 2. Chương Đại Quan Nhân nói, tôi cũng có một thân võ công xuất thần nhập hóa, tôi cũng có y thuật diệu thủ hồi xuân, em cảm thấy tôi cũng là từ cổ đại đến sao?" Trần Tuyết lộ ra một nụ cười khó có được, nụ cười nắng ấm đủ để làm tan tuyết mùa đông. Cô ấy nhẹ giọng nói, nếu như suy đoán đối với Văn Linh thành lập, như vậy thì anh cũng rất có thể thăng. Trương Dương mở to hai mắt nhìn, tôi nói nhà đầu này, nói cũng không thể nói lung tung, chuyện này nếu như truyền ra ngoài chẳng phải là viện khoa học sẽ đem tôi đi, trực tiếp giải phẫu cơ thể người sao? Trần Tuyết nói, tôi thật sự rất tò mò, những cái bản dập này, cùng với tập tư liệu tranh ảnh của nghịch chuyển Càn Khôn, tất cả nhân tố hội tụ vào một chỗ, trở nên càng ngày càng khó giải thích. Trương Dương có chút kinh hãi nói, nếu giải thích không được, vậy thì không cần phải giải thích nữa, văn linh lúc đầu như thế cũng được, từ cổ đại đến cũng được, không có vấn đề với chúng ta, chỉ cần cô ấy không làm gì gây ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta, người cổ đại thì thế nào? Nếu người Trung Quốc và người nước ngoài có thể sinh sống cùng nhau, vậy người cổ đại và người hiện đại không thể chung sống hòa bình sao? Trần Tuyết có chút hiếu kỳ nhìn Trương Dương, Trương Dương, bình thường lòng hiếu kỳ của anh đều lớn hơn so với bất luận kẻ nào mà Sao lần này đột nhiên đổi tính thế? Trương Dương thở dài nói, nói thật, với võ công hiện nay của Văn Linh, tôi thật sự không thể trêu vào cô ấy, biết rõ không thể trêu vào còn đi chọc cô ấy, không phải là không biết lượng sức sao? Hơn nữa tôi thấy cô ta lần này thức tỉnh biểu hiện cũng rất bình thường, nguyên năm trừ tối hôm qua cướp bản dập nghịch chuyển càn khôn ra, thì cũng không có bất kỳ hành động quá đáng nào. Trần Tuyết nói, nói đến khỏi bản dập, nếu như cô ấy coi trọng như vậy, bên trong nhất định có bí mật tương đối lớn. Trương Dương nói, muốn biết cái bí mật này chỉ có thể đi hỏi cô ấy. Trần Tuyết nói, nếu như giả thuyết trước đó của chúng ta toàn bộ đều thành lập, trong cơ thể của Văn Linh thật sự có ý thức của Lan Quý Phi, như vậy khi cô ấy tỉnh lại, phát hiện ra một thế giới hoàn toàn khác biệt, việc muốn làm nhất là cái gì? Trương Dương nói, cô ấy muốn trở về. Trương Đại Quan Nhân lúc nói ra những lời này bỗng nhiên nhớ tới, mình hiện tại đã ít suy nghĩ đến tùy chiều, nếu như nói còn có một người khiến cho hắn lo lắng, người kia chính là Xuân Tuyết Tình, từ đầu đến giờ, hắn đi đến thế kỷ 20 đã 4 năm, hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, tình cảm của hắn, tất cả của hắn đều cùng một nhịp thở với thế giới này, cho dù thật sự có một cơ hội có thể trở về trước mắt, hắn cũng sẽ không đi. Trần Tuyết nói, tôi hoài nghi phần bản dập mà cô ấy lấy đi có thể nghịch chuyển thời không. Trương Dương cười nói, có thể sao? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế mà còn không làm được, em cảm thấy rằng trình độ khoa học của Tùy Triều có thể làm cho người từ cổ đại đi đến hiện đại sao? Trần Tuyết, tôi thấy cô đừng học lịch sử nữa, thẳng thắn đi viết tiểu thuyết đi trương đại quan nhân thật sự không muốn tiếp tục cái câu chuyện này. Hắn phát hiện tất cả những gì mà Trần Tuyết nói là một chân tướng tiếp cận sự thật, nếu như tất cả đều đúng như suy đoán của Trần Tuyết, vậy thì hắn nên đi nơi nào? Đáy lòng của Trương Dương lần đầu tiên sản sinh nguy cơ mạnh mẽ như vậy, hắn bắt đầu ý thức được có thể trên thế giới này không chỉ có một trường hợp đặc biệt như hắn nếu như suy đoán của trần tuyết là thật như vậy văn linh tuyệt đối cũng rất có thể vậy khối bản dập nghịch chuyển càn khôn sẽ trở thành một tai họa ngầm bởi vì duyên cớ bản thân trương dương xem qua không ít sách trong phương diện này trên lý luận xuyên qua thời không cũng rất có thể lúc hắn xuyên qua đồng thời vị trí của hắn trên thế giới đã hoàn toàn thay đổi nếu như văn linh thật sự muốn đi về như vậy cô ấy sẽ gây cho thế giới này ảnh hưởng như vậy lại sẽ gây cho hắn ảnh hưởng thế nào. Trương đại quan nhân nhớ kỹ cái này hình như gọi là hiệu ứng hồ điệp. Phan Linh vẫn cô độc như cũ, từ khi thức tỉnh, trong đầu của cô ấy lật qua lật lại đều là chuyện tình quá khứ. Người cô ấy nghĩ đến nhiều nhất cũng là Đỗ Thiên Giã, nghĩ đến đều là hành động của Đỗ Thiên Giã đối với của cô ấy. Từ khi cô ấy trở thành người thực vật, Đỗ Thiên Giã yên lặng chờ đợi bên thân thể của cô ấy. Năm này tháng nọ như một ngày chăm sóc cô ấy, mà khi cô ấy thức tỉnh, liên tiếp gây cho Đỗ Thiên Giã đã kích trầm trọng, trong lòng cực kỳ phức tạp, ý niệm trong đầu nhiều lần đan xen cô ấy khát vọng được nhìn thấy Đỗ Thiên Giã. Trong lòng có thật nhiều lời muốn nói với hắn, cũng chỉ muốn nói với hắn. Thế nhưng nhớ tới tình cảnh ngày hôm nay tại mộ địa gặp phải mẹ của Đỗ Thiên Giã, lòng của Văn Linh nhất thời lạnh xuống. Lấy ra khối bản dập nghịch chuyển càn khôn, thương cảm trong ánh mắt của Văn Linh dần dần rút đi, biểu tình của cô ấy một lần nữa trở nên kiên cường lên, đáy lòng có một âm thanh đang nói với mình vận mệnh của tôi do tôi nắm trong tay la tuệ chữ và văn quốc quyền cách lớp bảo vệ nhìn nhau trạng thái tinh thần của văn quốc quyền rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều điều này làm cho la tuệ chữ cảm thấy vui mừng vừa rồi con trai gọi điện thoại tới dựa theo ý của văn quốc quyền bà cũng không có đem tin tức ông bị bệnh nói cho con trai để cho con trai an tâm làm việc la tuệ chữ cầm lấy điện thoại gọi cho văn quốc quyền văn quốc quyền nghe được điện thoại tiếng chuông trước hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút thấy la tuệ chữ cầm ống nghe chỉ chỉ điện thoại văn quốc quyền cười cười hắn cầm điện thoại giường đầu nhân viên chữa bệnh và chăm sóc trong phòng thức thời rời đi la tuệ chữ nói quốc quyền cảm giác ra sao văn quốc quyền nói tốt rồi anh cảm giác mình cũng sắp khỏi hẳn xem ra ngày mai anh có thể xuất viện văn quốc quyền nói như vậy chỉ là vì muốn cho vợ giải sầu tuy rằng ông khôi phục rất nhanh thế nhưng trước khi bệnh tình hoàn toàn trị hết ông vẫn đang không cách nào thoát khỏi trạng thái cách ly. La Tuệ Chữ nói, vừa rồi Hảo Nam gọi điện thoại đến đây, em không nói cho nó biết chuyện anh sinh bệnh. Văn Quốc Quyền gật đầu nói, hẳn là như vậy, nó bề bột nhiều việc, tình huống của anh đều đã ổn định, đừng cho nó lo lắng. Hơn nữa, tình hình bệnh dịch hiện tại ở Kinh Thành lợi hại như vậy, để cho hắn trở về cũng rất mạo hiểm. La Tuệ Chữ nói, biết anh thương nó mà. Văn Quốc Quyền cười nói, sợ rằng chỉ có nó là không biết. La tuệ chữ thở dài nói, bọn nhỏ lớn rồi, đều có suy nghĩ của chính mình, em sợ nó suy nghĩ nhiều, chuyện tiểu linh tỉnh em cũng không nói cho nó biết. Văn Quốc Quyền rất thỏa mãn cách xử lý của La tuệ chữ, thấp giọng nói, không nói là tốt nhất, chờ mấy ngày nữa, viêm phổi khẩu hình đi qua, em và tiểu linh cùng đi tân cương thăm nó. chương 918, Lòng Hiếu Kỳ 3. La tuệ chữ nói, chỉ sợ tiểu linh chưa chắc chịu đi. Có cái gì không chịu, đó là em trai của nó mà la tuệ chữ nói quốc quyền anh có cảm thấy hay không con gái lần này sau khi thức tỉnh lại hình như thay đổi một người khác văn quốc quyền cười nói có thay đổi thế nào nó vẫn là con gái của chúng ta em không phải ý này em cuối cùng luôn cảm thấy nó lần này sau khi tỉnh lại có chút là lạ nó hẳn là nhớ tới chuyện tình quá khứ thế nhưng nó hình như lại có chút chuyện văn quốc quyền nói đứa nhỏ này đã trải qua nhiều chuyện như vậy tính tình khẳng định sẽ thay đổi không ít, chúng ta làm cha mẹ phải có lòng tin nhiều hơn đối với nó, tận lực cho nó một ít quan tâm và ấm áp, anh tin tưởng nó nhất định sẽ rất nhanh đi ra từ trong hoang mang. Là tuệ chữ nói, Trương Dương cũng nói như thế. Văn Quốc Quyền nói, có chuyện anh phải nói em, không nên có việc gì cũng phiền phức Trương Dương, nó cũng có chuyện của mình, em đừng làm cho nó khó khăn. Là tuệ chữ nói, Quốc Quyền, em rõ ràng, thế nhưng lúc đó thấy anh sinh bệnh, lòng em như lửa đốt, ngoại trừ nó em thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể giúp văn quốc quyền cười nói theo anh thấy em đối với đứa con nuôi này còn thân hơn so với con ruột la tuệ chữ nói trong lòng em đã sớm đem nó trở thành con trai ruột của mình rồi văn quốc quyền nở nụ cười ha ha theo bệnh tình chuyển tốt tâm tình của ông cũng tốt lên văn quốc quyền nói nghe nói nó và yên nhiên lại một lần nữa đính hôn chờ chuyện này qua đi mời hai vợ chồng hoài minh tới gặp mặt chúng ta cũng không thể làm cha nuôi mẹ nuôi nói không được. La tuệ chữ lại biết điểm xuất phát của chồng tuyệt đối không chỉ là gặp mặt đơn giản như vậy, chồng đang tại vị, có một số việc đích thật là thân bất do kỳ làm một chuyện gì ông đều phải lo lắng toàn bộ. Văn Quốc Quyền nói, buổi tối ngày hôm nay không nhìn thấy hai đứa đâu cả. La tuệ chữ nói, Trương Dương đi hương sơn biệt viện của thiên chỉ tiên sinh ở, nó là một người không chịu ngồi yên, bắt nó ở chỗ này, chỉ sợ nó sẽ nghẹn ra bệnh, về phần con gái của chúng ta la tuệ chữ không nhịn được lại thở dài một hơi văn quốc quyền nhìn ra vợ lo lắng không ngớt đối với con gái ông thật ra không có khẩn trương như vậy tuy rằng thời gian giao lưu với con gái không nhiều lắm thế nhưng ông tin tưởng suy nghĩ của văn linh rất lý trí hơn nữa lần này sau khi thức tỉnh biểu hiện ra quan tâm đối với người xung quanh đều là phát ra từ nội tâm cũng không có bất luận dối trá cái gì văn quốc quyền tin tưởng hai mắt của mình ông suốt đời duyệt không biết bao nhiêu người tự nhận là có thể liếc mắt thì thấy rõ thế giới nội tâm của đa số người. Ông đương nhiên có thể cảm thấy được mâu thuẫn và hoang mang của con gái, Văn Quốc Quyền cho rằng cái đó có quan hệ những khúc mắc mà con gái đã trải qua, chờ mình khôi phục, nhất định phải nói chuyện với con gái, tranh thủ cởi ra khúc mắc. Tin tức tốt sốt cục truyền đến, kháng thể tách ra được từ trong máu của Văn Linh, chuyên gia y học căn cứ theo kết cấu kháng thể, tiến hành sinh vật trọng tổ, rốt cục nghiên cứu chế tạo ra kháng thể đồng dạng, bởi vì không cách nào xác định hiệu quả của kháng thể cùng với việc có thể dẫn đến phản ứng dị thường, cho nên để cho ba người làm công tác y tế vô ý bị nhiễm bệnh độc mở đầu tiếp nhận kháng thể trị liệu, khiến cho mọi người cảm thấy kinh nghỉ chính là trong ngày tiêm vào thuốc bào chế kháng thể. Ba người toàn bộ tiêu trừ bệnh trạng cấp tính, bệnh tình tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh ổn định. Văn Quốc Quyền khi biết được tin tức thành công nghiên cứu chế tạo ra kháng thể, cũng giống như vợ kiềm giữ thái độ tương đồng, về chuyện trong máu của văn linh phát hiện kháng thể phải giữ nghiêm bí mật ông không muốn chuyện này tạo thành nhiều phức tạp cho con gái văn quốc quyền cũng không nghĩ ra vì sao trong máu con gái có kháng thể bệnh độc như lời vợ hiện tại trên người của văn linh có rất nhiều bí mật trương dương trước tiên thu được tin tức nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh thành công tiếp điện thoại của la tuệ chữ trương đại quan nhân có loại cảm giác như chút được gánh nặng hắn hướng trần tuyết nói đi ăn thôi buổi tối chúng ta uống rượu chúc mừng chuyện gì làm cho anh vui vẻ như thế? Trần Tuyết có chút không giải thích được nói. Trương Dương cười nói, nghiên cứu chế tạo kháng thể của viêm phổi khẩu hình đã thành công, hiện nay đã bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể người, hiệu quả rất rõ rệt, hiện tại đang tiến hành hoàn thiện cuối, không cần bao lâu có thể đầu tư quy mô. Trần Tuyết nói, nhanh như vậy. Trương Dương nói, tôi cũng không ngờ rằng lần này lại có thể nhanh như vậy, kỳ quái, chuyện ngay cả tôi đều làm không được, bọn họ làm sao thành công trần tuyết nói khoa học phát triển như thế hơn nữa tình hình bệnh dịch không chỉ có tồn tại ở trung quốc toàn bộ thế giới đều có mọi người đồng tâm hiệp lực tìm được biện pháp giải quyết nhanh như vậy cũng rất bình thường cô ấy đứng dậy cười nói chuyện này quả thật đáng chúc mừng anh chờ chút tôi đi làm cơm rất nhanh trương dương nói tôi đã quên mất trong xe jeep còn có đồ hộp tôi mua trần tuyết nói được rồi anh nghỉ ngơi đi tôi đi làm trần tuyết rời đi Trương Dương nhìn bản dập trên bàn ngơ ngác xuất thần, đừng xem lúc Trần Tuyết phân tích, hắn toàn bộ phủ định, nhưng đáy lòng hắn cũng cho rằng Văn Linh 89 phần cũng giống hắn, nếu hắn nhìn ra khác biệt của Văn Linh, Văn Linh có thể cũng nhận thấy được dị thường của hắn hay không? Giả như để cho Văn Linh phát hiện hắn cũng là một người xuyên qua. Thằng nhãi này không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vui sướng vừa rồi vì kháng thể nghiên cứu thành công trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, Trương Dương đi qua đi lại bên trong phòng. Vô Luận Văn Linh lần này sau khi thức tỉnh là thiện hay ác, cô ấy rất có thể sẽ cấu thành uy hiếp đối với mình. Trong quan trường lăn lộn lâu như vậy, Trương Đại Quan Nhân đã tràn đầy thể hội đối với bốn chữ nhìn xa trông rộng này, đối đãi phải phòng ngừa chu đáo, phòng hoạn khi chưa xảy ra mới có thể lập thế. Tuy rằng hắn đã đem khối nghịch chuyển càn khôn giao cho Văn Linh, nhưng chưa chắc đại biểu rằng hắn và Văn Linh từ nay về sau có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bảo đảm sau này bình an vô sự huống chi hắn còn không biết khối bản dập kia rốt cuộc có tác dụng thế nào. Muốn tiêu trừ tai họa ngầm, nhất định phải cấp tốc để thăng thực lực bản thân. Trương Dương nhớ tới công pháp bộ âm dương song tu, tại đỉnh núi, hắn và an ngữ thần tu luyện bộ nội công, lần đầu tiên chân chính cảm thụ được chỗ thần kỳ của nó, sau đó cùng tần thanh lần thứ hai tu luyện, Trương Đại Quan Nhân đã sơ bộ nắm giữ tinh túy bên trong, hắn có thể dựa vào thứ này, trong thời gian ngắn để thăng thực lực bản thân, chỉ cần hắn có thể vượt qua hoặc là có thể có thực lực chống lại Văn Linh, sẽ không cần kiêng kỵ cô ấy giống như bây giờ. Trương Dương dừng chân, bỗng nhiên ý thức được cái hắn cần tìm chính là cái hầm ngầm lúc trước hắn và Trần Tuyết phát hiện, nhớ kỹ thiên chỉ tiên sinh khi tử thế không lâu, hắn và Trần Tuyết ngẫu nhiên ở chỗ này phát hiện một hộp gỗ, bên trong có bản vẽ kiến trúc biệt viện, Trương Dương lúc trước tra xét qua mặt đất, dưới mặt đất có huyền cơ. Văn Linh lần thứ hai thức tỉnh khiến cho Trương Dương phải coi trọng tất cả chuyện có thể tương quan, thiên trì tiên sinh lúc trước đã từng siêu tập nhiều bản dập như vậy, có thể dưới mặt đất có mật thất, bên trong cất giấu càng nhiều bí mật. chương 919, Lòng Hiếu Kỳ 4. Tiếng bước chân của Trần Tuyết cắt đứt trầm tư của Trương Dương, cô ấy tới gọi Trương Dương ăn. Thấy chỗ của Trương Dương, Trần Tuyết sóng mắt khẽ động, mơ hồ đoán được tâm của hắn đang suy nghĩ cái gì. Đồ hộp đã làm sẵn, Trần Tuyết cũng mang ra bàn bàn, mặt khác lại nướng một con cá, sau một chút rau xanh, cô ấy từ nhỏ cũng đã học làm việc nhà, chủ nghệ cũng không tồi, lúc Trương Dương ăn không khỏi nhớ tới Tào Tam Pháo. Lần trước tới đây, Tào Lão Gia Tử còn cùng mình đi trường thành quyết chiến, không ngờ rằng trong nháy mắt cũng đã là vật còn người mất, thiên nhân cách xa nhau, Trương Dương nhịn không được thở dài. Trần Tuyết nói, đang yên đang lành thở dài cái gì, là tôi làm không thể ăn. Trương Dương lắc đầu nói, không phải, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới Tào Lão Gia Tử. Lần này viêm phổi khẩu hình thật sự là làm hại không ít trần tuyết rót rượu nâng ly nói may là kháng thể đã nghiên cứu chế tạo ra tin tưởng không cần bao lâu vaccine phòng bệnh sẽ sản xuất ra trương dương nâng ly nói đáng ăn mừng nào cụng ly hắn ngưỡng cổ đem rượu uống sạch sẽ trần tuyết nhấp nhẹ một ngụm chậm rãi buông ly rượu trước trợ giúp trương dương rót đầy rượu ngon trương dương nhìn đôi tay nhỏ nhắn trắng ngoãn như ngọc của cô ấy lúc rót rượu tư thái dịu dàng giống cây hoa lan thử tình thử cảnh có chút giống như đã từng quen biết như kỹ lúc ở tại Đại Tùy, hắn và Xuân Tuyết Tình cũng thường xuyên đối ẩm như vậy. Trần Tuyết nói, anh hình như có tâm sự. Trương Dương gật đầu nói, tôi đang suy nghĩ, khối bản dập nghịch chuyển thời không rốt cục viết cái gì. Trần Tuyết nói, văn tự và hình vẽ tôi tất cả đều ghi lại, anh không phải nói tiêu ký kinh mạch huyệt đạo ấy có rất nhiều chỗ sai sao. Trương Dương nói, vì sao bản dập này lại ở loạn không sơn? Thiên trì tiên sinh thu thập bản dập lẽ nào chỉ có như vậy? trần tuyết đã rõ ràng ý tứ của trương dương cô ấy nhẹ giọng nói anh nói là có thể còn có chút bản dập khác được thiên trì tiên sinh cất giấu tại nơi khác chúng ta không có phát hiện hay không trần tuyết nói anh nói là bí mật phía dưới phòng sách trương dương gật đầu trần tuyết nói lúc trước anh không phải nói muốn giữ bí mật này sao trương dương nói mỗi lúc mỗi khác khi đó không phải không có chuyện nghịch chuyển càn khôn này sao Trần Tuyết nói, anh cảm thấy thiên trì tiên sinh còn siêu tập bản dập khác. Trương Dương gật đầu nói, tôi thấy dưới phòng sách này 89 phần có một mật thất, bên trong cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Trần Tuyết nhìn ra chuyện của Văn Linh đã hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu kỳ của Trương Dương, tuy rằng miệng hắn không thừa nhận, nhưng trong lòng đã không cách nào bình tĩnh. Trần Tuyết nói, thiên trì tiên sinh hẳn là không có quan hệ với Văn Linh, lúc trước ông ta lưu lại mật thất, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, chứng minh ông cũng không muốn cho người biết. Trương Dương nói, trên đời này vạn sự vạn vật đều không tách được nhân quả và duyên phận, thiên trì tiên sinh nếu đem căn nhà này cho tôi, chứng minh tôi có duyên với ông ta, ông đem những sách này lưu lại cho em, chứng minh em cũng là người có duyên, chúng ta phát hiện cái hộp gỗ kia, phát hiện bản vẽ kết cấu, cái này đại biểu cho cái gì? Đại biểu thiên trì tiên sinh nói rõ là cho chúng ta. Trần Tuyết nói, nói nhiều như vậy, cũng không phải bởi vì anh hiếu kỳ sao. Trương đại quan nhân nói, ai mà không có chút lòng hiếu kỳ, hiện tại văn linh lợi hại như vậy, cho dù tôi giao thủ cùng cô ấy cũng không có nắm chắc tất thắng, tôi phải làm rõ ràng bí mật của cô ấy. Có câu là chi kỷ chi bỉ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thằng nhãi này luôn luôn có đủ loại lý do. Trần Tuyết nói, thiên trì tiên sinh và văn linh hẳn là không có quan hệ. Trương Dương nói, ai cũng không nói bọn họ có quan hệ, thế nhưng thiên trì tiên sinh cất giấu thứ gì đó có thể có trợ giúp cho chúng ta, tôi thừa nhận lòng hiếu kỳ của tôi lớn, nhưng lẽ nào em một chút hiếu kỳ cũng không có. Nếu như em không hiếu kỳ, em có thể đi đem những bản dập thiên trì tiên sinh chôn một lần nữa lấy ra. Anh, Trần Tuyết bị Trương Dương nói làm mặt cười ửng đỏ. Trương Dương nâng ly rượu uống một ngụm, cười tùm tìm nói, em đừng nói, hai ta thật đúng là hợp, vậy. Em ra một chủ ý, cái huyền cơ này, hai ta rốt cục là cha hay là không cha. Trần Tuyết không để ý đến hắn trương đại quan nhân nói em không nói lời nào tôi coi như em ngầm đồng ý vậy thì chúng ta cha rượu đủ cơm no trương đại quan nhân trước đi ra xung quanh nhìn một chút vững tin xung quanh không người mới đi vào khóa trái cửa lớn cầm sẻng và búa đi tới trong phòng sách trần tuyết thấy dáng vẻ của hắn cực kỳ giống công nhân kiến trúc không nhịn được có chút muốn cười trương dương trước đem sàn nhà mở ra đưa tay gõ gõ trên mặt đất lần trước hắn cũng đã kiểm tra qua ở đây phía dưới hẳn là trống không. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tuyết một chút nói, "Tôi ra tay." Trần Tuyết xoay đầu qua một bên, tựa hồ chuyện này không hề quan hệ cùng mình. Trương Dương chỉ biết cô ấy là ngầm đồng ý, cầm búa đập xuống nền xi măng trên mặt đất, mặt đất rất mỏng, ầm ầm một tiếng, đã bị đập ra một cái hố lớn, Trương Đại Quan Nhân kêu sợ hãi một tiếng. Trần Tuyết cho rằng xảy ra chuyện gì, nhanh chóng quay đầu lại, Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt cười xấu xa nói, "Còn nói em không hiếu kỳ?" lòng hiếu kỳ của con gái cuối cùng luôn lớn hơn so với đàn ông một ít trần tuyết sẵn giọng anh có đủ chưa trương dương nói thật ra tôi làm như vậy chủ yếu là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em hành vi của thằng nhãi này là vừa ăn cướp vừa la làng khiến cho trần tuyết quả thật không thể tránh được trương dương cầm lấy đèn pin chiếu chiếu cái hầm ngầm này cũng không sâu khoảng chừng một mét trần tuyết không cẩn thận làm một khối đá rơi xuống phía dưới rơi vào đáy động phát sinh tiếng vang kim loại Hai người liếc mắt nhìn nhau, phía dưới có thể là cửa sắt. Trương Dương nói, tôi đi xem trước, hắn đem cửa động mở rộng ra một ít, sau đó nhảy xuống, nửa thân thể còn lộ ở bên ngoài, cái động rất chật hẹp, hắn cúi đầu, lấy đèn chiếu xuống, phát hiện trước mặt là một thứ hình thù kỳ quái. Trần Tuyết nói, như cái hộp gỗ, đây là hộp đồ. Trương Dương một lần nữa đi tới, cái này tôi không hiểu, em tới đi. Trần Tuyết cũng không có nóng lòng xuống phía dưới ghé vào mặt trên nhìn kỹ hình dạng của cái hộp, nhẹ giọng nói, tất cả đều là giáp cốt văn. Cô ấy nhìn một hồi mới tiến vào trong hầm ngầm, một lần nữa đem hộp đồ ghép lại thành một bức hoàn chỉnh, Trương Dương nắm một cánh tay của cô ấy, lo lắng phía dưới có cơ quan đột nhiên mở ra, Trần Tuyết sẽ ngã xuống. Khi Trần Tuyết đem hộp đồ ghép lại toàn bộ, chỉ nghe âm thanh tiếng bánh răng chuyển động, trong động chậm rãi mở ra, may mà Trương Dương sớm nắm Trần Tuyết, cô ấy mới không có ngã xuống, cái động mở ra lãnh khí bên trong um tùm, Trương Dương trước đem Trần Tuyết lôi lên, ném một hòn đá nhỏ xuống phía dưới, rất nhanh thì nghe được âm thanh, sau đó là tiếng lạch cạch không dứt bên tai, kéo dài xa xa. Trương Dương nói, phía dưới có bậc thang, hẳn là không sâu. Trần Tuyết gật đầu. Trương Dương lấy đèn pin chiếu xuống phía dưới, ở chỗ sâu 3 mét thì thấy được thực địa, hắn nhảy xuống trước, nơi đặt chân là đất bằng phẳng do đá tảng xây thành, chỗ phía trước 2 mét cũng là bậc thang kéo dài xuống phía dưới, Trương Dương giơ đèn pin lên chiếu về phía trên, ý bảo phía dưới rất an toàn, Trần Tuyết cũng nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Trương đại quan nhân vốn dĩ muốn đi hỗ trợ đón cô ấy, nhưng lại nghĩ tới nội lực khinh công của Trần Tuyết đều có căn cơ tương đương, căn bản không cần mình hỗ trợ. Đừng để cô ấy cho rằng mình có ý định khinh bạc là tốt. Trần Tuyết nhảy xuống, rơi xuống đất không phát một tiếng động, Trương Dương khen, khinh công của em lại có tiến bộ. Trần Tuyết thản nhiên cười nói, còn kém xa anh lắm. Trương Dương nói, chờ em tới độ tuổi của tôi nói không chừng đã sớm vượt lên trước tôi. Trần Tuyết nói, không nên luôn làm ra vẻ lão nhân ra, anh hình như lớn hơn tôi không được bao nhiêu. Trương Dương nói, tôi 27, lớn hơn em 5 tuổi. Trần Tuyết nói, nhưng tôi nghe Triệu Tính nói anh nói dối tuổi, vì tiện làm quan, đem sửa tuổi lớn lên 3 tuổi. Trương Đại Quan Nhân ha ha cười gược, nhà đầu Triệu Tính kia cũng thật là, cái gì cũng đều nói ra bên ngoài trương dương nói lớn hơn một ngày cũng đều là lớn hai người dọc theo bậc thang đi hơn người bước xuống phía dưới phía trước xuất hiện một cửa sắt cửa này không có gì đặc biệt chỉ có một cái khóa cửa bình thường mà thôi trương dương vung búa đập một cái phá nát cái ổ khóa trần tuyết nhíu nhíu mày hắn ta làm việc cũng quá thô bạo mở cửa sắt hai người đồng thời trợn tròn mắt bên trong cửa sắt tự nhiên là một thạch bích trương dương cho rằng trong thạch bích còn có cái gì lấy tay vỗ vỗ nhưng phát hiện thạch bích lại đặc ruột, thiên trí tiên sinh thật sự là cho bọn họ một trò đùa lớn rồi, vốn tưởng rằng cái hầm ngầm này còn có bí mật, nhưng phá vỡ rất nhiều cơ quan đi tới phía dưới, cuối cùng tự nhiên thấy một tường đá, hơn nữa trên tường cái gì cũng không có. Trương Dương có chút huệ hoài nói, khẳng định là trước đó đã dọn sạch rồi, cái này chỉ là phòng giữ đồ bình thường mà thôi. Trần Tuyết nói, một phòng giữ đồ bình thường mà lại bố trí nhiều cơ quan như vậy, đổi thành anh, anh sẽ làm như vậy sao? trương dương lắc đầu trần tuyết lấy đèn pin từ trong tay của hắn chiếu chiếu thạch bích trương dương nói khẳng định là đặc ruột trần tuyết lại chiếu về phía trước phía trên cũng là nền đá cứng rắn hẳn là không có huyền cơ lại chiếu xuống mặt đất phát hiện chỗ đặt chân bọn họ lại là lớp đất trần tuyết thầm nghĩ từ khi bọn họ tiến vào thạch thất ngầm tới nay chỗ khác tất cả đều là đá chỉ có chỗ này là có lớp đất bao trùm vì sao như vậy cô ấy đem suy nghĩ của chính mình nói cho trương dương trương dương ngồi xổm xuống móc ra con dao nhỏ nạy lớp đất lên không được hai cái thì gặp lớp đá cứng rắn trương dương nói không có gì đặc biệt phía dưới là đá hắn đang chuẩn bị từ bỏ trần tuyết nói đừng nóng vội cô ấy tắt đèn pin đã thấy trên mặt đất mơ hồ lộ ra lân quang trương dương lấy làm kỳ quái theo như cái này thì dưới lớp đất quả nhiên có chữ hắn đi tới tìm cái sẻng trở về đem lớp đất phía dưới dọn sạch sẽ trần tuyết tắt đèn Chữ khắc lân quang của lớp đá dưới chân hiện ra. Kiểu chữ đều là dùng giáp cốt văn viết thành, may là Trần Tuyết là chuyên gia trong phương diện này, cô ấy nhìn một lần từ đầu tới đuôi, đứng dậy đi đến bên trái, đi 5 bước về phía trước, xoay người 45 độ đi tới đầu cùng, Trương Dương theo cô ấy đi qua, Trần Tuyết chỉ chỉ phía trên, bí mật tất cả đều ở chỗ này. Chương 920, đao kiếm phong trần, 1. Trương Dương dùng đầu bố đánh thử nhẹ nhàng một chút bức tường kia quả thật trống rỗng, hắn lúc này mới vùng búa lên, dùng sức đập xuống, một cái động nhỏ hẹp xuất hiện trước mặt bọn họ. Trương Dương dẫn đầu đi vào, lại đưa tay kéo Trần Tuyết theo, bởi vì cái động này rất hẹp, lúc đầu đi vào phải không người, nhưng càng đi càng rộng. Trương Dương thầm than, không ngờ rằng thiên trì tiên sinh lại có thể có một công sự ngầm quy mô như vậy bên dưới tòa nhà của ông ta, ông ta làm ra như thế nào. Mà lại có thể khiến cho thần không biết quỷ không hay. Trương Dương thấp giọng nói, "Những văn tự vừa rồi em xem nó viết cái gì?" Trần Tuyết nói, "Tiên sinh lúc trước xây nhà, chỉ là muốn đào một cái phòng chứa đồ bình thường dưới đất, nhưng mà khi đào xuống phía dưới, phát hiện ra một cái động, người thiết kế cái hang đá kia là bạn của ông ấy, cho nên hai người vẫn giữ bí mật này, hiện tại bạn của ông ấy đã qua đời, trên đời này không còn ai biết được cái bí mật này." Trương Dương nói, "Phía dưới rốt cục là cái gì?" Trần Tuyết bỗng nhiên dừng chân lại, cô ấy nghe được tiếng nước chảy róc rách. Trương Dương cũng nghe được tiếng nước, lại đi về phía trước, một dòng suốt nhỏ xuất hiện trước mắt bọn họ, trong bóng tối có một chút ánh huỳnh quang lóe lên, huỳnh quang trùng giống như là ánh sao trên bầu trời trong cái thế giới tối đen kịt này, đẹp đẽ vô cùng. Một con bướm lóe ra ánh huỳnh quang bay đến bên cạnh Trần Tuyết, ánh huỳnh quang theo đôi cánh của nó chợt tắt chợt hiện, mặt cười của Trần Tuyết biến ảo liên tục trong ánh huỳnh quang. Lại có một con bướm huỳnh quang khác bay tới, Hai con bướm bay lượn xung quanh Trần Tuyết, tựa hồ như muốn so đấu vẻ mỹ lệ với Trần Tuyết vậy. Dù Trương Đại Quan Nhân có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không ngờ trong tầng ngầm này lại ẩn chứa một thế giới kỳ diệu như vậy. Tinh vân mỹ lệ phía trước xoay tròn trong bóng đêm, nhìn kỹ lại, là do trăm ngàn con huỳnh hỏa trùng cấu thành, hai con bướm bay vào trong đội hình của huỳnh hỏa trùng, huỳnh hỏa trùng đột nhiên phơ tán ra, theo quỹ tích chuyển động của những sinh vật này, trong bóng tối hợp thành một hình ảnh mỹ lệ. Trần Tuyết thốt lên, đẹp quá. Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân thì nhìn về phía mặt cười của Trần Tuyết, trong lòng tán thán, đẹp quá. Ngay cả thằng nhãi này cũng ý thức được, sức chống cự của mình đối với cái đẹp hầu như bằng không, lặng lẽ nhắc nhở mình phải hồi tâm dưỡng tính thôi. Hai người đi chậm dọc theo dòng suối nhỏ, mặt nước phía trước trở nên rộng hơn. Dòng suối nhỏ từ các phương hướng hợp thành một mạch nước ngầm, đi đến nơi này, Trương Đại Quan Nhân đã không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình. Có một thuyền gỗ thả dọc theo mạch nước, không biết là đã trôi bao lâu rồi. Trương Dương đưa tay chạm vào cái thuyền gỗ ấy, không ngờ rằng vừa đụng vào một cái, cái thuyền gỗ liền vỡ nát ra. Trần Tuyết nói: "Làm sao đi qua tiếp đi?" Trương Dương nói: "Em đi về phía trước đi, tôi bơi dọc theo mạch nước này, nhìn xem rốt cục là thông đến đâu." Trần Tuyết do so dự một chút, nói: "Anh phải cẩn thận, dưới mạch nước ngầm này không biết có quái vật hay không?" Trương Dương cười nói: "Sao có thể có cần tôi đưa em trở về không? Trần Tuyết lắc đầu nói, tôi ở chỗ này chờ anh. Trương Dương cởi quần áo, Trần Tuyết xoay người qua chỗ khác, Trương Đại Quan Nhân chỉ còn mặc một cái quần cộc trên người, sau đó thả người nhảy vào trong mạch nước, Quỳnh Hỏa Trùng và hai con bướm Huỳnh Quang cũng hộ tống hắn một đoạn, nhất là hai con bướm bay rất thấp dưới mặt nước như muốn soi đường. Nước rất lạnh, tuy rằng đã vào mùa xuân, nhưng trong cái thế giới ngầm này vẫn không cảm thụ được thay đổi bên ngoài. Trương Dương bơi về phía trước, cá dưới mạch nước cũng bị hắn làm cho kinh động, bởi vì những sinh vật này đều sống trong thế giới ngầm không ánh sáng, cho nên đa số trên người đều có lân quang, dòng nước phía trước đột nhiên chảy xiết, Trương Đại Quan Nhân còn chưa kịp có phản ứng, đã bị dòng nước chảy xiết cuốn theo, đến một thác nước, cũng may là độ cao của thác nước không cao, cùng lắc chỉ khoảng 5 mét, cũng không tạo thành tổn thương gì cho hắn cả. Trương Dương không dám chủ quan, hắn dựa vào thạch bích mà bước đi, đi tới phía trước khoảng 20 mét, phát hiện phần lòi trên thạch bích không bình thường, lấy đèn pin chiếu chiếu, phát hiện ra trên mặt tựa hồ có vết đao kiếm, nước xung quanh rất cạn, không tới đầu gối của Trương Dương, nhưng mà dòng nước vẫn chảy xiết lắm, hắn nhìn về phía trước, đã thấy trên vách tường cách đó không xa có hai vết kiếm thật sâu, người bình thường nếu như nhìn vào sẽ không thấy kinh ngạc lắm, nhưng mà theo Trương Dương thấy. Hai vết kiếm này thật sự đúng là nhìn mà giật mình, độ dài của ai vết kiếm đều hơn 2 mét, chỉ dựa vào độ bén của đao kiếm thì không thể nào chém ra được một dấu vết dài như vậy, hẳn là kiếm khí phát ra từ thân kiếm do nội lực, lúc trước Trương Dương thật sự không tưởng tượng ra ai có bản lĩnh lớn như vậy, mặc dù ở đại tùy, loại người có thần thông như mình cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trương đại quan nhân đi dọc theo thạch bích, lấy đèn pin chiếu vào mặt thạch bích đối diện, thấy trên thạch bích có hơn 10 lỗ tròn, xung quanh động chồng còn có một cái khe, Trương Dương bay vọt lên, vượt qua mạch nước ngầm, ôm lấy một trụ thạch bích đối diện, hắn dùng đèn pin chiếu vào bên trong cái lỗ, cái lỗ tròn này ít nhất cũng sâu một mét, càng làm cho líu lưỡi chính là, cái lỗ tròn này chính là do trường thương đâm vào. Trương Dương nhắm hai mắt lại, hầu như có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu thảm liệt khi đó, hai gã cao thủ tuyệt đỉnh, thương tới kiếm qua. Trong cuộc quyết chiến đẫm máu này, hắn nhanh chóng phát hiện ra người quyết chiến không chỉ có hai, bởi vì còn có dấu vết của binh khí khác, theo vết kiếm dọc trên thạch bích đi tới, cách mạch nước ngầm khoảng chừng 10 mét còn có một gò đất cao, rộng khoảng 2 mét, dài chừng 8 mét, có rất nhiều hài cốt xung quanh. Trương Dương vô tình dẫm lên một cái xương chân, xương chân bị cắt rất ngọt, mà sát gần gò đất cao kia còn có hai cái sọ người trắng. Hài cốt hoàn chỉnh chỉ có một, ngồi dựa vào trên thạch bích, xương sườn tán loạn, bên cạnh còn một thanh kiếm, đã cắm thật sâu vào trong nền đất, chỉ còn chui kiếm lộ ra ngoài. Trương Đại Quan Nhân trong lòng hoảng sợ, hai tay hắn cầm lấy chuôi kiếm dùng sức kéo lên đem thân kiếm rút ra khỏi nền đá bên dưới thân kiếm phát ra một tiếng vang tuy rằng đã khá lâu đời nhưng thanh kiếm vẫn vô cùng sắc bén đột nhiên được rút ra khỏi nền đất đá thân kiếm giống như là có tính mạng đang rung lên không ngừng trương dương phát hiện ra thanh kiếm này không theo quy tắc thường hẳn là nghi đao dáng đao hình thôi nửa thân đao được khảm hình hai con thang long nửa trước thân đao không có bất kỳ trang sức gì chỉ có một sợi dây ở giữa lưỡi đao cực mỏng giống như cánh thiền, thân đao ở gần chuôi đao là dày nhất, sau đó giảm dần đến mũi đao. Mũi đao hình cung kiếm hợp với lưỡi đao, đao đáng như hình song long thưởng châu, bất quá đao đáng rất nhỏ, chuôi đao được quấn tơ vàng, tuy rằng đã lâu đời như không bị hư thối. Trương Dương cầm đao trong tay, vung vung một chút, lưỡi đao mỏng phát ra tiếng xé gió bén nhọn, Trương Dương thầm khen, quả thật đúng là một thanh hảo đao. Cúi đầu nhìn bộ hài cốt, Trương Dương mới phát hiện ra ngay ngực của nó có cắm một đầu mâu, phần lớn của đầu mâu được cắm lún sâu vào trong thạch bích, Trương Dương mất rất nhiều sức mới có thể lôi đầu mâu ra, phát hiện ra trên mũi mâu có khắc hai chữ phá phân. Trương Dương nội tâm kịch chấn, cây thương này tự nhiên chính là thuộc về thiên hạ đệ nhất thương khâu oán. Thời đại tùy lúc ấy, khâu oán và ba người khác tự xưng là tùy cung tứ đại cao thủ, sau đó Kim Quyên Mậu đến ám sát tùy diễm đế, tứ đại cao thủ hợp lực đánh bại Kim Quyên Mậu, có người nói Kim Quyên Mậu bị bọn họ giết chết, mà khâu oán cùng một cao thủ dùng cung tên là đồng tử sở phụ trách đuổi giết Kim Quyên Mâu, sau đó không biết tung tích, không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp phải binh khí của Khâu Oán, có đầu mâu đương nhiên có cán thương, cán thương hẳn là làm bằng gỗ, trải qua hơn ngàn năm đã hóa thành cho tàn rồi cũng nên. Cho nên chỉ còn lại cái đầu mâu sáng trắng này, chẳng lẽ những bộ hài cốt khác là thuộc về Kim Quyên Mậu và cao thủ tùy cung khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 920.